Chương 1631 đừng nói bọn họ chỉ có tin vỉa hè, dù là các lão tổ độ kiếp, kỳ thấy tận mắt cũng trợn mắt há hốc mồm nghi ngờ mình nằm mơ. Vốn nghe sư muội kể thì bọn họ rất kiêng dè Lâm Hiên, dù sao được nãi long chân nhân thưởng thức, phỏng đoán từ góc độ nào cũng có chỗ hơn người. Bọn họ đang suy tính cách ứng đối nhưng giờ thì ai nấy mặt nhẹ nhõm. Sưng huynh gọi đệ với nãi long chân nhân là nói bậy, vừa rồi còn cảm thấy tiểu tử này quá giỏi thì ra sư muội nghe tin nhảm nhí. Lâm tiểu tử cũng là kẻ mua danh chuộc tiếng, dù có chút bản lĩnh thì chắc cũng không khó giải quyết không cần chú trọng làm gì thấy mọi người vẻ mặt không tin nữ nhân cung trang buông tiếng thở dài lời đến bên môi cũng nuốt ngược vào bụng nàng biết mình nói gì cũng vô ích các vị đồng môn mới nghe có bấy nhiêu đã không tin nếu nàng kể lâm tiểu tử không chỉ xưng huynh gọi đệ với nãi long chân nhân còn có dính líu dây dưa với quảng hàn chân nhân trong ba tán tiên thanh khâu quốc chủ trong ba yêu vương không biết bọn họ có cho rằng nàng điên không không sự đáng sợ của lâm hiên không chỉ có bấy nhiêu bách hoa tiên tử cùng là đại năng thượng cổ như nãi long chân nhân cũng có sâu xa với lâm hiên nghe nói tiểu tử này còn đắc tội với hai vị thủy tổ chân ma là bảo xà và băng phách nhưng có quảng hàn chân nhân bảo vệ hai đại năng ma giới không làm gì được hắn sau đó một ma tổ độ kiếp sơ kỳ đánh nhau với lâm hiên kết quả cổ ma được xưng là thiên nguyên thánh tổ đại chiến một trận rồi bất ngờ hụt hơi bị lâm hiên giết đúng thế lâm hiên là người thắng trận chiến đấu đó với tu vi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cấp phân thần chiến thắng cổ ma đẳng cấp độ kiếp một tu tiên giả cấp phân thần bình thường mà có thể đánh bại lão quái vật độ kiếp kỳ chuyện như vậy nhìn khắp tam giới từ xưa đến nay e rằng chưa từng xảy ra nhìn từ góc độ nào đều rất hoang đường nếu không thấy tận mắt thật khiến người không tin nổi ban đầu nữ nhân cung trang nghe việc này thì rất giật mình tưởng như lỗ tai nghe nhầm nhưng nàng và nhược nhan tiên tử rất thân nhau nàng biết rõ bằng hữu tốt của mình tính cách nói một không hai, loại chuyện này càng không có lý do lừa nàng. Dù sao khi đó kiếm hồ cung và vân ẩn tông chưa có mâu thuẫn gì, về tình về lý nhược nhan tiên tử không có lý do đồn bậy dùm lâm hiên. Huống chi trên đời không có từng nào không lọt gió, cảnh xảy ra trên bồng lai tiên đảo chỉ có đám lão quái độ kiếp, kỳ dự tiệc mới thấy, thân phận của những người đó sẽ không thuận miệng nói lung tung chuyện diễn ra trong điển lễ. Nhưng lão quái vật độ kiếp, kỳ hài có bằng hữu thân thiết hay môn nhân đệ tử đặc biệt gần gũi. Nữ nhân Mặc cung trang dù gì là tu sĩ phân thần hậu kỳ, còn là trưởng lão kiếm hồ cung, thân phận hay thực lực đều không tầm thường, chỉ cần nàng muốn hỏi thăm thì sẽ có thu hoạch. Nên qua một phen chắc chờ nàng xác minh suy đoán của mình, quả nhiên nhược nhan tiên tử không nói bậy, Lâm Hiên nổi bật trong điển lễ song tu của nãi long chân nhân, mấy lão tổ độ kiếp kỳ đều bị lu mờ. Không ai dám coi thường vì hắn chỉ là tu tiên giả phân thần kỳ. Vân ẩn tông không dễ chọc. Nữ nhân cung trang ra kết luận này, khuôn mặt nàng lộ nét bi ai, vì tình báo nàng nói mỗi câu là thật nhưng nghe khá hoang đường, sư huynh đệ đồng môn đều lờ đi. Tục ngữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng, coi thường đối thủ sẽ có kết quả gì. Nữ nhân cung trang không hiểu, nhưng sâu trong lòng nàng nổi lên linh cảm không may. Thực lực đến đẳng cấp của nàng tuy không tin răm rắp theo dự cảm, nhưng cũng không thể bỏ qua nó, chẳng lẽ lần này bổn môn xung đột với vân ẩn tông sẽ chịu thiệt nhiều ý nghĩ lướt qua trong đầu nàng, chính nữ nhân cung trang cũng thấy không tin được. Dù sao kiếm hồ cung là tông môn xếp hạng nhất trong nãi long giới, tuy vạn kiếm tôn giả, không ở nhưng còn hai vị thái thượng trưởng lão khác tọa chấn nơi này, xem như là tiết lão ma của vạn yêu cốc đợt trước cũng đã tay trắng quay về. Nàng thầm an ủi mình như vậy, nhưng cảm giác bất an mãi không biến mất. Nàng nhẹ nhàng nói, các vị sư huynh, Lâm Hiên không phải tu tiên giả phân thần kỳ bình thường, thực lực mạnh hơn xa cùng dai, thậm chí ngang ngửa với lão tổ độ kiếp kỳ, mọi người tuyệt đối đừng lơ là. Tuy các vị sư huynh đệ nghi ngờ lời nàng nói nhưng làm tu sĩ của kiếm hồ cung, về tình về lý nàng phải nhắc nhở mấy câu. Ha ha, sư muội lo xa quá. Tu sĩ phân thần kỳ thì sao đánh bại lão tổ độ kiếp kỳ được, trong tam giới từ xưa đến nay chưa từng có chuyện như vậy. Chuyện vớ vẩn như thế mà sư muội cũng tin được. Nam nhân áo đen bốc đồng kiêu ngạo nói, đúng rồi, lâm tiểu tử đó hơn phân nửa là kẻ mua danh chuộc tiếng, chờ tấn công tổng đà vân ẩn tông không cần các vị sư huynh đệ ra tay một mình ngô ta đủ bắt sống lâm tiểu tử rồi nữ nhân cung trang buông tiếng thở dài tuy sớm đoán được kết cục nhưng mọi người đều hiểu lầm ý tốt của nàng khiến nàng nản lòng lúc này một thanh âm xa lạ truyền vào tai nàng chu sư thúc đừng quá lo tuy lâm tiểu tử không đơn giản nhưng đã mất tích từ lâu người nói chuyện là tu tiên giả động huyền kỳ duy nhất có mặt tại đây khuôn mặt bình thường ba mươi mấy tuổi nét mặt thông minh lanh lợi là người này được phái đi vân ẩn tông truyền tin kiếm hồ cung muốn không đánh mà thắng gấp lấy linh nhãn chi hồ kết quả bị thiếu nữ mắt bạc đuổi thẳng cái gì lâm hiền đã mất tích không nói tu tiên giả phân thần kỳ khác nữ nhân cung trang cũng lộ vẻ ngạc nhiên đúng vậy tuy vân ẩn tông cố ý che giấu tin tức nhưng trên thế giới này không có gì giấu kín mãi mãi được đối phương từ chối ý tốt của trưởng môn sư bá nên sư điệt bắt đầu chú ý tìm hiểu tin tức trong vân ẩn tông tốn nhiều công sức nhưng thu hoạch cũng nhiều từ hơn 200 năm trước Lâm tiểu tử đó đã mất tích, tính thời gian thì tình huống giống đại trưởng lão. Mọi người sừng sốt, hơn 200 năm trước Vạn Kiếm Tôn giả mất liên lạc với tông môn, chẳng lẽ tình huống của Lâm Hiên cũng giống vậy, tham gia điển lễ song tu của Nãi Long chân nhân xong gặp rắc rối. Bọn họ không cách nào phỏng đoán tình hình cụ thể, nhưng biết Lâm Hiên không ở là được. Nữ nhân cung trang thở hào, nhưng không hiểu sao lòng nàng vẫn tràn đầy bất an. Nhưng nàng không tiện khuyên bảo gì thêm, mấy năm nay vân ẩn tông phát triển mạnh nhưng so với kiếm hồ cung nội tình thâm sâu thì như con kiến với con voi lâm hiền không còn từ góc độ nào thì vân ẩn tông đều không đấu lại bổn môn linh nhãn chi hồ sớm muộn gì là vật trong túi của bổn môn có thể khiến linh khí tinh hóa sao bỏ qua dị bảo như thế được hai vị thái thượng trưởng lão cũng rất có hứng thú nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha thảo luận đã xong tiếp theo hai đại tông môn quả nhiên đánh nhau kịch liệt như lúc trước đã nói vân ẩn tông hiện giờ cũng xem như vật khổng lồ nhưng so với kiếm hồ cung thì kém hơn nhiều vì thế bị đè đầu đánh vân ẩn tông lấy công thay thủ được cấm chế và trận pháp hỗ trợ nên không chịu khổ quá nhiều nhưng cứ tiếp tục đánh thế này thì ai thua ai thắng đã rõ ràng dù dùng chiêu tiêu hao thì vân ẩn tông cũng không theo nổi đa gây còn lớn hơn ngựa là đạo lý này huống chi kiếm hồ cung trừ đại trưởng lão vạn kiếm tôn giả biến mất ra thực lực khác còn nguyên vẹn lâm hiền biết rõ điều đó thiếu niên họ Long, thiếu nữ mắt bạc cũng hiểu rõ ràng. Liều tiêu hao thì Vân Ẩn Tông không có chút phần thắng. Bọn họ không thể không làm gì hết, ba người tụ lại bàn bạc đối sách. Khi Lâm Hiên nói ra cái nhìn của họ thì thiếu nữ mắt bạc, thiếu niên họ Long lắc đầu ngồi nguội, cùng nhau phản đối. Không thể được. Lâm Sư Đệ, đề nghị này quá mạo hiểm. Vào sâu trong đầm rồng hang hổ sơ sẩy một cái là vạn kiếp bất phục. Sư đệ nếu xảy ra chuyện gì không may thì bản tông biết đi về đâu. Đúng vậy. Tuy bây giờ chúng ta ở thế yếu nhưng sự việc còn chưa đến mức không thể cứu vãn, sư đệ không cần mạo hiểm bản thân như vậy. Thanh âm tranh chấp truyền đi khắp nơi, ba người tập trung cùng một chỗ thương lượng đối sách, tuy nhiên mỗi người một ý vẫn chưa thể thống nhất. Hiện tại tình thế rõ ràng quá bất lợi cho Vân Ẩn Tông. Tục ngữ có nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo huống chi kiếm hồ cung cũng có, chỉ đại trưởng lão biến mất tất cả đệ tử môn nhân đều bỏ toàn không chút sức mẻ. Tình thế bây giờ nếu cứ tiếp tục chiến, thì căn bản chính là kết cục tiêu hao chiến mà thôi tuy vân ẩn tông chiếm được địa lợi thế nhưng cũng không có quá nhiều phần thắng nói chính xác là không phải không có phần thắng mà dù có thắng thì căn bản cũng tổn thương nguyên khí nặng nề cứ hao tổn thế này có lẽ kiếm hồ cung vẫn chưa đến mức đáng nhắc đến tuy nhiên vân ẩn tông lại không thể chịu được tiêu hao như vậy ánh mắt lâm hiên rất độc hắn đã sớm nhìn rõ điểm này tiếp theo nên làm thế nào trong lòng lâm hiên cũng đã có một vài kế sách đã không thể tiêu hao chiến vậy thì chỉ còn cách một lần giải quyết dứt điểm đã không thể phòng thủ bị động thì chỉ còn cách chủ động tiến công mà thôi đúng vậy là chủ động xuất kích cách nghĩ như vậy bất luận nhìn từ góc độ nào cũng quá lớn gan dù sao hiện tại địch cường ta yếu nếu như cứ phòng thủ thì còn có thể mượn nhờ địa lợi nhân hòa sử dụng cấm chế trận pháp phụ trợ cho dù có đối mặt với cường địch cũng có thể đủ thực lực để quần nhau còn lựa chọn chủ động xuất kích thì phải buông tha lợi thế về trận pháp thậm chí ngược lại còn phải đối mặt với cấm chế trận pháp của đối phương so sánh với phòng thủ đương nhiên là nguy hiểm hơn nhiều Đạo lý trong đó đương nhiên Lâm Hiên cũng hiểu được. Sở dĩ hắn có đề nghị như vậy đương nhiên không phải là nóng đầu mà đã có một phen tự định giá được mất. Quả thật chủ động xuất kích sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, thế nhưng nếu có thể tụ đủ lực lượng thì chỉ cần một lần là xong không phải như hiện tại tiêu hao chiến kéo dài. Tuy tạm thời vô sự thế nhưng kết quả cuối cùng là thua, kết quả như vậy Lâm Hiên không hề muốn nhìn thấy chút nào. Đầm Rồng hang hổ thì thế nào? hiện tại lâm hiên cũng không hề có ý nghĩ dẫn đệ tử vân ẩn tông đi chịu chết tuy rằng thêm một người là thêm một phần lực thế nhưng vấn đề cụ thể cần phân tích thì ít nhất hiện tại với thực lực của lâm hiên không cần phải mang theo nhiều môn nhân đệ tử dù sao dưới tình huống tu vi kém quá nhiều những đệ tử kia cũng không thể giúp hắn được gì ngược lại còn khả năng kéo chân sau khiến hắn vướng víu cho nên lâm hiên nghĩ một cách đơn giản hắn không dẫn theo một đệ tử nào mà chỉ một mình xông thẳng tổng đà kiếm hồ cung làm như vậy tuy có thêm chút nguy hiểm thế nhưng nếu có thể đạt được mục đích thì chỗ tốt không cần nói cũng hiểu nếu có thể đả bại hoặc diệt trừ hai vị thái thượng trưởng lão của kiếm hồ cung thì đương nhiên tình cảnh hiện tại của vân ẩn tông sẽ được giải quyết ổn thỏa đây chính là lựa chọn của lâm hiên loại tình huống này căn bản không cần phải mưu tính gì nhiều kế sách đơn giản thường có thể mang đến hiệu quả kinh người đương nhiên việc này cần phải có thực lực nhất định mới có thể cam đoan không gặp nguy hiểm nếu không chính là đâm đầu vào chỗ chết đương nhiên lâm hiên không phải là loại người đầu óc ngu si hắn dám đưa ra ý kiến như vậy vì cũng có tự tin nhất định với thực lực bản thân hiện tại trong hàng ngũ tu tiên giả thực lực của lâm hiên cũng đã đạt đến độ kiếp kỳ hơn nữa hắn còn nắm giữ một vài món bảo vật thần kỳ có uy lực to lớn nếu như vạn kiếm tôn giả còn ở tổng đà kiếm hồ cung đương nhiên lâm hiên không dám đi khiêu chiến độ kiếp kỳ hậu kỳ thế nhưng hiện tại chỉ là hai gã độ kiếp kỳ sơ kỳ mà thôi cảnh giới hai người kia cũng tương đương với Lâm Hiên cho dù bọn hắn am hiểu bao vây, liên thủ với nhau thì có tính sao, trưởng lão tự tin mình có thể chắc thắng. Lui một vạn bước cho dù đánh không lại thì toàn thân trở ra, cũng không có vấn đề gì. Cho nên kế hoạch của Lâm Hiên, nhìn quan thì có chút mạo hiểm thế nhưng suy nghĩ kỹ càng với Lâm Hiên, cũng không phải có độ khó quá lớn. Hắn cảm thấy không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng mỗi người một góc độ, mặc dù Lâm Hiên tin tưởng mười phần, thế nhưng thiếu nữ mắt bạc và thiếu niên họ long lại không nghĩ như vậy đúng là thực lực lâm sư đệ không phải chuyện đùa thế nhưng danh khí kiếm hồ cung cũng không đơn giản là tông môn xếp hàng đầu không phải nói sông là có thể sông dùng hình ảnh đầm rồng hang hổ cũng không đủ hình dung chưa kể đến môn nhân đệ tử trong tông nhiều không kể xiết cấm chế trận pháp còn chưa tính đến uy danh đại trận hộ phái lại càng lan xa nghe nói được truyền thừa từ thời thượng cổ hơn nữa ở thời điểm thượng cổ cũng có danh khí rất lớn kể cả lão quái cấp bậc độ kiếp kỳ nếu như bị khốn trụ cũng có vài phần khả năng vẫn lạc chưa kể đến mấy điểm đó thì cho dù vạn kiếm tôn giả, không ở trong kiếm hồ cung thì hai vị thái thượng trưởng lão cũng có thực lực rất mạnh không thể xem nhẹ cho dù là Tiết lão yêu, cũng ăn không ít đau khổ dưới tay hai người kia. Hiện tại phương diện tình báo cũng không nhiều lâm sự đệ mạo hiểm đi sông tổng đà bọn hắn thực sự là quá mạo hiểm. Một lần không tốt vạn kiếp bất phục. Trong lòng hai người cũng hiểu rõ kết cục Vân ẩn tông, nếu không có Lâm Hiên thì sẽ như thế nào, cho nên bất luận thế nào họ đều không muốn lâm Sư đệ đi mạo hiểm vậy hai vị sư huynh sư tỷ có kế sách nào tốt hơn không? Lâm Hiên hỏi ngược lại một câu. Thiếu niên họ Long và thiếu nữ mắt bạc cứng họng, trong khoảng thời gian ngắn hộ cũng không biết phải nói thế nào, nếu cứ kéo dài như vậy, càng bất lợi cho Vân Ẩn Tông và hiện tại ngoại trừ chủ ý của Lâm Hiên, hai người cũng không nghĩ ra được một phương án nào để có thể phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Nếu không, thiếu nữ mắt bạc do dự, chúng ta buông tha bảo vật, giảng hòa với kiếm hồ cung, linh nhãn chi hồ có thể là cho linh khí tinh hóa đương nhiên không phải là vật thường trong lòng ngân đông thiếu nữ vạn phần không muốn thế nhưng cân nhắc lợi hại nàng lại cảm thấy làm như vậy cũng là một lựa chọn sáng suốt cứ tiếp tục tiêu hao chiến như thế này thì vân ẩn tông chỉ có thể đại thương nguyên khí mà thôi còn lựa chọn của lâm sư đệ thì thành công đương nhiên là tốt thế nhưng nếu như thất bại kết cục của vân ẩn tông cũng vô cùng bi thảm cân nhắc lợi hại mặc dù bảo vật tốt thế nhưng không cần phải vì nó mà mạo hiểm đến mức như vậy trong nội tâm nàng đã cảm thấy rất hối hận lúc trước nàng không cân nhắc chú đáo bản thân cho rằng mấy năm nay vân ẩn tông phát triển nhanh chóng có thể khiêu chiến kiếm hồ cung thật không ngờ tranh lệch vẫn còn lớn đến như vậy cho dù có lâm sư đệ tương trợ thế nhưng so với con quái vật khổng lồ kiếm hồ cung vẫn còn kém quá xa không lẽ sư tỷ định buông tha bảo vật đó sao lâm hiên ngẩn ngơ hắn không nghĩ khi sự việc đã náo đến mức như thế này rồi ngân đông thiếu nữ lại muốn lui bước cung đã khai mở tên đã bắn đi làm sao có thể quay đầu trở lại Vân Ẩn Tông đã trở mặt với kiếm hồ cung, cho dù bây giờ có ý muốn chủ động chịu thua, thì đối phương liệu có bỏ qua hay không? Khả năng bỏ qua là rất thấp, thậm chí không cẩn thận lại rơi vào tình cảnh mất binh lại phải bồi thêm phu nhân. Dù sao nguyên bản tu tiên giới chính là người lừa ta gạt, kiếm hồ cung lật lọng cũng không phải điều quá ngạc nhiên. Lui một vạn bước, mà nói cho dù đối phương nguyện ý bỏ qua chuyện cũ hóa thù thành bạn thì Lâm Hiên cũng không muốn buông tha bảo vật. Ngày xưa ở thất lạc giao diện thất lạc giới diện, khi đó bản thân còn chưa tấn cấp độ kiếp kỳ, cho dù phải đối mặt với u minh ám vương hắn cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp hiện tại mới chỉ là một kiếm hồ cung nho nhỏ làm gì có chuyện lâm hiên chịu thua nhường bảo vật cho người khác lại nói cho dù kết quả xấu nhất đánh không lại thì lâm hiên cũng muốn thử một phen để xem kết cục cuối cùng nó thế nào tóm lại với thực lực hiện tại lâm hiên thừa nhận kiếm hồ cung không phải là miếng bánh dễ gặm nhưng cũng chưa đến mức không thể chiến thắng sự do người làm tuy vân ẩn tông còn nhỏ yếu nhưng không phải không có cơ hội giành phần thắng Hiện tại chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân và lựa chọn tốt nhất chính là tập kích thẳng tổng đà hội kiếm hồ cung. Tranh luận diễn ra một hồi lâu vẫn chưa đưa đến kết quả khiến mọi người vừa lòng. Từ đầu đến cuối Lâm Hiên vẫn kiên trì với lựa chọn bản thân mà Ngân Đông thiếu nữ và thiếu niên họ Long lại cho rằng làm vậy quá mạo hiểm. Tuy nhiên Lâm Hiên vẫn cứ khăng khăng với ý kiến của bản thân khiến hai người bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Cuối cùng hai người cũng chỉ còn cách chúc phú hy vọng Lâm sư đệ bình an trở về. Việc này không nên chậm trễ với tính cách của lâm hiên khi đã quyết định đương nhiên không còn hứng thú đứng chỗ này tiếp tục tranh luận dẫn đến chậm trễ một mình lâm hiên đơn thương độc mã sông tổng đà đối phương nên cũng không cần chuẩn bị hay phối hợp với bất kỳ ai cho nên vừa chấm dứt thương nghị lâm hiên liền trực tiếp bay về động phủ của mình hắn bắt đầu quá trình minh tưởng chuẩn bị trạng thái tốt nhất để còn hành động một đêm vô sự ngày hôm sau tinh khí thần lâm hiên đã khôi phục đến đỉnh phong do hôm qua đã nói chuyện rõ ràng nên lâm hiên cũng không cần thiết phải đến chào hỏi thanh mang bao phủ toàn thân Lâm Hiên, hắn lặng lẽ ly khai Vân Ẩn Tông. Chốc lát sau hắn đã biến mất, tất cả quá trình đều được che giấu vô cùng tốt, thậm chí đệ tử bổn môn cũng không biết vị thái thượng trưởng lão đã rời đi. Lâm Hiên ít xuất hiện cũng có lý do riêng, hiện tại hai tông môn đã trở mặt, tổng đà Vân Ẩn Tông đã mở cấm chế giống như tường đồng vách sắt nếu như hắn nghênh ngang rời đi khó có thể tránh việc tai mắt đối phương phát hiện. Nếu như tin tức hắn rời khỏi Vân Ẩn Tông truyền đến tai Kiếm Hồ Cung, chỉ sợ khả năng phòng ngự của kiếm hồ cung sẽ tăng lên mức cao nhất. Tuy Lâm Hiên tin tưởng 10 phần vào thực lực bản thân, nhưng không nhất định cứ đâm đầu vào chỗ khó, cho nên lựa chọn lặng lẽ rời đi là tốt nhất. Tuy trên đời này không có bức tường nào không lọt gió thế nhưng trong tình huống thế này, sợ rằng lúc đối phương nhật được tin tức thì mọi chuyện cũng đã an bài. Muốn lấy được thắng lợi trong trận chiến này ngoại trừ cần thực lực tuyệt cường thì cũng không thể thiếu được tài trì. Bài danh nãi long giới còn cao hơn linh giới diện tích vô cùng to lớn. Khoảng cách Kiếm Hồ Cung và Vân Ẩn Tông đâu chỉ đơn giản là ngàn vạn dặm, bởi vì khoảng cách quá xa nên Kiếm Hồ Cung muốn công kích Vân Ẩn Tông, cũng có chút phiền toái chỉ đơn giản là việc triệu tập nhân thủ rồi di chuyển đến đối phương, cũng tốn hao vô số tinh lực. Thế nhưng lần hành động này Lâm Hiên chỉ đi một mình không đưa theo môn nhân đệ tử, hành động một người đương nhiên thuận tiện hơn nhiều. Chưa kể đến độ quang Lâm Hiên, cực kỳ khủng khiếp mà thân gia hắn cũng cực kỳ phong phú cho nên, khi đi qua bất kỳ tòa tiên thành nào có truyền tống trận, cho dù chi phí bao nhiêu tinh thạch lâm hiên cũng không keo kiệt có thể sớm chấm dứt xung đột giảm thiểu tổn thương vân ẩn tông đến mức thấp nhất tự nhiên lâm hiên không màng chút của cải bản thân trong lúc này việc nào nhẹ việc nào nặng đương nhiên lâm hiên quá rõ huống chi từng đó tinh thạch đối với lâm hiên cũng không đến mức thương cân động cốt cứ như vậy vốn dĩ khoảng cách rất xa thế nhưng lâm hiên chỉ mất có mấy ngày đã đến gần tổng đà kiếm hồ cung hiện tại trời đã chạng vạng tối mặt trời chưa xuống bên kia sườn núi, ánh chiều tà đang nhuộm đỏ trên từng phiến lá, từng chú chim đang truyền cảnh âm thanh líu díu vang lên như một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Từng dãy núi xa, xa xa uốn lượn kéo thẳng đến chân trời. Đây đã là phạm vi thế lực kiếm hồ cung thế nhưng Lâm Hiên không thấy bất kỳ tu sĩ nào tuần tra xung quanh. Tuy đã trở mặt với Vân Ẩn tông thế nhưng thực lực hai bên cũng không cùng đẳng cấp cho nên căn bản kiếm hồ cung không nghĩ đến đối phương dám đảo khách thành chủ mưu đồ tổng đà bọn hắn. Thế nhưng nếu cho rằng kiếm hồ cung tự tin mù quáng không chút chuẩn bị nào thì khẳng định là 10 phần sai, biểu hiện không có bất kỳ tu sĩ tuần tra nào chẳng qua là ngoài lòng trong chặt mà thôi. Môn phái truyền thừa thừa thượng cổ đương nhiên số lượng trận pháp cấm chế đâu phải là ít, dùng hình ảnh tường đồng vách sắt để hình dung cũng không quá khoa trương, chỉ có điều mánh khóe của tu tiên giả đâu có thể nhìn ra một cách đơn giản được. Theo thời gian dần chuyển, về tối mặt trời từ từ hạ xuống sau dãy núi ánh sáng ngày càng nhạt, đột nhiên có một đám mây chậm rãi trôi qua nhìn qua tốc độ đám mây trôi cũng bình thường tốc độ không hề nhanh thế nhưng đó chỉ là mặt ngoài hoặc có thể nói cảm giác của người nhìn đã bị đánh lừa kỳ thật tốc độ đám mây nhanh đến cực điểm mới chớp mắt trước như còn đang xa mãi chân trời thoáng cái đã tiến đến sát sau đó đám mây lại chậm rãi phiêu giật trên bầu trời một đạo thanh măng bất ngờ lao ra từ trong đám mây khi hào quang thu liễm liền hiển lộ ra dung nhan một thanh niên nhìn qua thanh niên chỉ tầm hai mươi mấy tuổi thanh niên mặc thanh y dung mạo cũng bình thường toàn không lộ ra chút linh áp nào, nguyên khí vốn rất cường đại thế nhưng cũng nội liễm vào trong, với thực lực hiện tại của Lâm Hiên đã đạt đến trạng thái phản pháp quy chân, nhìn qua hắn chỉ như một người bình thường mà thôi, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Đây chính là tổng đà kiếm hồ cung sao. Lâm Hiên phất nhẹ tay áo một ngọc đồng liền bay ra, sau khi hắn so sánh địa đồ bên trong liền khẳng định bản thân không tìm sai địa phương. Lâm Hiên khẽ thở một hơn, khóe mắt cũng lộ ra chút vui mừng. Hắn cũng không thả thần thức ra tìm hiểu, hiện tại vị trí của hắn rất gần tổng đà kiếm hồ cung tuy không phải là ở ngay cạnh thế nhưng kinh nghiệm tu tiên của lâm hiên phong phú đến mức nào hắn có thể khẳng định vùng phụ cận xung quanh kiếm hồ cung có không ít cấm chế bẫy dập lâm hiên cũng không muốn đánh rắn động cỏ nếu không một khi đối phương có phòng bị khả năng xâm nhập của hắn chắc trở thêm không ít chuyện ngu xuẩn như vậy đương nhiên lâm hiên không thể nào mắc phải cũng may với thủ đoạn của hắn dù không sử dụng thần thức cũng không thiếu phương pháp dò xét lâm hiên hít sâu một hơi chỗ sâu trong mắt nổi lên một tia sáng hình gai bạc trắng, hắn bắt đầu thi triển thiên phượng thần mục rồi dõi mắt về hướng xa xa. Quả nhiên từng đạo từng đạo vầng sáng xuất hiện trong tầm mắt, quả nhiên nhìn qua xung quanh tưởng như bình thường nhưng đã bố trí đủ loại cấm chế. Những cấm chế này gần như không phóng thích một chút chấn động nào ra ngoài, hiển nhiên uy lực cực kỳ yếu gần như không có chút hiệu quả phòng ngự nào, thế nhưng dùng để cảnh giới thì quá đầy đủ. Lâm Hiên thở dài, cũng may mình đủ cẩn thận, kiếm hồ cung quả nhiên không một chút lơ là khinh suất nào, ngoài lòng trong chặt. Những cấm chế này đều mới được bố trí hiển nhiên là phòng bị vân ẩn tông tập kích. Ý định không tệ đáng tiếc trước mặt Lâm Hiên thì không có chút hiệu quả nào, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời liền tính toán thời gian đi sông tổng đà kiếm hồ cung, hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống bắt đầu ẩn thân nghỉ ngơi. Dựa theo mạch suy nghĩ thông thường nhất định mọi người sẽ nghĩ rằng, Hành động buổi tối sẽ có bức màn đêm yểm hộ ẩn nấp sẽ tốt hơn, cho nên nếu như Lâm Hiên đoán không sai thì phòng hộ buổi tối còn nghiêm ngặt hơn nữa. Lâm Hiên lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi. Rong ruổi trên đường mấy ngày liên tục tuy pháp lực tiêu hao không nhiều, nhưng cũng có chút mệt mỏi. Sự tình kế tiếp đương nhiên không phải là chuyện thoải mái gì, kiếm hồ cung truyền thừa từ thượng cổ không khác gì đầm rồng hang hổ. Hơi chút nghỉ ngơi khôi phục khiến trạng thái tiến vào đỉnh phong đương nhiên việc này khiến Lâm Hiên nắm chắc thêm mấy phần thành công mặc dù Lâm Hiên tin tưởng thực lực mười phần nhưng tuyệt đối không thể mù quáng tự đại. Tóm lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Một đêm trôi qua vô sự, với ẩn nặc thuật của Lâm Hiên ngồi ẩn núp tại chỗ đương nhiên không thể bại lộ. Đảo mắt đã sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng Lâm Hiên liền mở mắt ra. Một đêm nghỉ ngơi tinh khí thần đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh đang dần sáng rõ. Lâm Hiên đứng dậy hai tay khẽ vung vẩy, theo động tác của hắn từng đạo ánh sáng huyền diệu từ các đầu ngón tay kích phát ra ngoài, linh quang trói mắt, lưu ly ngũ sắc, một đám phù văn to cỡ nắm tay bắt đầu dần được hình thành xuất hiện trong tầm mắt. Những phù văn này xoay tròn sau đó chậm rãi bao quanh thân thể Lâm Hiên. Ngay sau đó Lâm Hiên cứ như vậy tiêu thất giữa hư không. Ẩn nạc thuật. Với sở học rộng của Lâm Hiên thần thông ẩn nấp hắn cũng có đến mấy chục loại, lúc này đương nhiên hắn lựa chọn một loại huyền diệu nhất trong đó. Cho dù là lão quái vật độ kiếp kỳ, nếu như không tận lực thi triển thần thức sợ rằng cũng rất khó phá giải ẩn nạc thuật của hắn đừng nói đến các tu tiên giả khác lại càng khó. Tuy nhiên đối với trận pháp cấm chế khác nhau sẽ có hiệu quả không giống nhau, dù sao về trận pháp chi đại lâm hiên lại không tốt lắm, mặc dù hắn có học qua nhưng không đến mức tinh thâm. Tuy nhiên không có vấn đề gì chỉ cần cẩn thận một chút cũng không có trở ngại nào. Ý niệm trong đầu khẽ luân chuyên, Lâm Hiên không trần chờ thêm nữa. Hắn khẽ hít sâu một hơi tia sáng bạc trắng trong mắt Lâm Hiên, khẽ nổi lên thi triển thiên phượng thần mục, hư không xa xa dần hiện ra những vầng sáng. Lâm Hiên khẽ nhách miệng cười, những cấm chế này tuy không tầm thường, nhưng hiện tại mình đã khám phá ra chúng đương nhiên sẽ dễ dàng loại bỏ. Lâm Hiên có rất nhiều thủ đoạn để lẻn vào mà không để đối phương phát hiện. Sau đó toàn thân Lâm Hiên nổi lên thanh mang, độn mang thi triển đến mức tận cùng. Thân ảnh Lâm Hiên trở nên mờ đi lao thẳng về phía tổng đà kiếm hồ cung. Sở nguyên là đệ tử kiếm hồ cung. Kiếm hồ cung truyền thừa từ thượng cổ là thế lực xếp thứ nhất nãi long, giới đương nhiên không thiếu tông môn gia tộc phụ thuộc sở ra chính là một gia tộc trong đó lai lịch sở ra tính ra cũng không tầm thường chút nào nghe nói tổ tiên sở ra từ thời cổ tu sĩ đã là môn nhân kiếm hồ cung còn tiến giai đến phân thần kỳ và cũng từng là một trong những trưởng lão quyền cao chức trọng trong tông môn đáng tiếc sự dịch thời di hôm nay sở ra đã lụi bại xuống dốc tuy thế dù sao cũng có quan hệ lâu đời với kiếm hồ cung cho nên đệ tử sở ra chỉ cần tư chất linh căn không tầm thường muốn gia nhập kiếm hồ cung cũng dễ dàng hơn nhiều so với các tu sĩ khác năm đó sở nguyên là đệ tử dòng chính sở gia có được dị linh căn tư chất thiên phú số một sở gia vì vậy hắn thuận lý thành trương gia nhập kiếm hồ cung sau khi đến kiếm hồ cung hắn mới biết cái gì gọi là thiên tài như mây cường thủ như mưa tư chất của hắn ở sở gia là đệ nhất thế nhưng khi đến kiếm hồ cung cũng chỉ là một kẻ bình thường mà thôi sở nguyên bị phai mờ ngạo khí tuy nhiên hắn cũng hiểu được đạo lý trước hổ thẹn sau phấn đấu càng ngày tu hành càng cố gắng cho nên mới ngắn ngủi hai trăm năm đã tiến giai lên nguyên anh kỳ tài nguyên linh giới phong phú, kiếm hồ cung lại có được linh nhãn chi hồ, điều kiện tu hành của đệ tử đương nhiên không tầm thường thế nhưng trong thời gian ngắn, như vậy đã có thể thành công tiến giai nguyên anh kỳ cũng được coi như là số ít cho nên sở nguyên được đặc cách trở thành đệ tử nội môn. Đãi ngộ đệ tử nội môn hoàn toàn khác với đệ tử ngoại môn, nếu như vận khí tốt không chừng có cơ hội được trưởng bối trong môn nhìn chúng. Trưởng lão cấp bậc phân thần kỳ hắn không dám mơ đến thế, nhưng có thể bát nhập một vị chấp sự động huyền kỳ làm sư phụ sở nguyên, đã cảm thấy mỹ mãn lắm, rồi, con đường tu hành sau này không dám nói một đường bằng phẳng, thế nhưng ít ra có thể giảm thiểu đi rất nhiều quanh co." Tục Ngữ nói, nghe Quân nói một buổi hơn đọc sách 10 năm, lời này không chút nào khoa trương, có sư tôn chỉ điểm cùng, với việc tự bản thân mày mò mà khổ tu hiệu quả đưa lại khác biệt hoàn toàn. Sở Nguyên rất cố gắng, hắn chăm chỉ tu luyện đến mức gần như là một khổ tu sĩ vậy, bình thường nếu có rảnh hắn đều ngồi trong động phủ, nếu không có việc gì tuyệt đối không ra ngoài, tuy Thọ Nguyên tu tiên giả nguyên anh, kỳ còn nhiều thế nhưng hắn hiểu được tiên đạo tối tăm, nếu không cẩn thận sẽ có ngày hư hao hết sạch Thọ Nguyên. Thế nhưng mấy hôm trước sinh hoạt khổ tu của hắn đã bị đánh vỡ. Vân Ẩn Tông trở mặt với kiếm hồ cung thậm chí còn bộc phát xung đột kịch liệt, nguyên nhân cụ thể Sở Nguyên không rõ, dù sao tu vi của hắn còn quá thấp chưa có tư cách biết được bí mật tông môn. Hắn chỉ biết làm theo mệnh lệnh tông môn hàng ngày đến giờ cố định đi tuần tra quanh tông môn phòng ngựa địch nhân thừa lúc loạn lạc lẻn vào nhận được nhiệm vụ này trong lòng sở nguyên thầm nói vân ẩn tông dám đối nghịch cùng với bổn tông quả thực là không biết sống chết hắn tin rằng đối phương không dám đến tập kích tổng đà kiếm hồ cung thế nhưng tông môn đã ban bố nhiệm vụ hắn cũng không dám bỏ mặc dù sao nếu hoàn thành nhiệm vụ tông môn hắn có thể thu hoạch không ít điểm cống hiến kia mà mà dựa theo quy củ của kiếm hồ cung điểm cống hiến tông môn có thể hối đoái thành tinh thạch hoặc là bảo vật đứng ở góc độ này Mặc dù Sở Nguyên không đồng ý với nhiệm vụ tông môn nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Dù sao thời gian này hắn cũng được thư thái. Đồng hành cùng Sở Nguyên, còn có hơn 10 tên tu sĩ đều là những đệ tử nội môn mới trở thành nguyên anh kỳ, tuy nhiên người đầu lĩnh thì có tu vi cao hơn một bậc là tu sĩ ly hợp kỳ. Từng đội tu tiên giả bay qua bay lại, tất cả đều thả thần thức ra dò xét cẩn thận khắp nơi. Từ khi hai tông môn trở mặt loại nhiệm vụ này, bọn hắn đã chấp hành rất lâu tự nhiên như ngựa quen đường cũ tất cả đều bình thường không có bất ổn nào đột nhiên một tiếng oanh thật lớn vang lên truyền vào lỗ tai từng người sự tình diễn ra đột ngột không có chút dấu hiệu báo trước nào thanh âm đinh tai nhức óc vang lên giống như sấm sét giữa trời quang vậy sở nguyên lảo đảo ngã về phía trước nếu như không phải phản ứng của hắn nhanh thì chắc đã nằm vật xuống sở nguyên hít sâu một hơi dẫn dắt chân nguyên bảo vệ đan điền thiếu chút nữa âm thanh cực lớn kia đã chấn thương nội phủ hắn khuôn mặt sở nguyên hiện lên vẻ kinh hoàng sau khi ổn định thân thể hắn liền quay đầu nhìn lại phía phát ra âm thanh chỉ thấy nơi chân trời xa truyền đến âm thanh bạo liệt liên tiếp vang lên linh quang bắn ra bốn phía âm thanh rít lên truyền khắp nơi không chỉ là âm thanh vang lên mà uy áp đáng sợ còn phóng lên trời cả bầu trời tựa như vạn vẹo dường như sắp sụp đổ xuống vậy điều này sao có thể sở nguyên thế gia bảo vật phòng ngự tốt xấu gì hắn cũng là tu tiên giả cấp bậc nguyên anh kỳ nhưng trước dư ba mà âm thanh kia vang đến kia hắn còn không chịu nổi Khó có thể tưởng tượng nổi âm thanh kia phát ra là do hai cao thủ tu tiên giả cấp độ nào giao đấu nữa. Mặt mũi Sở Nguyên tràn ngập vẻ kinh hãi và không chỉ có hắn, mà những tu sĩ đồng hành cùng cũng không tốt hơn là mấy. Biến cố đột ngột như vậy quả thật đã nằm ra ngoài dự đoán của mọi người, thanh thế kia cũng quá mức kinh thế hãi tục rồi. Chẳng lẽ thật sự có người to gan lớn mật dám xông vào tổng đà buồn môn sao? Điều này sao có khả năng? Trong lòng Sở Nguyên thầm nhủ, nhưng cũng không có đủ dũng khí đi điều tra xem tình huống như thế nào mà chỉ làm âm thanh từ dư ba cũng khiến bọn hắn đứng không vững không cần phải nói cũng biết thực lực kẻ xâm nhập khẳng định không phải là người thường mà vượt xa bọn hắn đương nhiên với thực lực bọn hắn dù có đến bao nhiêu cũng không phải là đối thủ dù mấy người sở nguyên có mạo hiểm tiến đến cũng không có chút tác dụng mảy may nào ngược lại có khi còn thí thêm cái mạng nhỏ của mình vào tu tiên vốn là truy cầu đường trường sinh cho nên không ai nguyện ý đi chịu chết cả cho nên ban đầu sở nguyên có chút trần trừ nhưng rồi cũng bỏ ý định tiến lên tìm hiểu mà chỉ phất tay áo, một đạo hỏa quang bay vụt đi, là truyền âm phù. Tuy động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã kinh động toàn bộ tu tiên giả trong tông môn thế nhưng về tình về lý hắn cũng phải báo cáo một phen. Sở Nguyên đã đoán đúng quả nhiên là có người xâm nhập Kiếm Hồ cung. Lúc này mặt mũi Lâm Hiên tràn đầy phiền muộn, trách không được cổ nhân đã từng nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hắn đã hành động vô cùng cẩn thận, thần thông ẩn nấp cũng không tầm thường. Tuy Lâm Hiên không tự đại đến mức cho rằng mình có thể qua lại kiếm hồ cung, như chỗ không người thế nhưng hắn tự tiên tu tiên giả và các cấm chế khẳng định không phát hiện ta bản thân. Đối với khả năng của mình Lâm Hiên tự tin 10 phần, thế nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện mình sai không hợp thói thường. Kiếm hồ cung truyền thừa từ thượng cổ, nội tình thâm hậu không phải Vân Ẩn Tông có thể so sánh. Trong môn có rất nhiều cấm chế, thậm chí còn có nhiều cấm chế từ thời thượng cổ còn sót lại huyền diệu hơn nhiều, vượt xa các cấm chế bây giờ uy lực cổ trận pháp lâm hiên đã sớm nghe nói thậm chí cũng đã chứng kiến không ít vốn hắn đã cẩn thận hai trăm rồi thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ lý do mà hắn bạo lộ thân hình là đúng lúc sơ sẩy ân cũng không thể nói là sơ sẩy mà chính xác là có một đạo cấm chế mà ngay cả thiên phượng thần mục cũng không thể nào phát hiện ra mặc dù thực lực lâm hiên đã đạt đến độ kiếp kỳ thế nhưng thiên phượng thần mục cũng không thể nào so sánh cùng với chân linh phượng hoàng so sánh ngẫu nhiên có lần thất thủ cũng không phải là chuyện lạ chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio nếu như bình thường thì bỏ đi cũng được nhưng giờ khắc này lâm hiên đang rơi vào tình cảnh đầm rồng hang hổ cái gọi là một lần vô ý sai lầm cả bản ân nói như vậy có lẽ quá mức khoa trương nhưng mà một khi hành tung bị bại lộ tình cảnh của hắn nguy hiểm đến cực điểm phản ứng của lâm hiên cũng rất nhanh nếu như hắn muốn đi thì đối phương cũng khó mà giữ hắn lại thế nhưng hiện tại lâm hiên đến đây là để quấy kiếm hồ cung long trời lở đất một khi hành tung bị bại lộ liền chuồn đi thì không phải trở thành chê cười huống chi trải qua biến cố như vậy đã đánh rắn động cỏ sau này, chắc hẳn đối phương sẽ đề phòng hơn rất nhiều đã như vậy, không bằng đâm lao phải theo lao. Nếu như không âm thầm trả trộn vào trong được vậy, thì thi triển thần thông quang minh chính đại lao vào. Ý niệm khẽ chuyển qua, Lâm Hiên khí thế bừng bừng trở nên phấn chấn hơn, cũng không giữ nghề tay áo phất một cái một đạo kiếm khí thanh sắc như, du long vượt biển lao ra chém thẳng về phía trước. Mục tiêu chính là màn sáng ngũ sắc lưu ly phía trước. Một khắc trước ở đây không có bất cứ vật nào, nhưng ngay khi Lâm Hiên xúc động cấm chế, trận pháp xung quanh kích phát, việc này cũng không quá kỳ lạ, tuy đại trận hộ phái kiếm hồ cung chưa mở ra, nhưng các cấm chế trận pháp khác lại kích phát không ít. Hơn nữa thời điểm bố trí hoàn toàn đan xen lại cùng với nhau chỉ động một cái thì tất cả đều phát. Tuy nhiên như vậy thì sao? Chỉ là một vài trận pháp mà thôi muốn ngăn trở Lâm Hiên quả thật như là chuyện đùa vậy, một kích này của Lâm Hiên mặc dù chưa sử dụng toàn lực, nhưng thực lực hiện tại của hắn đâu phải là chuyện đùa, kiếm khí như cầu vồng. Mặc dù màn sáng ngũ sắc kia cũng có chỗ bất phàm thế nhưng không thể nào ngăn cản. Xoẹt xẹt. Âm thanh vang lên như tiếng vải bị xé rách vậy. Âm thanh vang lên giận người, màn sáng tan biến như bọt khí vậy. Khóe miệng Lâm Hiên toát ra vẻ tươi cười nếu đã động thủ, thì đương nhiên không cần phải che giấu làm gì. Lâm Hiên nâng tay phải lên, ngón tay điểm về phía trước. Thanh âm suy suy truyền ra khắp xung quanh, kiếm quang trước mặt chia thành từng tia nhỏ lao về bốn phía phương viên mười dặm. Mỗi khi kiếm quang đi qua chỗ nào là cấm chế chỗ ấy bị phá vỡ dù sao Lâm Hiên cũng đã đạt đến mức độ kiếp kỳ, nếu đại trận hộ pháp kiếm hồ cung mở ra có lẽ còn có thể ngăn trở hắn một chút, nhưng mấy cấm chế trận pháp trước mặt thì khó có mà công dụng. Cả quá trình nói cũng dài dòng thật ra thời gian, cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt Lâm Hiên đã bày trừ hết cấm chế ở xung quanh, bỗng nhiên phía chân trời hiện linh quang hơn 10 đạo cầu vòng xuất hiện liên tiếp, trong tầm mắt, cao nhân phương nào giá Lâm tổng đà kiếm hồ cung, không để bổn môn trong mắt sao? Hai mắt Lâm Hiên khẽ híp lại cười cười không nói gì, mục đích đến đây của hắn là quật tung trời đất cho nên không cần phải cùng đối phương hồ ngôn loạn ngữ huống hồ hơn 10 đạo cầu vòng đang lao đến kia nhìn khí thế mặc dù không tầm thường thế nhưng cũng chỉ là mấy tu tiên giả động huyền kỳ mà thôi tuy thực lực tu sĩ động huyền kỳ không kém thế nhưng so với thực lực hiện tại của lâm hiên thì trong mắt hắn mấy đạo cầu vòng kia cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi động thủ cùng đối phương khác nào lấy lớn hiếp nhỏ nếu như bình thường lâm hiên cũng không làm như vậy thế nhưng hiện tại hai tông đã trở mặt bản thân lại đang trong hoàn cảnh đầm rồng hang hổ nếu như còn hạ thủ lưu tình thì chính là tìm phiền phức cho bản thân lâm hiên không phải là tu tiên giả tàn nhẫn khát máu thế nhưng cũng không phải là dạng lòng dạ đàn bà không biết sống chết khóe miệng lâm hiên khẽ nhách lên đầy châm chọc lâm hiên khẽ nâng tay phải lên một ngón tay điểm về phía trước động tác nhẹ nhàng tạo ra cảm giác không có lực thế nhưng cả hư không dường như vận vẹo pháp tắc chi lực tuôn trào đây là hơn 10 tên tu tiên giả động huyền kỳ của kiếm hồ cung đang lao đến cảm giác không ổn, nhưng căn bản không kịp tế ra bảo vật phòng ngự, thật ra bọn hắn có tế ra cũng không có tác dụng gì. Một kích của Lâm Hiên, ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực đâu phải mấy tu sĩ động huyền kỳ, có khả năng ngăn cản. Lâm Hiên làm như vậy đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà, nhưng hiện tại hành tung hắn bại lộ thời gian hắn không có nhiều. Hơn 10 tu tiên giả động huyền kỳ muốn tiêu diệt cũng không có quá khó khăn, nhưng sử dụng thủ đoạn bình thường lại khó tránh khỏi mất thời gian vì vậy Lâm Hiên mới không tiếc vận dụng pháp tắc thiên địa. Không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, dưới uy năng của không gian chi lực đương nhiên chỉ mấy tên tu sĩ động huyền kỳ, liền bạo thể ngay cả Nguyên Anh, cũng không kịp thoát ra ngoài. Sau khi ra tay Lâm Hiên cũng không ngừng lại, thanh mang toàn thân bao bọc toàn thân, hắn bay thẳng vào trong phía sâu tổng đà. Lần này đương nhiên Lâm Hiên không có khả năng lại đi che giấu hành tung lần nữa, mà hễ gặp phải ngăn cản lên không chút do dự liền dùng thủ đoạn lôi đình, để bài trừ. Với thực lực hiện tại của Lâm Hiên đương nhiên gặp bất kỳ tu tiên giả nào, hay cấm chế trận pháp nào hắn đều chỉ một vài chiêu, là đã quét sạch tất cả. Lâm Hiên lao thẳng một đường thế như trẻ tre, thật ra phản ứng của kiếm hồ cung cũng rất nhanh, thế nhưng tu tiên giới cường giả vi tôn đối mặt với lão quái vật độ kiếp kỳ, muốn ngăn cản lại đâu dễ dàng như vậy. Huống chi từ lúc mới bắt đầu bọn hắn cũng không ngờ được rằng, kẻ xâm nhập tổng đà lại có thực lực cao không hợp thói thường đến như vậy. Tục ngữ có nói biết mình biết người, trăm trận trăm thắng mà lúc này, Kiếm hồ cung quả thật phạm vào chủ quan khinh địch bọn hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ, đến lại có sự tình trùng hợp đến như vậy. Lâm Hiên không chỉ có, tại thời khắc mấu chốt thuận lợi tấn cấp trở thành lão quái vật độ kiếp kỳ. Liệu địch như thế rõ ràng là chưa chuẩn bị đầy đủ, không khó khăn mới là lạ. Lâm Hiên liên tục ra tay, mỗi lần ra tay lại tăng thêm một phần lực, có thể nói hiện tại kiếm hồ cung bị đánh loạn thành một đoàn. Lâm Hiên lao vào như chỗ không người, tu sĩ chết trong tay hắn phải đến mấy trăm. Cũng may dù sao kiếm hồ cung cũng là tông môn gia tộc xếp hạng nhất ở nãi long giới cao thủ vô số, điểm tổn thất ấy tuy, cũng như cắt ra xẻo thịt thế nhưng còn xa mới đến mức thương cân động cốt. Thời gian dần trôi qua Lâm Hiên gặp phải chống cự cũng tăng dần lên, mức độ càng ngày khó khăn. Nếu là đơn đà độc đấu hiện tại tổng đà kiếm hồ cung, không có bất kỳ kẻ nào có thể là đối thủ của Lâm Hiên thế nhưng kiếm hồ cung, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên, sau thời gian đầu hốt hoảng cũng đã dần ổn định lại trận tuyến. Dù sao địch nhân chỉ có một tuy thực lực của Lâm Hiên, không phải bình thường thế nhưng trừ khi nãi long chân nhân đích thân đến nơi này, còn không tất cả đệ tử kiếm hồ cung không tin trong nãi long, giới còn có ai có khả năng đơn thương độc mã nuốt chọn kiếm hồ cung cả. Mặt khác Lâm Hiên cũng là một tu tiên giả có tính bướng bỉnh, cho dù hắn cảm giác lực cản càng, càng ngày càng tăng thế nhưng, không những không có ý định nuôi ại mà còn phấn chấn hơn nữa, pháp bảo, kiếm khí tung hoành mở thẳng một đường máu trước mặt. Thế nhưng diện tích tổng đà kiếm hồ cung rộng ngoài sức tưởng tượng của Lâm Hiên, hắn đã giết một đường rất dài nhưng vẫn chưa tiến vào trong nội môn dù vậy lúc này cũng không phải là thời điểm quan tâm đến việc đó địch nhân ngày càng nhiều nhưng cũng không thể nào khiến lâm hiên dừng bước chân đây là một sơn cốc hẹp dài trong sơn cốc có đến hơn trăm tên tu tiên giả đang đứng khiến cho sơn cốc dường như chật lại tuy những người này ăn mặc khác nhau thế nhưng bảo vật trong tay lại giống nhau như đúc thậm chí phẩm chất từng món pháp bảo cũng không tranh lệnh bao nhiêu thanh phong tam xích hàn quang pháp bảo trói mắt nếu như không nhìn lầm thì hẳn là Sử dụng vẫn thạch thiên ngoại chế tạo nên, uy lực từng món pháp bảo không tầm thường chứ đừng nói là sự kết hợp của hơn trăm pháp bảo có tính chất tương đương. Tu tiên giả thao túng chúng cũng đã đến cấp bậc động huyền kỳ. Tuy thực lực như vậy không đáng nhắc đến trong cấp bậc chiến đấu như thế này, nhưng hơn 100 pháp bảo tạo thành kiếm trận cũng không thể xem thường. Cho dù là mấy lão quái vật phân thần hậu kỳ liên thủ xong vào, cũng không có cơ hội xông phá, có thể trở ra đã rất tốt rồi còn, nếu sơ sẩy một chút thậm chí có khả năng bị diệt toàn quân điều nhận định đó cũng không phải khoa trương chút nào. nhãn lực của Lâm Hiên không cần phải bàn cãi chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra chỗ đáng sợ của kiếm trận do hơn một trăm tên tu tiên giả động huyền kỳ đang tạo ra kia. có thể nói đây chính là một trong những đòn sát thủ của kiếm hồ cung. cho dù là tu tiên giả độ kiếp kỳ bình thường muốn xông vào cũng phải suy nghĩ một hai. thế nhưng lúc này Lâm Hiên cũng không có nhiều thời gian để cân nhắc. thời gian kéo dài càng lâu đối phương lại có nhiều thời gian để chuẩn bị bài binh bố trận tăng thêm nhiều thủ đoạn đối phó với mình hơn. Điểm này đương nhiên Lâm Hiên, hiểu rõ vì vậy hắn không có khả năng giúp đối phương kéo dài thời gian. Phá cho ta. Độn quang của Lâm Hiên, không dừng lại chút nào thậm chí khi tiến vào trong sơn cốc tốc độ của hắn còn tăng thêm, ánh sáng bao bọc xung quanh càng thêm trói mắt, gần như hắn đã tăng tốc độ thêm bốn thành. Tốc độ Lâm Hiên càng tăng uy áp trên người hắn tỏa ra càng mạnh hơn nữa, cảm giác như một cơn lũ ầm ầm cuốn ra không chút báo hiệu trước nào. Thần sắc hơn 100 tên tu tiên giả trong sơn cốc cũng dần trở nên nghiêm nghị, bọn hắn biết đối thủ mà bọn hắn phải đối mặt lần này là lão quái vật độ kiếp kỳ, cho nên không dám lơ là chút nào. Lâm Hiên quát lớn một tiếng không dừng lại chút nào dùng thế lôi đỉnh vạn quân lao thẳng về phía trước, hơn 100 tu tiên giả kia không hẹn mà cùng tế thanh phong tam xích nghênh chiến. Lúc này kiếm khí tung hoành, kiếm quang vô kiến bất tồi xé nát mọi vật cản trước mặt, từng âm thanh xé gió truyền khắp bốn phương tám hướng thế, nhưng vẫn không thể ngăn trở Lâm Hiên lao đến kiếm khí như mưa. Đây chính là hình ảnh rõ nét nhất để hình dung khung cảnh lúc này. Một vài tên tu tiên giả động huyền kỳ không thành vấn đề, thế nhưng hơn 100 người liên thủ tạo thành kiếm trận khiến uy lực tăng lên rất nhiều khí thế, như bài sơn đảo hải, kiếm khí như cầu vòng khiến đối phương phải trùn chân. Vậy mà đối thủ của bọn họ lại không thèm lui lại mà thực tế thì Lâm Hiên cũng không còn đường lui không có lý do gì để lui lại. Chỉ thấy Lâm Hiên phất tay áo một cái từng đạo tia sáng bạc từ trong tay áo lao thẳng ra ngoài. Đối mặt với công kích trên diện rộng như vậy Lâm Hiên cũng không dám hời hợt, từng đạo ánh sáng lao ra ngoài biến lớn, một hóa thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Chỉ trong chớp mắt đạo ánh sáng ban đầu đã tạo thành mấy trăm đạo kiếm quang trói mắt. Về mặt khí thế so ra kém hơn đối phương, thế nhưng uy lực của nó lại không thể xem thường, pháp bảo thông thường khó mà sánh nổi. Cửu cung tu du kiếm đã tốn hao vô số tâm huyết của Lâm Hiên, dù sao bộ bảo vật này cũng tạo ra uy lực khiến người ta líu lưỡi. Cả quá trình nói đến thì lâu thế nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Động tác từng người nhanh đến chóng mặt, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã diễn ra vô số tình huống. Tiếng xe gió vang lên không ngừng, kiếm quang màu xanh đan vào màu bạc, xuyên thẳng cắt nát không chung. Thế nhưng kết quả lại không như đa số người mong muốn. Phá! Chỉ thấy Lâm Hiên hét lớn một tiếng đột nhiên kiếm quang màu bạc sáng rực rỡ, cửu cung tu du kiếm biến thành màu đen biến thành một hồ quang điện tựa, như dao long xuất hải xuyên thẳng kiếm quang màu xanh. Đây là, Tu tiên giả kiếm hồ cung phía đối diện kinh hãi không nói nên lời, lão quái vật độ kiếp kỳ này cũng quá đáng sợ rồi, bộ kiếm trận này được truyền thừa tự thượng cổ hơn nữa, còn được lịch đại tổ sư thiên truy bách luyện cải tiến, qua thế mà có cảm giác khó chống lại. Tuy khó có khả năng tiêu diệt lão quái vật trước mắt này thế nhưng kiếm hồ cung tự tin có thể giữ chân đối phương một thời ba khắc cũng không khó. Hơn nữa tông môn đã an bài chuẩn bị phía sau giúp hơn, 100 tu tiên giả này có thể rút lui an toàn. Tiếp theo sẽ có các vị sư thúc bá với những thủ đoạn khác đối phó, với lão quái vật độ kiếp kỳ này. Nguyên bản kế hoạch khá tốt, chủ ý cũng không tệ, thế nhưng khi thật sự đối mặt bọn hắn mới phát hiện ra kiếm hồ cung, sai lầm rất lớn, kiếm quang lúc nãy của đối phương bọn họ có thể dựa vào người đông thế mạnh để chống đỡ, dù sao pháp lực của lão quái vật độ kiếp kỳ, cũng rất kinh khủng thế nhưng bọn họ có hơn, 100 người cùng chia sẻ áp lực tuy có chút ít vất vẻ thế, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được thế nhưng hồ quang điện mới xuất hiện thì sao? Lâm Hiên vừa xuất thần thông này, hơn 100 tu tiên giả đối diện cảm giác thoáng cái đã bị cắt đứt tương liên, với bảo vật. Làm sao có thể như vậy được, không lẽ hồ quang điện kia lại có thể là ô uế bảo vật tu tiên giả? Uy danh huyễn ảnh thần lôi hiển hách nhưng đương nhiên tu tiên giả cấp bậc động huyền, kỳ chưa nghe thấy bao giờ cho nên tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kiếm trận vốn quan trọng nhất là phối hợp thế nhưng hiện tại bảo vật khó khống chế, linh tính mất đi, khi khống chế bảo vật còn khó nói gì. Đến phối hợp tự nhiên uy lực kiếm trận cũng đại giảm. Dù sao khi bảo vật đã không còn thì đương nhiên kiếm trận cũng dần sụp đổ mà thôi. Đạo lý không bột đố gột nên hồ từ trước đến nay luôn đúng, mà khi không có kiếm trận đương nhiên uy lực hơn, 100 tên tu tiên giả trước mắt sẽ bị chia rẽ, trong mắt Lâm Hiên hiện tại bọn chúng không có chút uy hiếp nào. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên Lâm Hiên không bỏ qua, tay áo khẽ phất lên, một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay bắn ra, linh quang cửu cung tu du kiếm đại thịnh không dây dưa với kiếm quang màu xanh nữa mà trực tiếp lao thẳng vào trong sơn cốc. Không tốt. Hơn 100 tu tiên giả kiếm hồ cung kia sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Tuy bọn chúng là những tu tiên giả đã đến cấp độc động huyền kỳ, đương nhiên trên người còn có nhiều pháp bảo khác thế nhưng không có thanh phong tam súc, kiếm trận tự nhiên sụp đổ, và khi không có kiếm trận thượng cổ để dựa vào thì với thực lực, cũng như pháp bảo của bọn chúng làm sao chống lại được lão quái vật cấp bậc độ kiếp kỳ, cơ chứ. Không ít người trong bọn chúng đã bắt đầu lui lại, dù tu vi hay cảnh giới có đến mức nào, thì không ai nguyện ý bồi mạng nhỏ mình trong khi vẫn còn cơ hội trốn chạy. Tục ngữ có nói núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, tuy bây giờ thối lui sẽ phải chịu trừng phạt của tông môn thế, nhưng vẫn còn hơn so với vẫn lạc chỗ này. Những tu tiên giả ôm suy nghĩ này đã bắt đầu quay người đào tẩu, thế nhưng cũng không thiếu đệ tử kiếm hồ cung, vẫn trung thành tận chức mặc dù kiếm trận đã bị công phá, nhưng bọn chúng không hề có ý định nuôi lại chút nào, tất cả, đều vận sức tế ra pháp bảo khác hợp thành một giải kiếm quang màu bạc chống đỡ. Người như vậy lại chiếm đa số cũng phải trên dưới 100, sau khi liên thủ, cũng tạo ra thanh thế không nhỏ cơ mà trước uy năng của cửu cung tu du kiếm, thì cũng chỉ như bùn đất mà thôi. Gần như những pháp bảo mà những tu tiên giả kia vừa tế ra mới tiếp xúc, với cửu cung tu du kiếm đã bị chém nát, sự sắc bén của cửu cung tu du kiếm đâu phải mấy món pháp bảo động huyền, kỳ bình thường có thể ngăn cản. Không biết sống chết. Đương nhiên đối với địch nhân Lâm Hiên, không có ý định hạ thủ lưu tình huống chi bọn chúng liên thủ nhiều người như vậy, tính ra cũng không thể nói mình ỷ lớn hiếp nhỏ. Tật, Lâm Hiên khẽ chỉ ngón tay về phía trước, cửu cung tu du kiếm tăng mạnh tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, ngoại trừ mấy gia hỏa chạy trốn từ đầu cơ hồ toàn bộ đệ tử kiếm hồ cung, trong sơn cốc đã chết sạch. Sau đó Lâm Hiên khẽ phất nhẹ tay áo, chỉ một cơn gió khẽ thổi qua cuốn thẳng về phái sơn cốc, sau khi cơn gió thổi qua toàn bộ túi chữ vật biến mất không thấy bóng dáng. Tuy thân gia Lâm Hiên phong phú hiện tại hắn, cũng không thèm để mắt đến túi chữ vật của tu tiên giả động huyền kỳ thế nhưng dù sao, cũng hơn một trăm tên cộng lại cũng không phải là một con số nhỏ. Lui một vạn bước nói, cho dù bản thân mình không cần dùng đến thế nhưng dùng để khen thưởng đệ tử môn nhân, cũng là một lựa chọn tốt, tóm lại lãng phí là không đúng. Tính ra thời gian Lâm Hiên giao thủ với hơn một trăm tên tu tiên giả kiếm hồ cung, trong sơn cốc cũng không quá lâu, tức lúc hắn ra tay đến khi tiêu diệt đối phương, cũng chỉ mất mấy vài giây thậm chí độn tốc của hắn chưa từng dừng lại, thế như trẻ tre. Cùng lúc đó trên một ngọn núi ở trên một hòn đảo nhỏ cạnh linh nhãn chi hồ, trong kiếm hồ cung đang có gần 100 tu tiên giả đang tụ tập, tất cả đều là lão quái vật cấp bậc phân thần kỳ, trong đó có 10 lão giả đứng ở trung tâm, tất cả đang cùng nhau thương lượng làm thế nào để đối phó với kẻ địch trước mắt. Lúc này tất cả khuôn mặt đều chìm như nước, biểu lộ ra sự lo lắng đến cực điểm. Làm sao có thể như vậy? Đối mặt với thiên nguyên ngũ hành kiếm trận của bổn tông mà đối phương chỉ mất chút thời gian đã có thể phá giải, đây chính là một trong những bảo vật chấn phái, uy lực không tầm thường, không hiểu sao bây giờ lại tỏ ra yếu thế như vậy. Một lúc sau đột nhiên vang lên âm thanh sợ hãi, người nói chuyện là một tu tiên giả có sắc mặt màu vàng như ánh kim, chỉ cần nhìn qua đã có thể đoán được công pháp người này tu luyện hiển nhiên bất phàm. Hừ ta đã nói từ sớm, thực lực tiểu tử Lâm Hiên siêu phàm thoát tục bổn môn trở mặt với Vân Ẩn Tông, phải đối đãi với hắn như đại địch tuyệt đối không thể lơ là mất cảnh giác, thế nhưng các ngươi lại cho rằng thiếp thân hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại đã biết hậu quả chưa? Một âm thanh thanh thúy êm tai, bên trong mang theo hàm ý châm chọc vang lên, không cần phải nói cũng biết lúc này mà còn nói ra được mấy câu châm chọc, thì chỉ có thể là nữ tử cung trang mà thôi. Chu sư muội, đúng là người có nói Lâm Hiên khó đối phó, thế nhưng không nói tiểu tử kia đã tiến giai thành huống chi tình thế bổn môn nguy cấp, người thân là một trong những trưởng lão của bổn môn, mà lại còn ra vẻ hả hê là làm sao hả? Một âm thanh ồm ồm truyền thẳng vào từng lỗ tai mỗi người, âm thanh vang lên đầy vẻ bất mãn có chút hà hê có chú hà hê thì thế nào chẳng lẽ lời thiếp thân nói không phải là sự thật sao là các ngươi không biết sống chết không để lâm tiểu tử khi trong mắt hiện tại ăn đau khổ chắc lẽ lại còn đi trách ta huống chi bổn cung cũng không phải là thần tiên ta nào biết lâm tiểu tử kia đã tấn cấp rồi nữ tử cung trang không chịu thua âm thanh tranh chu vang lên càng ngày càng lớn dù lời nàng nói có chút khó nghe nhưng lại đúng với sự thật rõ ràng những vị trưởng lão kiếm hồ cung này chủ quan khinh địch hiện tại ngược lại còn oán trách ngược lại nào có lý như vậy ngươi đại hán áo đen giận dữ bình thường hắn cũng có phần cố kỵ nữ tử cung trang thế nhưng hiện tại trong lòng cảm thấy khó chịu nên cũng bất chấp hậu quả lập tức trợn mắt hét to chu sư mọi người cũng đừng quá phận bất kể thế nào ta và ngươi đều là trưởng lão kiếm hồ cung ngươi nói chuyện thế mà lại hướng về phía tu sĩ vân ẩn tông hay là hắn còn chưa dứt lời đã bị một tiếng quát cắt ngang họ Ngô ngươi dám vu oan giá họa ta hả hay là muốn động thủ cùng bổn tiên tử Động thủ thì thế nào, ngươi nghĩ rằng ngô mỗ sợ ngươi sao? Đại hán áo đen cảm thấy hơi hối hận thế nhưng dù sao nước bọt, cũng đã nhổ ra khó mà thu hồi chưa kể chung quanh nhiều người như vậy. Toàn là đồng môn sư huynh đệ nếu hắn chịu thua, thì mặt mũi ném đi đâu? Tốt tốt! Nữ tử cung trang giận dữ, tay áo phất lên một chiếc khăn gấm từ trong ống tay áo bay ra. Mặt trên khăn gấm có theo từng đóa hoa như tạo thành đám mây, nhìn qua sống động đến cực điểm thế nhưng nhìn quan cũng khó biết đây là bảo vật gì tốt, tốt, đến cả tử vân gấm mà người cũng lấy ra luôn rồi. Ngược lại ngô mỗ muốn lĩnh giáo xem rốt cuộc thần thông chu sư muội đến mức nào. Đại hán kia giận quá thành cười, cũng không thấy có bất kỳ động tác dư thừa nào lập tức vỗ nhẹ vào hông. Hồng mang như lửa lao ra sau đó, tụ lại một chỗ thành hình ngọn lửa cuối cùng hiển hiện ta một thanh thiên phương họa kích. Mặt trên pháp bảo lưu chuyển hồng mang như muốn nhảy vọt ra ngoài tạo thành từng phù văn, như ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện. Một lời không hợp hai người đã dẫn đến tình trạng chuẩn bị động thủ. Bầu không khí trở nên dương cung bật kiếm. "Làm càn, các ngươi muốn làm gì thế hả? Tình thế trước mắt đã cực kỳ nghiêm trọng không ngồi nghĩ cách làm thế nào đánh lui địch nhân còn, vì mấy câu tranh hơn thua mồm mép mà ngay cả tình đồng môn cũng vứt bỏ muốn nói chuyện bằng binh khí sao?" Lão già cầm đầu vừa giận vừa sợ, hai người kia thật đúng là không biết nặng nhẹ. "Ta..." Hai người bị trưởng môn quát vốn dĩ đầu đã nóng lên ý nghĩ như muốn phát nhiệt rốt cục, cũng tỉnh táo lại cảm thấy trưởng môn nói không sai. Mặc kệ là vì lý do gì hiện tại tình thế trước mắt đang dầu sôi lửa bỏng, bọn hắn còn nội chiến thì đúng là quá sức tưởng tượng. Nghĩ đến đây nữ tử cung trang trừng mắt nhìn sang bên đại hán, bàn tay trắng như ngọc khẽ phất một cái liền thu hồi khăn gấm. Là ta lỗ mãng. Đồng thời trên mặt đại hán cũng lộ ra vẻ hối hận, mặc dù tính tình hắn vốn nóng như lửa nhưng dầu gì, cũng là một tu tiên giả phân thần kỳ đã sống vài vạn năm sao lại, không hiểu đạo lý tiến thối, thời điểm này không phải là lúc đồng môn đấu khí. Nói đến đây đại hán cũng thu hồi vũ khí, hào khí dương cung bạt kiếm tự nhiên tan thành mây khói, nhìn thấy trưởng môn sư huynh chỉ cần hét lên một tiếng, mà đã hóa giải được xung đột trong vô hình những vị trưởng lão còn lại của kiếm hồ cung, đều bội phục từ tận đáy lòng thế nhưng mà đối với tình thế nguy hiểm trước mắt, mà họ gặp phải thật sự là vô bổ. Lâm Hiên lao nhanh một đường thế như trẻ tre, ngay cả đến thiên nguyên ngũ hành kiếm trận cũng còn không thể nào ngăn cản hắn, thì những bố trí khác cũng không cần phải nhắc đến, ngoại trừ tăng thêm thương vong ra thì không chút bất kỳ tác dụng nào ngay cả hiệu quả kéo dài thời gian cũng không có. Tên Lâm Hiên quả đúng là đáng sợ. Chúng trưởng lão thúc thủ vô sách, nhất thời khuôn mặt tất cả đều vàng như đất, đến nằm mơ bọn hắn cũng không nghĩ đến chủ là một vân ẩn tông, nho nhỉ lại có tu tiên giả khủng khiếp như thế này. Nếu như sớm biết đụng độ phải tông môn có lão quái vật độ kiếp kỳ, tọa chấn bọn hắn phải nghĩ lại có nên tính chuyện mưu đồ linh nhãn chi hồ, hay không nữa. Không ít người đã hiện lên vẻ hối hận trong mắt, thế nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, mũi tên đã bắn ra thì không thể nào lấy lại hôm nay dù cục diện thế nào cũng chỉ có cách tiến đến đã không còn đường lùi huống hồ dù cho đối phương có là lão quái vật độ kiếp kỳ thì thế nào dám xông thẳng vào kiếm hồ cung như chỗ không người muốn đến thì đến muốn đi thì chưa chắc đã dễ dàng không cho hắn chút giáo huấn thì mặt mũi kiếm hồ cung ném đi đường nào chỉ là đối thủ lần này khó chơi đến cực điểm tất cả phương án bọn hắn đưa ra đều không có tác dụng đại sư huynh hai vị sư thúc đâu đúng vậy hiện tại cũng chỉ còn cách thỉnh hai vị sư thúc ra mặt mới có thể giải quyết được tiểu tử lâm hiên kia mà thôi thanh âm đồng ý vang lên liên tiếp tuy không thấy đại trưởng lão vạn kiếm tôn giả thế nhưng bổn môn còn hai vị cường giả cấp bậc độ kiếp kỳ khác chỉ cần hai vị sư thúc đó ra tay đương nhiên có thể dễ dàng chế phục lâm hiên tuy thực lực lâm hiên khiến người khác kinh ngạc thế nhưng hắn cũng chỉ vừa mới tiến giai độ kiếp kỳ không bao lâu ngay cả tiết lão yêu đối mặt với vây công chi thuật của hai vị trưởng lão cũng phải chịu thua bỏ chạy nói gì đến một tu tiên giả độ kiếp kỳ mới tấn dai việc xử lý lâm hiên chỉ cần hai vị sư thúc ra tay thì việc to hóa nhỏ việc nhỏ hóa không theo lẽ thường tình bọn họ có suy nghĩ như vậy cũng không sao thế nhưng bọn họ lại không ngờ lâm hiên đâu phải như những tu tiên giả mới tiến giai độ kiếp kỳ khác cơ chứ một lão giả tiên phong đạo cốt nói ra một câu lại khiến cho chúng trưởng lão như bị tạt một chậu nước lạnh vậy hai vị sư thúc đang bế quan tu hành một loại bí thuật cực kỳ lợi hại tạm thời không có khả năng phân thân cho nên đối phó với tiểu từ này chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi cái gì tu luyện bí thuật có nhầm hay không tại sao lại trùng hợp như vậy chứ đúng vậy tu luyện bí thuật thì lúc nào mà chẳng được hiện tại chính là thời điểm sinh tử tồn vong của bổn môn thật hay giả nhất thời từng âm thanh nghị luận vang lên liên tiếp chúng trưởng lão dần trở nên kinh sợ trong ngôn ngữ cũng đã có vài phần bất kính lại có mấy vị còn tỏ ra nghi ngờ vào hai vị sư thúc im ngay các ngươi đang làm gì vậy hả lại dám nghi ngờ hai vị sư thúc chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ lão giả tiên phong đạo cốt nổi giận gầm lên trong tiếng quát mang theo pháp lực như cảnh tỉnh khiến chúng trưởng lão giật mình cả đám toát mồ hôi lạnh thầm hận chính bản thân như bị mai nhập trong ngôn ngữ lại dám bất kính với hai vị sư thúc đây không phải là chán sống muốn chết sao trong lúc nhất thời mọi người đều luống cuống không biết phải làm sao nguyên cả đám đều lo sợ bất an một lát sau mới có một âm thanh thần bất định chuyển đến sư huynh hai vị sư thúc đã không thể phân thân vậy mấy người chúng ta phải làm thế nào cũng khó trách bọn họ sợ hãi mặc dù kiếm hồ cung người đông thế mạnh thế nhưng địch nhân xâm nhập lần này không phải chuyện đùa là lão quái vật độ kiếp kỳ khi đối mặt với đối thủ hơn xa mình đương nhiên trong nội tâm mấy vị trưởng lão đều tâm thần bất định hư vội cái gì dù đối phương có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có một người mà thôi lịch đại tổ sư kiếm hồ cung đã xây dựng và phát triển lâu đời sớm kiến tạo tổng đà thành nơi tường đồng vách sắt đâu phải kẻ nào muốn đến thì đến hư ngược lại ta muốn xem lát nữa hắn làm cách nào để ra ngoài khác với các sư huynh đệ đang hiện rõ vẻ bối rối, trên khuôn mặt lão giả tiên phong đạo cốt lại tấn tĩnh dị thường. Nếu bàn về thực lực trong mấy trưởng lão này có không ít người là phân thần, hậu kỳ cho dù lão giả có hơn thì cũng không tranh nhau quá nhiều, nhưng đối mặt với cường địch khí độ hắn thể hiện ra, thì hơn hẳn đám trưởng lão còn lại. Lão giả được tuyển chọn làm trưởng môn kiếm hồ cung đương nhiên không phải dựa vào vận khí. Thế nhưng lão giả vừa nói vậy, cũng chưa khiến cho mấy vị trưởng lão còn lại yên tâm hẳn. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đương nhiên bọn hắn biết rõ tổng đà bổn môn thế nào cấm chế trận pháp nhiều vô số kể còn hơn cả đầm rồng hang hổ còn chưa kể tông môn còn có vài chục văn tu tiên giả đang sẵn sàng chờ đợi cơ hội ra tay thực lực kiếm hồ cung như vật khiến cho địch nhân xông vào chết vạn lần cũng không đủ thế nhưng việc gì cũng phải nhìn tình hình thực tế như thế nào đơn giản như việc trước mắt địch nhân xâm nhập rõ ràng là một lão quái vật độ kiếp kỳ thực lực sâu không lường được tuy thủ đoạn bổn môn nhiều nhưng chưa hẳn đã có tác dụng với đối phương Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Lâm Hiên đang lao đến thế, như trẻ che dù gặp phải trận pháp huyền diệu cũng không thể ngăn trở hắn một chút, Kiếm Hồ cung cũng đã sử dụng phương pháp biển người thế nhưng cũng không ăn thua. Mấy trăm tên tu tiên giả động huyền kỳ sử dụng bảo vật bí truyền bổn môn, thậm chí còn sử dụng cả Thiên Nguyên Ngũ Hành kiếm trận thế, nhưng cũng có tạo nên chút hiệu quả nào với đối phương, gần như là bồi thêm người cho đối phương tiện tay chém giết thu hoạch thành quả vậy. Mặc dù không nhìn thấy tận mắt tất cả quá trình chiến đấu thế nhưng càng như vậy càng khiến cho nội tâm các vị trưởng lão thêm bất định, không lẽ lão quái vật độ kiếp kỳ lại mạnh đến mức như vậy? Thiên Nguyên Ngũ Hành kiếm trận không có lấy một điểm tác dụng, tuy kiếm trận là do tu tiên giả động huyền kỳ bố trí, thế nhưng nếu đổi sang là mấy vị trưởng lão này bố trận họ, cũng không nắm chắc giữ chân được Lâm Hiên. Tuy cơ hội chưa biết bao nhiêu phần thắng thế, nhưng không người nào nguyện ý đi thử uy năng của đối thủ, dù sao trong lòng bọn hắn đã cảm thấy khiếp đảm, tu vi đến phân thần kỳ thọ nguyên cũng dài dằng dặc, thế nhưng không phải tình huống vạn bất đắc dĩ cũng không kẻ nào tình nguyện đi đối mặt với lão quái độ kiếp kỳ cho nên bọn họ cũng rất ngạc nhiên tại sao trưởng môn lại có thể tự tin đến như vậy nhìn vào động tác cũng như ngôn ngữ của sư huynh thì không giống như phô trương thanh thế hư vội cái gì có đại trận hộ phái bổn môn thủ hộ kiếm hồ cung ta há có thể để cho người đến người đi tự nhiên như chỗ không người sao diệp mỗ đã lệnh cho người mở đại trận hộ phái còn cần một chút thời gian hiện tại các ngươi cũng biết vì sao mà ta không lo lắng chưa nếu như tình huống nguy cấp thì bản tôn còn gọi các ngươi đến đây rông dài cho mất thời gian nữa sao?" Thanh âm trưởng môn vang lên đều đều từ tốn, quả nhiên có khí độc của tông chủ nhất phái. Thế nhưng đám trưởng lão lại lần nữa quay sang nhìn nhau ngơ ngác. Đương nhiên mỗi người ở đây đều hiểu uy lực của đại trận hộ phái mạnh đến mức nào là, trợ lực mạnh nhất của bổn môn thế nhưng hiện tại Lâm Hiên đã lao vào sâu trong tổng đà, thì tác dụng hộ phái ở chỗ nào, bây giờ có mờ thì cũng đã chậm. Huống chi lui một vạn bước cho dù có kịp thì việc thiết lập đại trận hộ phái là dùng cho mục đích đề phòng đối thủ bên ngoài với số lượng đông đảo ví dụ như khi trở mặt với tông môn khác phòng ngừa bọn chúng vây công tổng đà bổn môn hiện tại trưởng môn lại nói dùng đại trận hộ phái để đi đối phó với một người tạo nên cảm giác đại tài tiểu dụng vậy cũng không phải là không nỡ mà có cảm giác như gắng sức vậy nói tóm lại dùng đại trận hộ phái đi đối phó với một người cho dù đối phương là lão quái vật độ kiếp kỳ thì hiệu quả cũng không được tốt lắm đạo lý như vậy mỗi người đều hiểu rõ và đương nhiên không lý nào trưởng môn sư huynh lại không hiểu điều như vậy cho nên khi thấy hắn làm như vậy trong lòng mỗi người đều thầm nhủ nhất định là do có một nguyên nhân khác nếu không với khả năng và tính cách của trưởng môn sư huynh sẽ không đi làm những việc lợi người hại mình như vậy chưa kể trên mặt trưởng môn sư huynh mọi người không nhìn thấy một điểm sợ hãi vẫn là vẻ tự tin thường ngày không lẽ trưởng môn sư huynh nắm chắc phần thắng trước lão quái vật độ kiếp kỳ kia sao trong lòng chúng trưởng lão tràn đầy nghi vấn rốt cục có người nhịn không được mở miệng ra hỏi là một tu tiên giả tỏa ra kim sắc nhàn nhạt, nhạt, trên mặt còn có ngân vân quỷ dị lưu chuyển, cũng là một người tu luyện thần thông đặc biệt, trưởng môn sư huynh, uy lực của đại trận hội phái bổn môn đương nhiên không phải bàn cãi, cho dù trăm ngàn địch nhân tu sĩ cao giai cùng nhau liên thủ, cũng có thể ngăn lại đơn giản thế nhưng đối thủ hiện tại là lão quái vật độ kiếp kỳ. Hắn nói đến đây liền ngừng lại, hắn cũng tin rằng sư huynh cũng hiểu được ý mình, đại trận hộ phái giống như một tấm lá chắn cực lớn có thể ngăn trở vô số cung nỏ bắn một lượt thế nhưng đổi lại chỉ cần một pháp khí phi châm có thể xuyên thủng phòng ngự đó không phải tấm chắn không đủ cứng cỏi mà vấn đề là trong tình huống như vậy sử dụng bảo vật phòng hộ trên diện rộng thì không thích hợp đạo lý đại trận hộ phái cũng giống như vậy đặc điểm của loại cấm chế này là đối phó với nhiều người mà không phải là để ngăn cản cao thủ siêu cấp hừ các ngươi thì biết cái gì trên miệng lão giả tiên phong đạo cốt khẽ nhếch nở nụ cười chào phúng nghe qua khẩu khí của lão thì trong chuyện này hiển nhiên có bí ẩn khác thì đúng là chúng ta không hiểu được cho nên mới mong sư huynh chỉ giáo cho nhìn thái độ kiêu căng của lão giả những vị trưởng lão không những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào rồi chuyển sang tò mò muốn biết bí mật bí mật này ngoại trừ mấy vị sư thúc sư bá thì cũng chỉ có lịch đại trưởng môn mới biết thế nhưng tình thế hiện tại tràn ngập nguy cơ cho nên ta có nói cho các ngươi biết thì cũng không vấn đề gì thanh âm lão giả đều đều như rót thẳng vào trong tâm can từng người uy đại trận hộ phái bổn môn đến mức nào chắc rằng các ngươi đều biết là do lão nhân gia tổ sư khai sáng ra kiếm hồ cung, tự tay thiết lập, uy lực danh chấn nãi long giới. Các ngươi nói đúng đại trận hộ phái chỉ thích hợp cho quần chiến không thích hợp để đối phó với một tu tiên giả nhất là lão quái vật độ kiếp kỳ mà khuyết điểm này. Đương nhiên lão nhân gia cũng hiểu rõ và đã sớm có phương pháp giải quyết rồi. Phương pháp giải quyết thế nào? Thanh âm đại hán áo đen vang vọng. Trên mặt các trưởng lão khác cũng lộ ra vẻ mừng như điên, hai vị sư thúc bế quan không ra, vốn bọn hắn đã hoang mang lo sợ, Thế nhưng chỉ mấy câu của trưởng môn đã khiến bọn hắn vững tâm hơn. Vạn kiếm đồ. Vạn kiếm đồ. Đó là bảo vật gì vậy? Chúng trưởng lão ngẩn ngơ, mặc dù nghe qua cái tên đó cũng không hề tầm thường chút nào, thế nhưng đối thủ lại là một lão quái vật độ kiếp kỳ, cho nên chúng trưởng lão muốn hỏi rõ tinh tưởng mới có thể yên tâm hơn. Yên tâm, năm đó để thiết kế vạn kiếm đồ lão nhân gia đã bỏ ra một cái giá rất lớn, lão nhân gia rất vất vả mới phát hiện ra một kiện bảo vật, chỉ cầm lâm tiểu tử bị khốn trụ thì tuyệt đối sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục mặc dù lão giả nói tin tưởng mười phần thế nhưng đa phần trưởng lão đều lộ rõ vẻ nghi hoặc tu tiên giả độ kiếp kỳ phóng mắt khắp tam giới liệu có bao nhiêu đâu có đơn giản nói diệt sát là có thể diệt sát nhưng nếu như trưởng môn sư huynh không nắm chắc thì với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không hồ ngôn loạn ngữ đủ loại nghi hoặc khiến chúng trưởng lão càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy liền hỏi tiếp sư huynh đến tột cùng thì vạn kiếm đồ là cái gì sư huynh đã lựa chọn nói ra, thì cũng nên giải đáp hết thắc mắc trong lòng mọi người đừng thừa nước đục thả câu nữa. Đúng, sư huynh, nhanh nói cho chúng ta biết, thật là gấp muốn chết mà. Từng âm thanh thúc giục vang lên, thế nhưng lão giả tiên phong đạo cốt vẫn một bộ dáng không nóng nảy dường như mọi việc, đều nằm trong tầm khống chế vậy, quả không hồ là người đứng đầu một phái, dường như Thái Sơn có đổ sụp trước mặt thì lão cũng không đổi sắc. Các người đã nghe qua tiên thiên linh bảo chưa? Cái gì, tiên thiên linh bảo? chẳng lẽ vạn kiếm đồ là tiên thiên linh bảo sao không có khả năng lão giả còn chưa dứt lời thì âm thanh kinh hô vang lên liên tục nếu là tu tiên giả phân thần kỳ bình thường có khả năng chưa nghe qua tên tuổi của tiên thiên linh bảo thế nhưng những vị này thì khác họ chính là trưởng lão kiếm hồ cung thân là tông môn đứng đầu nãi long giới trưởng khống không biết bao nhiêu gia tộc tông môn phụ thuộc ngoài thực lực xuất chúng ra thì trong tông môn cũng đủ loại sách cổ kiến thức đương nhiên hơn hẳn người thường cho dù là những đệ tử thông thường cũng có lượng tri thức uyên bác chớ đừng nói đến những vị trưởng lão quyền cao chức trọng này, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ mới nghe nói qua về Tiên Thiên Linh Bảo mà thôi, cũng chưa có cơ hội được nhìn thấy tận mắt ngoài đời thật, không phải bọn họ tự coi nhẹ mình mà quả thật Tiên Thiên Linh Bảo quá mức quý hiếm. Đây là bảo vật mà theo như truyền thuyết kể lại thì được truyền từ tiên giới xuống, bảo vật như vậy ngay cả lão quái vật độ kiếp kỳ cũng khó có cơ hội nhìn thấy, phóng nhãn tam giới, cũng thuộc hàng bảo vật trong truyền thuyết đến cả những tồn tại cường đại nhất cũng khó có được bảo vật như vậy ví dụ như tam đại tán tiên tam đại yêu vương chân ma thủy tổ âm ti lục vương hay như nãi long chân nhân mấy vị cường giả đỉnh cấp như vậy cũng khó tìm được tiên thiên linh bảo đến ngay như vạn kiếm tôn giả là độ kiếp kỳ đỉnh phong đại trưởng lão của kiếm hồ cung nhưng cũng chưa đủ tư cách để sở hữu tiên thiên linh bảo không nghĩ đến tổ sư sáng lập ra kiếm hồ cung lại có thể để lại cho hậu nhân bảo vật như vậy lão nhân gia không hồ là người có đại khí vận mấy vị trưởng lão vừa mừng vừa sợ nỗi sợ hãi lâm hiên đã ném lại đằng sau hiện tại tất cả các vị trưởng lão chỉ còn cảm giác khó tin. Tuy vị tổ sư sáng lập kiếm hồ cung, cũng là một vị tu tiên giả có tu vi cao cường, thế nhưng kỳ thật thực lực còn không bằng vạn kiếm tôn giả, chỉ là độ kiếp trung kỳ mà thôi. Tu vi như vậy đương nhiên có thể bá chủ một phương, nhưng lại có được tiên thiên linh bảo đúng là vận khí không hợp thói thường. Rất nhanh chúng trưởng lão đã nghĩ đến điểm này, cho nên mặc dù trên mặt bọn họ cuồng hỉ, thế nhưng cũng bắt đầu chuyển sang nghi vấn khác. Sư huynh, vạn kiếm đồ đúng là tiên thiên linh bảo thật sao? nữ tử cung trang mở miệng cẩn thận dò hỏi hiển nhiên dù là người cao ngạo như nàng thì trong lòng cũng có vài phần kiêng kỵ trưởng môn sư huynh về phần những người khác mặc dù không có mở miệng thế nhưng nhìn biểu hiện chờ mong của bọn họ đã đủ hiểu lúc này bọn họ cũng có cùng câu hỏi với nữ tử cung trang tiên thiên linh bảo nãy giờ ta đâu có nói vạn kiếm đồ chính là tiên thiên linh bảo đâu biểu hiện của lão giả tiên phong đạo cốt vẫn như cũ không thay đổi chút nào cái gì không phải là tiên thiên linh bảo cái này đã có trưởng lão sợ quá thốt lên. Tuy tổ sư gia sáng lập bổn môn rất cao minh thế nhưng Tiên Thiên Linh Bảo nào có dễ đạt được như vậy, kể cả tu sĩ độ kiếp kỳ, đỉnh phong cũng chưa hẳn đã có cơ hội nhìn thấy tận mắt. Thanh âm lão giả vẫn đều đều như vậy. Tuy nhiên vận khí tổ sư gia cũng không tệ, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một khối Tiên Thiên Tàn Bảo. Mọi người ngẩn ngơ, tất cả đều biểu lộ không thể tin được. Đúng vậy có Tiên Thiên Tàn Bảo chính là tên gọi của tiên vật có chút khuyết điểm nhỏ mặc dù uy lực không thể nào so sánh được với tiên thiên linh bảo, chính thức thế nhưng cũng khó mà đong đếm được, vạn kiếm đồ được tổ sư ra ra cố vào trong trận pháp, kể cả lão quái vật độ kiếp kỳ xâm nhập trận pháp cũng có mấy phần chiến thắng. Thanh âm lão giả đầy sự tin tưởng tuyệt đối truyền vào tay từng người. Nghe thấy vậy chúng trưởng lão đã hiểu rõ, trên khuôn mặt cũng tràn đầy tin tưởng. Giải thích như vậy quá là chuẩn xác hợp tình hợp lý. Tuy bọn họ chưa nghe qua tiên thiên tàn bảo thế nhưng chỉ cần là tiên thiên, chi vật cho dù có một vài khuyết điểm, thì cũng là bảo vật cực kỳ quý giá rồi, thế nhưng cũng không đến mức quá hy hữu cho nên, chỉ cần vận khí tổ sư ra không hợp thói thường, dưới cơ duyên xảo hợp có khả năng sẽ đạt được. Khảm nạm vào trong trận pháp sử dụng cấm chế, để tế ra bảo vật đương nhiên khiến uy lực sẽ mạnh hơn bình thường, cũng có nhiều khả năng tiêu diệt tu tiên giả độ kiếp kỳ. Nghĩ đến đây chúng trưởng lão, cũng an tâm hơn nhiều tuy chưa đến mức tin tưởng 10 phần như, trưởng môn sư huynh thế nhưng vẻ sợ hãi đã không còn đúng lúc này âm thanh lão giả tiên phong đạo cốt lại vang lên các vị sư đệ vạn kiếm đồ chính là bảo vật ẩn giấu của bổn môn chỉ có thái thượng trưởng lão và lịch đại trưởng môn mới được biết lần này là do tính thế nguy ngập cho nên ta mới nói với mọi người về bí mật này kính xin mọi người thủ khẩu như bình nếu như có ai lắm mồm tiết lộ ra ngoài thì xử trí theo môn quy lão giả nói đến mấy từ cuối thanh âm khẽ nâng lên tạo ra cảm giác sát phát quyết đoán tuy tiên thiên tàn bảo không thể nào so sánh được với tiên thiên linh bảo thế nhưng cũng là vật vô cùng quý giá. Người xưa đã dạy thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, dù quái vật khổng lồ như kiếm hồ cung, cũng tuyệt đối không dám để lộ tin tức tiên thiên tàn bảo, chỉ cần tin tức này lộ ra sẽ đưa đến đại họa, dù sao vạn kiếm đầu cũng là tiên thiên chi vật dù là lão quái vật độ kiếp kỳ, đỉnh phong cũng khó mà từ chối được. Có lẽ tồn tại như nãi long chân nhân sẽ không đến mức đi đoạt bảo vì dù sao hắn, cũng là đại năng thượng cổ đã vượt xa tu sĩ độ kiếp kỳ hơn nữa nếu như trưởng môn suy đoán không sai hơn nửa lão, cũng có được tiên thiên linh bảo, đương nhiên sẽ không quan tâm đến tàn bảo. Thế nhưng đại năng nãi long dưới đâu chỉ có mình nãi long chân nhân, huống chi tồn tại đến cấp bậc như vậy đã có năng lực phá toái hư không, chỉ cần bọn họ nguyện ý có thể tự do xuyên thẳng qua tất cả tiểu giới diện. Nói một cách khác, một khi để lộ ra tin tức sẽ đưa đến đại năng ở giới diện khác, cũng không có gì là lạ. Khi đó kiếm hồ cung thật sự trở thành cái đích cho mọi người ngắm, đến trừ khi bọn họ chịu giao ra vạn kiếm đồ, nếu không nhất định sẽ phải đối mặt với toàn bộ đại năng đến từ tất cả giới diện. Nếu như tình trạng đến mức, như vậy thì không khác nào trộm gà không được còn mất nắm gạo. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đương nhiên đạo lý đó mỗi vị trưởng lão đều hiểu rõ, nếu như có một ngày như vậy thì không ai ở đây có kết quả tốt cả, vì vậy mỗi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, cần tôn pháp chỉ trưởng môn, về vạn kiếm đồ dù chúng ta hồn phi phách tán cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm. Tốt, tốt. Lão già hiện vẻ hài lòng nói tiếp. Tiếp theo chúng ta chỉ cần ngồi đây chờ kết cục của Lâm Tiểu Tử, xem hắn hồn phi phách tán dưới uy lực của vạn kiếm đồ. Vừa nói dứt lời chỉ thấy hắn phất nhẹ tay áo, Linh Quang lập lòe, một viên châu to cỡ nắm tay bay ra từ trong tay áo hắn. Tuy Linh Quang đẹp mắt, thế nhưng viên châu lại không phóng thích ra chút lực lượng nào hiển nhiên đây, chỉ là một bảo vật có công dụng phụ trợ mà thôi. Càn khôn châu. Không đúng, chỉ là một vật phòng chế đặc biệt mà thôi. Tiếng hô vang lên liên tiếp, biểu hiện của chúng trưởng lão ngoại trừ hâm mộ thì cũng chỉ là hâm mộ hiển nhiên bọn họ đều biết càn khôn châu không phải là bảo vật tầm thường cho dù chỉ là vật phòng chế cũng khiến bọn họ đỏ mắt không thôi lão giả tiên phong đạo cốt cũng không nhiều lời bảo vật trong tay lão đúng là vật phòng chế lại càn khôn châu hơn nữa là một trong những vật phòng chế tốt nhất chỉ thua càn khôn châu một chút nhỏ mà thôi cho dù vật phòng chế này không có được công hiệu xuyên thấu cấm chế nhìn rõ cảnh tượng ngoài vạn dặm như càn khôn châu chân chính nhưng cũng là một món bảo vật có công hiệu không kém quá nhiều. Trưởng môn sư huynh vung tay lên từng đạo pháp quyết, từ hai đầu ngón tay kích xạ ra ngoài. Chỉ thấy mặt ngoài càn khôn châu tỏa ra ánh sáng sau đó bảo vật xoay trong, linh quang bắn ra bốn phía. Chỉ một lúc sau thể tích hạt châu đã tăng gấp trăm lần hóa thành một vật khổng lồ. Sau đó từng tia sáng phun ra nuốt vào dần dần tạo thành một mặt phẳng nhìn, như một họa quyển kéo dài. Cùng lúc đó, tại một sơn cốc cách nơi này, chừng ngàn dặm một đạo kinh hồng nhanh như điện chớp đang lao đến. Đoạn đường này Lâm Hiên lao đến thế như trẻ tre, mặc dù cũng có thời điểm có chút khó khăn thế nhưng dường như kiếm hồ cung, cũng không đáng sợ như hắn tưởng tượng vậy. Đầm rồng hang hổ. Vậy cũng phải xem đối tượng là ai, đoạn đường vừa rồi cho dù là cấm chế hay tu tiên giả chắn đường đều không thể khiến Lâm Hiên dừng bước. Mặt khác Lâm Hiên ra tay cũng không lưu tình chút nào, hai phái đã trở mặt cho nên hắn cũng không cần thiết phải nhân từ. Một đường lao đến Lâm Hiên đã diệt chừng ngàn tu tiên giả. Thế nhưng Lâm Hiên vẫn chưa cảm thấy hài lòng, có lẽ đối với gia tộc tông môn khác, thì mấy ngàn đệ tử không phải là con số nhỏ, thế nhưng đối với quái vật như kiếm hồ cung, thì chưa thể gọi là tổng thương gân cốt được. Hơn nữa đoạn đường này người mà Lâm Hiên, tiêu diệt có tu vi cao nhất cũng mới chỉ đến động huyền kỳ mà thôi, còn chưa gặp một vị phân thần kỳ nào, chớ đừng nói đến hai vị thái thượng trưởng lão kia. Trong lòng Lâm Hiên cũng thầm nhủ chẳng lẽ hai vị thái thượng trưởng lão, đôi đạo lữ song tu thần bí của kiếm hồ cung đúng lúc vắng mặt hay là, cũng chỉ là lời đồn đãi của thiên hạ, hay sao mà hắn đã tấn công đến hang ổ còn chưa xuất hiện. Nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên Lâm Hiên liền dập tắt ngay, sư tỷ đã cho hắn tình báo chi tiết, Tiết lão yêu bại trong tay họ không phải là giả, và cũng chưa có thông tin nào cho thấy hai vị thái thượng trưởng lão kia đã rời khỏi kiếm hồ cung cả. Tuy Lâm Hiên tin tưởng 10 phần thực lực của mình, nhưng dù sao đối thủ cũng là tu tiên giả đồng giai lại còn có thuật hợp bích, chưa kể hắn đang lao về phía hang ổ đối phương, người xưa đã từng nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng đương nhiên Lâm Hiên không dám chủ quan chút nào. Đương nhiên sóng to gió lớn nào mà Lâm Hiên còn chưa trải qua, hắn đã từng kinh lịch qua nhiều nơi còn nguy hiểm hơn Kiếm Hồ Cung nhiều cho nên, hắn nâng cảnh giác lên mức cao nhất để tránh lật thuyền trong mương tại Kiếm Hồ Cung. Cứ lao về phía trước như vậy ước chừng thời gian một chén trà, trên đường đi Lâm Hiên cũng không còn gặp trở ngại đáng kể nào, khoảng cách đến Linh Nhãn Chi Hồ trong truyền thuyết của Kiếm Hồ Cung ngày càng dần. Hai vị độ kiếp kỳ kia vẫn còn chưa chịu hiện thân sao? Trong lòng Lâm Hiên thầm nhủ, thời gian trôi qua Lâm Hiên lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đột nhiên Lâm Hiên dừng lại, trước mắt hắn xuất hiện sơn cốc, điều này vốn dĩ cũng không có gì lạ, trên đường đi hắn đã lao qua mấy cái sơn cốc. Thế nhưng sơn cốc trước mắt lại không giống vậy, bởi vì trước sơn cốc có một cánh cửa, cánh cửa kia cao hơn ngàn trượng Mỹ lệ hoa Mỹ, chỉ liếc nhìn qua đã thấy toát lên khí thế bằng bạc. Trên cánh cửa có mấy chữ to tỏa ra khí thế bất phẩm, Lâm Hiên ngưng mắt nhìn lại, hắn cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân không biết mấy chữ đó hai hàng lông mày lâm hiên khẽ nhíu lại cũng không dừng bước tay áo khẽ phất một đạo thanh hà lao đến mở toang cánh cửa kia ra một màn kế tiếp xảy ra lại làm cho lâm hiên trợn ngược mắt quang mang màu xanh kia chưa kịp bay tới gần thì một tiếng két truyền vào trong tay cánh cửa kia không ngờ lại tự mình mở ra đồng tử lâm hiên hơi co rút lại bên trong tràn ngập sương mù cảnh vật bên trong không nhìn thấy rõ ràng mà cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong lòng hắn giờ phút này càng thêm mãnh liệt giống như trong sơn cốc này cất giấu vô số mãnh thú yêu ma, giống như đang chờ thôn phệ người ta vậy. Nếu như đổi lại là một người khác, có lẽ sẽ sợ hãi lui bước. Nhưng mà Lâm Hiên là tu tiên giả cấp bậc độ kiếp kỳ, sao lại có thể bởi vì chút cảm giác sợ mãi đấy mà lui bước được chứ? Đầm rồng hang hổ thì thế nào chứ? Dù thế nào hắn cũng sẽ xông vào. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên sẽ không sợ mãnh thú, yêu ma gì cả. Hắn biết rõ cái cốc này không yên bình, nhưng mà Lâm Hiên không có sử dụng thiên phượng thần mục, không thèm để ý tới tất cả mà lao vào. Nhìn như lỗ mãng, kỳ thực lại có dụng ý khác rất nhanh lâm hiên đã tiến vào sơn cốc trước mắt cảnh vật lại trở thành một mảnh mơ hồ sương mù nồng đậm kia biến mất không gian vốn yên tĩnh giống như là một cái hồ nhỏ bị ném một viên đá xuống gợn sóng không ngừng nhộn nhạo lan tràn ra chung quanh cảnh vật càng ngày càng trở nên mơ hồ vỡ vụn hóa thành hư vô lại qua một lát gợn sóng biến mất cảnh vật cũng dần dần trở nên rõ ràng so với trước đó khác biệt rất lớn lâm hiên phát hiện ra mình đi vào một quảng trường quảng trường kia cực lớn vô cùng dùng nhãn lực của lâm hiên không ngờ lại không trông thấy giới hạn của nó đây là cái gì ảo thuật tiếng lầm bầm của lâm hiên truyền vào trong tai đồng thời lại giống như người mất đi phương hướng đi loạn bốn phía chỉ là vẫn không có một chút đầu mối nào nhưng mà cảnh vật bốn chung quanh lại càng ngày càng trở nên rõ ràng sau đó lâm hiên phát hiện ra cũng không phải chỉ có mỗi quảng trường ngược lại còn có rất nhiều tượng nhưng mà những pho tượng kia cũng không phải là tu tiên giả cũng không phải là yêu ma lại càng không phải là chim thú trùng cá mà là từng thanh từng thanh tiên kiếm đúng vậy phi kiếm toàn bộ đều do đá điêu khắc mà thành từng thanh lớn nhỏ không đồng đều nhỏ nhất hơn một xích lớn nhất lại hơn trăm trượng hình dáng cũng khác nhau nhưng mà tạo hình phần lớn đều vô cùng cổ xưa nhìn qua đã thấy bất phàm lâm hiên không khỏi nhíu mày đây thực sự chỉ là ảo thuật bình thường hay sao khí thế bàng bạc như vậy lâm hiên cũng không nhận thấy có thủ thuật che mắt nào có thể đạt tới tình trạng như vậy xem ra hắn đã lọt vào trong cạm bẫy mà đối phương tỉ mỉ bố trí ý nghĩ này hiện lên trong đầu rất nhanh lâm hiên đã hiểu ra hơn nữa trận pháp này dường như rất khác biệt với những trận pháp hắn từng đụng độ nếu như hắn không đoán sai đây hơn phân nửa là đòn sát thủ của kiếm hồ cung hừ bằng vào thứ này đã muốn vây khốn hắn sao quá ngây thơ vậy thì để hắn xem uy lực của trận pháp này như thế nào vậy bình tâm mà nói Thực lực của Kiếm Hồ cung không tầm thường, nhưng mà người khiến cho Lâm Hiên kiêng kỵ cũng chỉ có hai vị Thái thượng trưởng lão thần bí kia mà thôi. Về phần thứ này chỉ là một trận pháp, mặc dù uy lực có lớn, nhưng mà bất quá cũng chỉ là vật chết, có thể làm gì được hắn chứ? Nhưng mà tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà Lâm Hiên cũng vẫn nhanh chóng ra tay. Dù sao trận pháp này tuy rằng không tính là gì, nhưng mà nếu như còn có tu sĩ khác phối hợp thì rất khó đối phó. Nói thí dụ như lúc này nếu như đôi đạo lữ song tu độ kiếp kỳ kia tới đây, vậy thì cho dù là hắn cũng phải cảm thấy đau đầu để phòng loại tình huống này xuất hiện đương nhiên hắn phải nhanh chóng bài trừ thoát khỏi cấm chế trước mắt này ý nghĩ này hiện lên trong đầu chỉ thấy tay áo lâm hiên phất lên một cái quang mang màu đỏ lóe lên một thanh trường đao mỏng như lá liễu hiển hiện mặc dù không phải là bảo vật lâm hiên thường dùng nhưng mà thứ có thể khiến cho hắn thu vào trong túi chữ vật tự nhiên cũng có chỗ bất phàm bề ngoài có hồng mang hiện lên những phù văn được khắc ở chuôi đao vốn lập lòe vạn vẹo giờ phút này lại giống như sống lại toàn bộ vậy phá lâm hiên nâng tay phải lên một ngón tay điểm về phía trước cả động tác trôi chảy giống như hành vân lưu thủy chỉ thấy hồng mang bắn ra trường đao kia hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ hung hăng chém về phía trước một kích này long trời lở đất nhưng mà đối với lâm hiên mà nói bất quá chỉ là thăm dò mà thôi nếu như có thể bài trừ cấm chế tự nhiên là tốt nhất dù cho không làm được cũng không thành vấn đề ít nhất có thể thăm dò được uy lực của đạo cấm chế này rốt cuộc tới đâu một kích này của lâm hiên có hai mục đích mà dùng năng lực của hắn bây giờ phá toái hư không tự nhiên không tính là thứ gì quá cao siêu chỉ thấy những nơi đạo lưu quang kia đi qua hư không vặn vẹo một hồi vô số vết nứt chẳng chịt xuất hiện trong tầm mắt nếu như thực sự có thể đánh nát hư không như vậy trận pháp trước mắt này tự nhiên cũng sẽ bị loại trừ nhưng mà đúng lúc này trên quảng trường lại có một cỗ lực lượng cấm chế quỷ dị những nơi lưu quang đi qua, không gian vốn vỡ vụn lại một lần nữa khôi phục, sau đó lệ mang bại phát. Một đạo lưu quang màu xanh phá không bắn tới, hung hăng va chạm với đạo lưu quang màu hồng kia. Oanh! Tiếng bạo liệt vang vọng. Sau đó tia lửa bắn ra tứ phía. Chỉ một kích, trường đao như lá liễu lâm hiên tế ra đã hóa thành bột phấn, không phải rơi vào thế hạ phong, mà là hoàn toàn không phải là đối thủ. Lâm hiên kinh ngạc vô cùng. Uy lực của chấm chế này chẳng lẽ lớn như vậy sao? tuy rằng chỉ là một kích thăm dò, nhưng mà nào có lý nào lại có uy lực lớn như vậy. Trên mặt Lâm Hiên hiện lên vài phần hoảng sợ. Sau đó quang mang màu xanh thu liễm, một thanh kiếm tiên tạo hình cổ xưa hiển hiện. Đây là... Đồng tử Lâm Hiên hơi có rút lại, hắn mơ hồ cảm thấy thanh kiếm tiên này có chút quen mắt, hắn hơi cúi đầu xuống, phát hiện ra ở trên quảng trường cách đó không xa có một cái hố to. Vốn chỗ đó có một thanh cổ kiếm bằng đá dựng ở đó, nhưng mà bây giờ lại biến mất một cách quỷ dị. Chẳng lẽ, Lâm Hiên đã mơ hồ có suy đoán. Lại nói ở bên kia. Ở ngoài ngàn dặm, linh nhãn chi hồ thần bí ở trên hòn đảo nhỏ. Gần trăm tên tu sĩ phân thần kỳ tể tụ, trên mặt bọn họ không còn vẻ sợ hãi nữa. Thông qua bảo vật của trường môn sư huynh, bọn họ đã nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu. Lâm Hiên đã bị vây khốn, hơn nữa rõ ràng tình thế không ổn tới cực điểm. Ha ha, không hồ là vạn kiếm đồ, tiểu tử họ lâm này chạy trời không khỏi nắng rồi. Vật tiên thiên như vậy, uy lực lại càng thêm bàng bạc như thế, chỉ là một kiện tàn bảo lại có thể khiến cho tu sĩ độ kiếp, kỳ không thể làm gì được. Căn bản không cần hai vị sư thúc ra tay, có tiên thiên chi bảo này thủ hộ, kiếm hồ cung chúng ta nhất định có thể bình yên vô sự. Thanh âm liên tiếp vang vọng, trên mặt đám lão quái vật phân thần kỳ ở chỗ này không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng mà so với mọi người đang cuồng hỉ thì trưởng môn của kiếm hồ, cung và nữ tử Mặc cung trang kia lại im lặng không nói, những đồng môn này cao hứng quá sớm. Lâm Hiên bị vây khốn, hơn nữa bị hủy một thanh kiếm tiên, nhưng mà một kích vừa rồi, bất quá chỉ là đối phương thăm dò mà thôi, bị hóa giải thì có gì là vui mừng cơ chứ? Hiện tại cao hứng vẫn còn quá sớm. Những tên ngu xuẩn này, bọn họ cho rằng lão quái vật độ kiếp kỳ dễ đối phó như vậy sao? Trên mặt Trưởng môn kiếm hồ cung hiện lên vẻ khẩn trương, bây giờ có thể diệt trừ được Lâm Hiên hay không vẫn khó mà nói được. Bên kia, Lâm Hiên cũng biết mình đã có chút khinh địch, kiếm hồ cung này truyền thừa từ thượng cổ uy lực của trận pháp này quả thực so với tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn nhiều nhưng mà thì sao chứ từ khi lâm hiên đạp vào con đường tu tiên trải qua gian nan hiểm trở nhiều vô số kể một trận pháp không tầm thường nhưng mà lâm hiên cũng không tin nó có thể vây khốn được mình nhưng mà nói thì nói như vậy cấm chế này quả thực không tầm thường trận pháp bình thường không có khả năng mạnh mẽ hủy diệt bảo vật hắn tế ra như vậy trường đao như lá liễu kia tuy rằng không tính là pháp bảo không tầm thường gì nhưng mà tuyệt đối không phải là thứ bình thường bởi vậy hắn phỏng đoán một kích lôi đình của chấm chế kia cơ hồ còn hơn tu tiên giả độ kiếp sơ kỳ bình thường tục ngữ nói đối với tu sĩ không nổi danh mà nói thế lực có danh khí lớn như kiếm hồ cung quả thực không thể khinh thường trong lòng lâm hiên thán phục nhưng mà trong lòng hắn cũng không có vẻ gì là sợ hãi chỉ là một trận pháp chẳng lẽ có thể thực sự vây khốn hắn vừa rồi bất quá chỉ là thăm dò mà thôi hiện tại hắn sẽ cho đám người kia biết hắn sẽ bài trừ cấm chế đáng ghét này thế nào Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu, từng đạo quang mang màu xanh biếc xuất hiện, một thanh kiếm tiên màu xanh hung hăng đâm về phía hắn. Lâm Hiên không gấp, nhoáng một cái, kiếm mang kia tăng bọt hơn gấp đôi, hung hăng từ trên đầu bổ xuống, phẳng phất như muốn một đao bổ đôi Lâm Hiên vậy. Nếu như đổi lại là một gã tu tiên giả, tạm lánh phong mang là lựa chọn tốt nhất, bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện như vậy, lúc này căn bản đã không kịp tế ra bảo vật khác. Nhưng mà Lâm Hiên không có làm như vậy. Đối mặt với kiếm quang hùng hổ, hắn còn tiến lên phía trước một bước. Giống, giống như tiếng dã thú gầm gừ truyền vào trong tai. Một khắc này, toàn thân Lâm Hiên tràn ngập quang mang, nguyên khí trong thiên địa giống như cá voi hút nước, chen chúc tới. Thân thể Lâm Hiên giống như biến thành một vòng xoáy, cơ hồ tất cả nguyên khí thiên địa chảy ngược vào trong. Lâm Hiên đứng lại ở trên không trung, ngẩng đầu, ướn ngực, kiếm quang đã tới gần trong gang tấc, nhưng mà Lâm Hiên cũng không lùi bước, trong mắt không có một chút sợ hãi nào. Tay phải nâng lên, sau đó đánh ra một quyền nghinh đón đạo kiếm quang xanh biếc kia. Lù khù vác cái lu chạy, tẩm ngẩm mà đấm chết voi. Một quyền này nhìn qua thanh thế bằng bạc, nhưng mà ngoài khí thế ra cũng không có chỗ nào hơn người, bất luận là từ góc độ nào mà nói, đều không thể ngăn cản được một kích như sấm sét của kiếm tiên. Nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài. Lâm Hiên hiện tại đã là độ kiếp kỳ, dung hợp chân linh chi hỏa của cửu đầu điểu, càng nhận được không ít chỗ tốt, trình độ cứng cỏi của thân thể hắn so với yêu tộc cùng dai cũng chỉ mạnh, chứ không yếu hơn. Linh tộc trong thiên địa thì tính là gì chứ? Yêu đan trong cơ thể Lâm Hiên, hiện tại hôm nay có thể chuyển hóa thành nội đan chân linh thực sự. Đừng nhìn hắn tay không tấc sắt, uy của một quyền này so với vừa rồi dùng trường đao như lá liễu thăm dò, thần thông đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Oanh! Tiếng bạo liệt vang vọng, thanh âm so với sấm sét bình thường còn lớn hơn. Sau đó đã thấy ở bên trên quyền của Lâm Hiên, toát ra vô số tia chớp và lôi hỏa, mơ hồ còn có một cỗ lực lượng pháp tắc tỏa ra lại đan xen với quang mang màu xanh, hiển nhiên có hai loại thần thông bất đồng đang rằng có kịch liệt. Phanh, cả quá trình chỉ trong nháy mắt, sau đó đã thấy quang mang dại thịnh, từng đạo quang mang màu xanh tan thành mây khói, kiếm tiên bay ngược về, linh quang bên trên ảm đạm hơn rất nhiều. Một kích này, tay Lâm Hiên không tất sắt nghênh địch, lại phá vỡ công kích của vạn kiếm đồ kia. Nhưng mà đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhưng mà xa ngàn dặm, những tu sĩ phân thần kỳ kia không ngừng hít sâu khí lạnh, giống như là đau răng vậy cảm giác hoan hô, tung tăng như chim sẻ trước đó đã không còn, giống như cơ hồ tất cả mọi thứ trước đó bất quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Tuy rằng trong lòng bọn họ rằng, thực lực của lão quái vật độ kiếp kỳ không thể khinh thường, nhưng mà có nhầm hay không? Luyện thế thuật của đối phương cũng tới tình trạng như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ cơ hồ hoài nghi người bị vây khốn trong vạn kiếm đồ là yêu tộc. Nhưng mà giả thuyết như vậy rõ ràng không đáng tin, Vân Ẩn Tông tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng mà truyền thừa từ thượng cổ, thái thượng trưởng lão không cần phải nghi ngờ, nhất định là tu tiên giả nhân loại. Nhân mà thân thể nhân loại làm sao lại có thể cứng cỏi tới mức, tay không tấc sắt, trọi ứng với tàn bảo tiên thiên chứ. Nhiều loại suy nghĩ hiện lên trong đầu, vẻ mặt chúng trưởng lão lần nữa trở nên lo lắng. Lâm Hiên lại không có nghĩ nhiều như vậy. Tiếng sư sư truyền vào trong tay, quả nhiên là giống như dự đoán vừa rồi của hắn. Vô số thạch kiếm lớn nhỏ không đồng đều, trên quảng trường đột ngột từ trên mặt đất bay lên, vốn chỉ là những vật được điêu khắc từ đá, nhưng khi bay lên trên không trung, không ngờ lại có linh quang bắn ra bốn phía, bằng mắt thường có thể thấy được, từng thanh thạch kiếm hóa thành một thanh kiếm tiên tràn ngập quang mang bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, kiếm quang ngập trời, trói mắt vô cùng. Vẻ mặt Lâm Hiên rốt cuộc cũng biến đổi. Cuối cùng là trận pháp hay là bảo vật. Tuy rằng trong lòng hắn đã mơ hồ có chút phỏng đoán, nhưng mà tận mắt nhìn thấy, vẫn khiến cho Lâm Hiên ngây ngốc nhìn chân chối. Vẻ mặt lo lắng tới cực điểm đừng nhìn một quyền vừa rồi Lâm Hiên thắng, nhưng mà kiếm tiên trước mắt có hơn ngàn vạn, nếu như nhiều kiếm tiên như vậy đồng thời công kích. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, vẻ mặt Lâm Hiên cũng biến đổi, hắc mặc dù đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần, nhưng mà đối mặt với bảo vật hoặc là trận pháp như vậy, hắn cũng không dám có chút lười biếng mảy may nào. Trong lòng hắn đã mơ hồ cảm nhận được vài phần uy hiếp, nhưng mà cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, cũng không có nghĩa là mình sẽ thua ở chỗ này khóe miệng Lâm Hiên nở nụ cười trào phúng, tay áo phất lên một cái, thanh âm vang vọng, mấy chục thanh kiếm tiên từ trong tay áo hắn bắn ra. Hơi chuyển hướng, hóa thành từng đạo kiếm quang dài hơn thước, không ngừng xoay quanh thân thể Lâm Hiên. Mà không chỉ có vậy, chỉ thấy Lâm Hiên nâng tay phải lên, một ngón tay điểm về phía trước, lập tức tiếng kiếm minh càng trở nên vang dội, cơ hồ tất cả kiếm quang run lên, từ một hóa thành bảy, biến ảo thành mấy trăm đạo kiếm quang độc nhất vô nhị, không ngừng xoay quanh, kiếm khí bằng bạc, thanh thế kinh người tới cực điểm nhưng mà so với vạn kiếm đồ mà nói vẫn giống như nông dân đi ra thành phố vậy cả quá trình nói thì phiền phức kỳ thực chỉ tốn mấy hơi công phu mà thôi khác với kiếm khí màu bạc của lâm hiên kiếm khí ngập trời kia bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ quang mang lưu chuyển tất cả ngũ hành đều bao hàm bên trong đám kiếm quang này sau đó cũng không thấy có động tác gì tiếng sưu sưu liên tục vang vọng kiếm khí ngập trời bắn về phía lâm hiên giống như gió tắp mưa rào lại giống như những mũi tên mạnh mẽ cùng bắn nhưng mà đây chỉ là hình dung qua một chút mà thôi, tình cảnh chân thật lúc này còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì số lượng quá nhiều, bất luận cao thấp ra sao đều bị kiếm khí bao phủ, không hề có kẽ hở. Đây cũng là chỗ đáng sợ của kiếm đồ, làm cho địch nhân muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Nhưng mà đây chính là vật tiên thiên, muốn trốn tránh công kích của nó nào có dễ dàng như vậy. Cho dù tế ra bảo vật phòng ngự thì có thể ngăn cản mấy hơi, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi chết đi nay trong tuyệt vọng trong thấy thế công bằng bạc của vạn kiếm đồ như vậy, trong mắt các vị trưởng lão của kiếm hồ cung khôi phục lại vẻ chấn định, vật tiên thiên này quả nhiên không tầm thường, bọn họ không tin tiểu tử họ lâm kia trong thế công sắc bén như vậy, vẫn còn có thể sống sót được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đối mặt với kiếm khí ngập trời kia, lâm hiên không có trốn, bởi vì số lượng quá nhiều, trốn cũng không có công dụng điểm này vốn vẫn có thể lý giải. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi, Lâm Hiên không có tế ra bảo vật phòng ngự gì, chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, từng đạo pháp quyết từ trên đầu ngón tay hắn bắn ra, sau đó quang mang màu bạc đại thịnh. Cửu cung tu du kiếm xuất hiện, không ngờ lại bắt đầu đối kháng với kiếm khí do vạn kiếm đồ biến thành. Ưng ừ, ực, các trưởng lão phân thần kỳ có mặt nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ biết rõ Lâm Hiên rất mạnh, nhưng mà nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cường đại tới trình độ như vậy. Vạn kiếm đồ, đây chính là vật tiên thiên, tuy rằng nói là có khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng mà uy lực bàng bạc vẫn không phải là thứ mà bọn họ có thể thừa nhận được. Nếu như là đổi chỗ với Lâm Hiên, chỉ một đạo kiếm khí cũng có thể diệt trừ bọn họ. Chứ đừng nói là hôm nay đã đạt tới tình trạng vạn kiếm cùng phát. Lực lượng kia đã vượt quá phạm chủ bọn họ nhận thức, chẳng lẽ đám người bọn họ đã đoán sai, lão quái vật độ kiếp kỳ vốn không phải là tồn tại mà một kiện tiên thiên tàn bảo có thể đối phó. Trong đầu nghĩ như vậy, trong lòng chúng trưởng lão lại tâm thần bất định, nhưng mà chuyện tới nước này cho dù sợ hãi thì có thể làm gì được chứ chỉ cần có thể cầu nguyện lực lượng lâm hiên vừa mới bày ra bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi nhưng mà thì sao chứ vật tiên thiên tuy rằng không phải là chuyện đùa nhưng mà cửu cung tu du kiếm chính là bảo vật bổn mạng của lâm hiên cũng tốn hao vô số kỳ chân dị bảo thiên truy bách luyện mới có được nhưng mà số lượng ngàn vạn kiếm khí thực sự quá nhiều lâm hiên thi triển thuật kiếm ảnh phân quang mỗi thanh kiếm tiên từ một hóa thành chín vẫn không bằng số lẻ của đối phương. Nhưng mà cho dù số lượng có xa không bằng, nhưng mà hai loại bảo vật đánh nhau chết sống, so đấu không phải là số lượng mà là thực lực. Chỉ thấy quang mang lập lòe, cửu cung tu du kiếm bị đẩy lui, nhưng mà không có chút hiện tượng thất bại mảy may nào. Nhưng mà vẻ mặt Lâm Hiên lại lo lắng tới cực điểm. Tuy rằng thế công của vạn kiếm đồ bị hắn ngăn cản, nhưng mà pháp lực tiêu hao không phải là bình thường, cuối cùng cũng là bảo vật không tầm thường nếu như giờ phút này ở trong trận pháp không phải là hắn mà đổi lại là một tu tiên giả độ kiếp sơ kỳ khác ngược lại quả thực sẽ có khả năng vẫn lạc lời này cũng không phải là nói ngoa cho dù lâm hiên hiện tại thủ vững như bàn thạch nhưng mà trong lòng vẫn tràn ngập nguy cơ và báo động so với vừa rồi chẳng những không có giảm bớt mà còn càng mạnh mẽ hơn một chút chẳng lẽ trong lòng lâm hiên mơ hồ có suy đoán nhưng mà ý nghĩ này chưa kịp biến mất trong đầu đã thấy ngàn vạn kiếm khí kia đang hợp lại ở giữa không trung Năm thanh cự kiếm lóng lánh hiển hiện trước mắt Lâm Hiên. Màu đỏ là hỏa, màu trắng là kim, màu vàng là thổ, màu đen là nước, màu xanh là mộc. Năm thanh kiếm tiên, mỗi một thanh đều dài trăm trượng có thừa, đâu chỉ có khí thế bằng bạc, căn bản chính là thứ bao quát linh khí ngũ hành trong thiên địa. Cự kiếm thuật, hơn nữa khác với bình thường, năm thanh tiên kiếm này, mỗi một thanh ở bề ngoài đều có lực lượng pháp tắc khiến cho tim người ta đập nhanh phát tắt ra. Hơn nữa tất cả không giống nhau mỗi một thanh kiếm tiên đều đại biểu cho một loại thuộc tính tương ứng năm loại lực lượng pháp tắc đồng tử lâm hiên hơi có rút lại hắn cảm giác được một trận nguy cơ trước nay chưa từng có bảo vật hoặc là cấm chế này không ngờ lại có thể phát ra thực lực khiến cho người ta sợ hãi thán phục như vậy nhưng mà giờ phút này cũng không phải là lúc nghĩ nhiều như vậy nếu như chỉ là năm thanh cự kiếm này thì cũng thôi đi thế nhưng hết lần này tới lần khác số lượng kiếm khí vạn kiếm đồ huyễn hóa ra lại vẫn nhiều vô số kể ngưng tụ thành năm thanh cự kiếm này cũng chỉ tốn một nửa số kiếm khí trước đó mà thôi một nửa còn lại vẫn như trước không đổi tiếng xe gió sưu sưu vang vọng trong tai không ngừng bắn về phía lâm hiên tuy rằng đều bị cửu cung tu du kiếm ngăn cản nhưng mà nguy cơ mà lâm hiên phải đối mặt ra sao mọi người đều có thể nhìn rõ bên này bị ngàn vạn kiếm khí cuốn lấy không thoát thân được khi năm thanh cự kiếm kia mang theo lực lượng pháp tắc bổ tới lâm hiên còn thừa lực để ứng phó sao các trưởng lão kiếm hồ cung thông qua bảo vật nhìn thấy cảnh này vô cùng rõ ràng trên mặt cả đám đều hiện lên nụ cười vui vẻ không thôi lâm hiên quả thực không tầm thường nhưng mà ở loại tình huống như hiện tại hắn ta còn có bản lĩnh biến nguy thành an sao cho dù là lão quái vật cấp bậc độ kiếp kỳ đối mặt với loại cục diện này tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng có cách nhìn như vậy có lẽ cũng không sai nhưng mà thực lực của lâm hiên há có thể dùng lẽ thường phỏng đoán uy lực của cửu cung tu du kiếm mạnh mẽ nhưng mà lâm hiên cũng không chỉ có một mình bảo vật như nó cự kiếm ngũ hành kia hiển hiện ra thanh thế chói mắt vô cùng hai mắt lâm hiên cũng chỉ hơi co lại trên mặt cũng không hiện lên quá nhiều vẻ e ngại lâm hiên vươn tay ra vỗ vào bên hông lập tức có một đạo hồng mang từ trong ống tay áo của lâm hiên bay ra ban đầu chỉ vẻn vẹn có một điểm nhưng mà rất nhanh quang mang chói mắt kia đã dần dần ngưng tụ một vòng tròn màu đỏ đập vào trong mắt mọi người nhưng mà tuy rằng chỉ lớn bằng bàn tay chỉ là khí thế phát ra lại không thua cự kiếm ngũ hành kia một chút nào chu tức hoàn đây có lẽ không tính là vật tiên thiên. Dù sao cũng không phải là thứ lưu truyền từ chân tiên giới xuống. Nhưng mà bên trong phong ấn hồn phách Chu Tước chân linh, uy năng mặc dù không bằng vật tiên thiên, nhưng mà tàn bảo trước mắt này khó có thể so sánh được. Chỉ là dùng thực lực của Lâm Hiên hiện tại, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chân chính của Chu Tước Hoàn. Mà vạn kiếm đồ thì khác, nó mượn lực lượng trận pháp điều khiển. Trận pháp kia chính là do tổ sư sáng lập môn phái của Kiếm Hồ cung bố trí, trải qua lịch đại trưởng lão không ngừng hoàn thiện. Cho nên đã sớm đạt tới tình trạng vô cùng hoàn mỹ, có thể phát huy ra uy lực của vạn kiếm đồ lên tới 10 phần. Khuyết điểm đương nhiên cũng có, chính là cấm chế này tiêu hao quá nhiều linh thạch. Hơn nữa tất cả đều là cực phẩm, nếu như đổi lại là một tông môn, gia tộc nhỏ, mở ra một lần cũng đủ để khiến cho môn phái táng ra bại sản. Nhưng mà quái vật khổng lồ như kiếm hồ cung, tu sĩ bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng được nội tình. Tuy rằng cũng có chút cảm giác đau đớn, nhưng mà chỉ cần có thể diệt trừ cường địch tước mắt, một chút hao tổn ấy tự nhiên không tính là gì lâm hiền không biết lai lịch của vạn kiếm đồ là gì còn cho rằng mình bị nhốt trong trận pháp huyền diệu nhưng mà hắn cũng cảm nhận được cảm giác uy hiếp lớn lao cho nên mới lấy ra chu tước hoàn kiếm khí ngũ hành bị chia rẽ lâm hiền không dám có chút lãnh đạm nào hai tay như là hồ điệp bay lượn không ngừng vung vẩy từng đạo pháp quyết từ trong ống tay áo hắn bắn ra sưu sưu thanh âm vang vọng quang mang màu đỏ kia ngày càng trói mắt giống như một đám hỏa diễm mỹ lệ mà trói mắt Chu Tước Hoàng bị một tầng linh quang đẹp mắt bao phủ, quay tít một vòng, thể tích lập tức bành trướng lên gấp trăm lần. Vốn chỉ là một vật lớn chừng một tấc vuông, hiện tại lại lớn bằng một căn phòng. Chỉ thấy quang mang màu đỏ lưu chuyển, linh mang bên ngoài cũng vô cùng sống động. Sau đó một tiếng kêu trong trẻo vang vọng, một đầu tiên cầm màu đỏ hiển hiện bên ngoài Chu Tước Hoàng. Chiều cao hơn một trượng, vô cùng cao quý, mỹ lệ, liếc mắt nhìn qua có bảy tám phần giống như Phượng Hoàng, nhưng mà so với Phượng Hoàng, thân thể nó còn dài hơn, thần thái cũng cao ngạo vô cùng, mơ hồ tản mắt ra một cỗ khí thế vương giả, bế nghệ thiên hạ. Chu Tước, tuy rằng không phải là bách điều chi vương như thiên phượng, nhưng mà Chu Tước cũng không phải là tồn tại như Kim Nguyệt chân thiềm có khả năng so sánh. Trong đám chân linh, coi như cũng có uy danh không tầm thường. Đối mặt với kiếm khí ngũ hành kia, trong mắt Chu Tước không hiện lên vẻ sợ hãi. Hai cánh mở ra, hình thể của nó bỗng nhiên bành trướng, thoáng qua đã bành trướng lên gấp trăm lần có thừa, nguyên khí thiên địa bốn phía toàn bộ chuyển hóa thành linh lực chen chút lao về phía nó lần này ngay cả lâm hiên nhìn thấy vậy cũng ngây ngốc nhìn chân chối bởi vì hắn thấy vô cùng kỳ lạ linh lực ngũ hành cũng có thể lấy dùng nhưng mà tuyệt đối còn chưa đạt tới trình độ như trước mắt chu tước này quả nhiên không phải là tầm thường hơn nữa trước mắt đây chỉ là hồn phách chu tước mà thôi có thể tưởng tượng ra nếu như là chân linh đích thân tới không biết sẽ cường đại tới trình độ nào trong lòng lâm hiên kinh nghi xa xa các trưởng lão kiếm hồ cung đều căng thẳng nhìn vào trận chiến ngay cả lão giả tiên phong đạo cốt kia trên mặt rốt cuộc cũng không còn bình tĩnh được nữa mình rốt cuộc cũng xem thường tên này độ kiếp kỳ chính là độ kiếp kỳ tuyệt đối không thể khinh thường không ngờ đối phương lại xuất ra bảo vật như vậy tàn bảo tiên thiên và đại trận hộ pháp kết hợp thực sự có thể diệt sát tiểu tử này sao trong lòng lão giả này lần đầu tiên sinh ra nghi hoặc nhưng mà rất nhanh trong mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo cưỡng ép đè xuống ý niệm bất an này trong đầu. Tuy rằng hắn cũng chỉ là phân thần kỳ, nhưng mà đã lĩnh chức trưởng môn, tất cả mọi người ở đây đều là tâm phúc của hắn, nếu như hắn biểu hiện vẻ mặt kinh hoàng, chỉ sợ lần này kiếm hồ cung sẽ thất bại thảm hại. Sớm biết như vậy, nếu như biết rõ Vân Ẩn Tông có một quái vật đáng sợ, như vậy thì lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không đi mưu đồ linh nhãn chi hồ kia. Quả nhiên là lòng tham gây họa, nhưng mà việc tới nước này, hối hận thì làm được gì đây? Mũi tên đã bắn ra không thể thu lại được hiện tại chuyện hắn có thể làm chính là dùng tất cả các biện pháp diệt trừ lâm hiên cũng may hai vị sư thúc mặc dù đang tu hành bí thuật nhưng mà dường như cách cảnh giới đại thành cũng không xa chỉ mong bọn họ có thể nhanh chóng thành công nhanh chóng chạy tới đây nếu không phúc này họa này bổn môn nói không chừng sẽ thực sự khó có thể hóa giải tình thế nguy hiểm này trong lòng lão giả này thầm than không thôi bên kia đấu pháp đã tới lúc mấu chốt cửu cung tu du kiếm chia ra lại có thể ngăn cản kiếm quang từ bốn phía phóng tới về phần kiếm khí ngũ hành đáng sợ chỉ có thể để cho chu tước hoàn tới ứng phó nhưng mà nó cũng không thể ngăn cản được thêm vạn kiếm đồ tuy rằng có khuyết điểm là tàn bảo tiên thiên nhưng mà mượn uy lực của trận pháp lại đem uy lực phát huy tới 10 phần mà lâm hiên lại đồng thời thao túng hai kiện bảo vật nhất tâm nhị dụng so sánh qua hồn của chu tước và ngũ hành kiếm khí ai mạnh hơn thực sự khó mà nói được mà hiện tại lâm hiên cũng không có tâm tình nghĩ nhiều như vậy từ khi đạp vào con đường tu tiên hắn trải qua vô số sóng to gió lớn một chút khó khăn trước mắt thì coi là cái gì chứ huống chi hắn không nhất định sẽ thua trên mặt lâm hiên không có một chút sợ hãi nào từng đạo pháp quyết từ trên đầu ngón tay hắn bắn ra tiếng thét vang vọng chỉ thấy chu tước khẽ vỗ cánh vô số lông vũ hiển hiện trên không trung cả không trung trong khoảnh khắc bị thiêu đốt nhưng mà lập tức có một cỗ lực lượng pháp tắc nồng đậm lấy nó làm trung tâm lan tràn ra đúng vậy pháp tắc thiên địa lực lượng hỏa diễm đem ra sử dụng được phát huy tới tình trạng vô cùng tinh tế phượng hoàng thuộc hỏa chu tước cũng thuộc hỏa nếu như bách điểu chi vương giá lâm tới nơi này chu tước chỉ có thể thần phục nhưng mà nơi này đã không có phượng hoàng vậy thì chu tước có thể đem pháp tắc hỏa diễm ra sử dụng so với năm loại lực lượng pháp tắc của cự kiếm ngũ hành mà nói rõ ràng đơn bạc hơn một ít nhưng mà thì sao chứ pháp tắc thiên địa cũng không phải xem số lượng ai lớn hơn dù chỉ có một loại pháp tắc nếu như có thể vận dụng tới tình trạng như ý vậy thì cũng có thể dùng để phá vỡ tất cả trong lúc nhất thời bầu trời vặn vẹo lực lượng pháp tắc đáng sợ tràn ngập kiếm khí tung hoành và hỏa diễm ngập trời va chạm vào nhau một vòng xoáy hiển hiện ra cương phong bắn ra bốn phía hỏa diễm và kiếm quang cắn nuốt lẫn nhau ngay cả thân ảnh chu tước cũng bị bao phủ che chắn nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu hiện tại song phương kiềm chế lẫn nhau nhưng mà rất nhanh một tiếng kêu vang vọng cân đối bị đánh vỡ linh quang bắn ra bốn phía đồng thời chu tước hiển hiện ra trong đám linh quang hai móng vuốt sắc bén hợp lại sau đó xé rách hai bên theo động tác của nó không ngờ lại đem kiếm khí sắc bén xé rách một cách dễ dàng so sánh qua uy lực của hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ cả không trung đều bị nhuộm thành một màu đỏ pháp tắc hỏa diễm rõ ràng đang chiếm thế thượng phong trong lúc so đấu với pháp tắc ngũ hành lực lượng pháp tắc đang bắt đầu thôn phệ dung hợp trong hư không lâm hiên thở dài một hơi một kích này tuy rằng hung hiểm nhưng mà rốt cuộc hắn đã thắng Kế tiếp, đương nhiên Lâm Hiên không có chút do dự nào, không ngừng cố gắng phá vỡ trận pháp trước mắt. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, một màn không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện. Chỉ thấy một cơn cuồng phong thổi qua, kiếm khí vốn bị chu tước, xé cho thất linh bát lạc lại một lần nữa trở nên sắc bén. Kiếm quang ngũ hành hợp lại ở giữa, quang mang đại thịnh, một cỗ uy áp đáng sợ phóng thích ra, biến thành dao long ngàn trượng, vô cùng dữ tợn. Oanh! Long uy đáng sợ lan tràn, chu tước cũng rơi vào thế hạ phong, Giao Long mở cái miệng đỏ lòm ra, một đạo quang trụ cực lớn chừng 10 trượng từ trong miệng nó bắn ra. Quang mang chói mắt hiển hiện, sau đó không ngờ lại hóa thành một cái dây xích dài, đan vào nhau trên không trung, rất nhanh, một tấm lưới đủ mọi màu sắc hiển hiện. Tình thế đột nhiên biến đổi, vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà bây giờ lại có xu hướng chuyển thắng thành bại. Lâm Hiên nhíu mày, hắn sao có thể cam tâm cơ chứ? Cũng không thấy hắn có động tác dư thừa nào, một đạo thần niệm được phát ra cánh chu tước khẽ vỗ, hỏa diễm chung quanh bắt đầu hợp lại ở giữa, từng đạo phong nhận như lưỡi liềm hiển hiện. Mỗi một đạo phong nhận lớn nhỏ không giống nhau, nhưng mà đường kính nhỏ nhất cũng có hơn một trượng, dài hơn 10 trượng có thừa, tản ra lực lượng pháp tắc làm cho trong lòng người ta rung động. Đi! Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, chu tước cũng phối hợp vẫy cánh, hỏa diễm ngập trời lập tức bừng bừng, những đạo phong nhận kia bắn về phía trước. Phong nhận va chạm với tấm lưới khổng lồ, không ngờ cũng tản mắt ra lực lượng pháp tắc, nhưng mà cũng chỉ khiến cho thế của nó chậm lại, nó vẫn tiếp tục chụp xuống dưới như trước. hai mắt lâm hiên hơi co lại, hai tay liên tục vung vẩy, đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết. theo động tác của hắn, cửu cung tú du kiếm hợp lại ở giữa, trong linh quang trói mắt có kiếm quang đại thịnh, chuyển biến thành chín đóa hoa sen cực lớn hiển hiện trong tầm mắt. phá! lâm hiên trợn mắt hét lớn, chín đóa hoa sen xoay tròn không ngừng, sau đó từ bên trong có hàng ngàn kiếm khí bắn ra, chưa nói tới thanh thế bằng bạc. Nhưng mà mỗi một đạo đều sắc bén tới tình trạng tột đỉnh. Trong không khí có vô số đạo quang mang màu bạc hiển hiện, loại pháp thuật phá không quỷ dị của Chu Tước lại thêm cửu cung tu du, kiếm phối hợp không biết sẽ có uy lực như thế nào. Càng không thể tưởng tượng được là đám kiếm khí kia trong quá trình phi hành, bắn về phía trước, hình dạng lại còn thay đổi. Càng ngày càng mảnh, hóa kiếm thành ti vô cùng rõ ràng, kỳ thực so với lúc bắn ra từ trong hoa sen, đâu chỉ nhỏ hơn gấp 10 lần. Rất nhanh, vô số kiếm ti chém tới vô thanh vô tức, lại có vô số gợn sóng nhộn nhạo lan tràn ra chung quanh. Răng rắc, rốt cuộc tấm lưới khổng lồ do quang trụ biến thành xuất hiện một khe hở, mà khi có cửa đột phá, tự nhiên không ngăn được Chu Tước Hoàn và Cửu Cung Tu Du kiếm liên thủ. Tiếng vỡ vụn truyền vào trong tai, cái lưới không ai bị nổi kia tan thành mây khói. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên vẻ vui mừng. Giao Long giữ tợn kia rất nhân cách hóa, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, cái đuôi quẫy một cái, muốn chạy thục mạng. Nhưng mà nào có dễ như vậy, tay phải lâm hiên điểm một cái những kiếm ti kia hợp lại ở giữa cũng hóa thành một cái xích tốc độ cực nhanh cuốn lấy đầu dao long kia cửu cung tu du kiếm biến hóa ngàn vạn thực lực tới cấp độ như lâm hiên bảo vật bổn mạng đã không chỉ có thể dùng công kích mà còn có thể căn cứ vào tình thế bất đồng mà biến ảo ra những thứ khác có câu nói gọi là thế sự vô thường điểm này có chút giống như huyền âm bảo hạp của nguyệt nhi cũng là thứ về sau lâm hiên lĩnh ngộ tới độ kiếp kỳ mới có thể lĩnh ngộ được nói đơn giản chính là tùy tâm sử dụng biến hóa vô thường là từ hình dung tốt nhất. Bốn kiếm khí vô cùng sắc bén, hiện tại lại biến hóa thành xiềng xích dẻo dai vô cùng, trói buộc lại đầu dao long dữ tợn kia. Bên kia, tiếng kêu vang vọng, chu tước màu đỏ bay trở về. Sau đó hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, lóe lên một cái đã chui vào trong chu tước hoàn. Phá! Lâm Hiên hét lớn một tiếng, hai tay giống như đang đánh đàn, liên tục vung vẩy, chỉ thấy đủ loại pháp quyết màu sắc khác nhau bắn ra cũng giống như cá voi hút nước, chảy ngược vào trong chu tước hoàn. Quang mang màu đỏ bên ngoài bảo vật này càng ngày càng chói mắt. Rất nhanh, một quả hỏa cầu lớn như một căn phòng đập vào trong mắt mọi người. Sau đó hỏa cầu kia bành trướng về hai bên, không ngờ lại huyễn hóa ra một thanh trường đao như lá liễu. Thanh trường đao này dài trăm trượng có thừa, lưỡi đao nhìn qua vô cùng sắc bén. Bề ngoài bị hỏa diễm bao phủ, lực lượng pháp tắc không hề giữ lại mà lan tràn. Lâm Hiên chỉ là độ kiếp sơ kỳ, quả thực khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của Chu Tước Hoàn, nhưng mà giờ khắc này, Lâm Hiên rót vào toàn bộ pháp lực, Chu Tước Hoàn phát ra uy năng không tầm thường một chút nào. Trong mắt đầu giao long kia hiện lên vẻ sợ hãi rất có nhân tính, liều mạng dãy ruộng, nhưng mà xiềng xích do cửu cung tu du kiếm biến hóa thành nào có thể dãy ruộng được. Nếu như có đủ thời gian, có lẽ nó có thể làm được một bước kia. Nhưng mà chỉ có vẻn vẹn mấy hơi công phu thì khó có thể xoay chuyển. Xoẹt xoẹt, hư không bị chém nát, giao long kia càng không có chỗ xoay người, trực tiếp bị chém rụng đầu. Cả thân thể tan thành mây khói, một lần nữa hóa thành một thanh tiên kiếm, số lượng vẫn như trước có ngàn vạn. Nhưng mà so với vừa rồi, Linh Quang lại ảm đậm vô cùng. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên vẻ vui mừng, dùng kinh nghiệm đấu pháp của hắn, hắn sao lại không biết đây là thời cơ thoát khốn tốt nhất cơ chứ? Hợp! Hai tay Lâm Hiên vung vẩy, tạo thành từng đạo quỹ tích kỳ dị trong hư không, từng đạo pháp quyết đánh ra, cửu cung tu du kiếm hợp lại với nhau, một thanh cự kiếm màu vàng lóng lánh, dài hơn trăm trượng có thừa hiển hiện lên trong mắt mọi người. Bề ngoài có phù văn lưu chuyển, còn được lôi điện màu đen bao phủ. Cự kiếm thuật, hắn muốn làm gì vậy? Ở cách đó xa ngàn dặm, các trưởng lão kiếm hồ cung kinh hãi, vốn bọn họ tin tưởng mười phần với đầu dao long kia, nhưng mà không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Vạn kiếm đồ cũng không có cách nào ngăn cản tiểu tử họ lâm kia, chẳng lẽ trở mặt với vân ẩn tông? kết quả cuối cùng là kiếm hồ cung bọn họ thất bại thảm hại sao không có khả năng nhưng mà cho dù không muốn tin tưởng kết quả này đối mặt với lão tổ cấp bậc độ kiếp kỳ hiện tại bọn họ quả thực hết sức xoay chuyển người duy nhất bọn họ có thể trông cậy được vào là hai vị sư thúc thế nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc mấu chốt hai người này lại tu luyện bí thuật gì đó trưởng lão phân thần kỳ ở đây tuy nhiều giờ phút này lại hoảng sợ không thôi mà lão giả tiên phong đạo cốt kia trên mặt không còn có chút nhẹ nhàng nào nữa vẻ mặt âm trầm như nước, cũng không biết vào thời khắc tràn ngập nguy cơ này trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Oanh! Thanh âm kinh thiên động địa truyền vào trong tai, linh quang bắn ra bốn phía, như mặt trời mọc, sau đó cả bầu trời đột nhiên biến thành màu xám trắng. Linh quang rất nhanh đã ảm đạm xuống. Bầu trời màu xám trắng kia cũng xuất hiện vô số vết dạn, giống như mạng nhện, lan tràn ra chung quanh trên hư không. Lâm Hiên vừa nói ra lời này, các trưởng lão kiếm hồ cung phần lớn đều có vẻ phẫn nộ, Dùng thân phận, thực lực của bọn họ chưa từng chịu qua loại nhục nhã này. Nhưng mà giờ phút này, ánh mắt lại lập lòe bất định, không dám lên tiếng phản bác lại lời nói của Lâm Hiên. Cũng khó trách bọn họ không có dũng khí như vậy, dù sao ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão cũng đã vẫn lạc, mà Lâm Hiên lại là tu tiên giả được lý không buông tha người, lúc này Vân Ẩn Tông và Kiếm Hồ Cung lại trở mặt, có thể nói là do tham niệm của bọn họ mà nên. Đã là chuyện vì bọn họ mà ra, vậy thì muốn thay đổi, nào có dễ dàng như vậy? lâm hiên không phải là tu tiên giả có thù tất báo nhưng mà tuyệt đối cũng không phải là người mặc người ta bắt nạt có thù không trả người cũng nên vì hành vi của mình mà trả giá thật nhiều lúc trước kiếm hồ cung đã lựa chọn như vậy tự nhiên hôm nay không có lý nào buông tha cho đối phương cho nên lâm hiên làm như vậy cũng không có khinh người quá đáng bất quá chỉ là có cử oán báo cử oán có ân báo ân mà thôi tiền bối nói không sai nhận thua chắc chắn là không đủ chúng ta lần này thua tâm phục khẩu phục Kính xin tiền bối khoan hồng độ lượng, buông tha cho chúng ta một con đường sống. Lão giả tiên phong đạo cốt kia lần nữa vái một vái, hắn cũng hiểu rõ tình thế hiện tại người ta mạnh hơn hắn, co được giãn được mới là đại trượng phu. Tên này cũng là một người có khí độ của trưởng môn một phái, ngay cả Lâm Hiên cũng cảm thấy bội phục trong lòng. Nhưng mà bội phục thì bội phục, hai phái xung đột tới tình trạng như vậy, chỉ là một câu xin lỗi tự nhiên không đủ. Nhưng mà một mà kế tiếp lại khiến cho Lâm Hiên kinh ngạc tới ngây người hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra đối phương sẽ có lựa chọn như vậy chỉ nghe thanh âm bình thản của lão già kia truyền vào trong tai nếu như chỉ xin lỗi thôi không đủ để dập tắt lửa giận của tiền bối vậy thì bổn môn sẽ quy phục vân ẩn tông được chứ cái gì trong lúc nhất thời lâm hiên còn tưởng rằng mình nghe nhầm thực sự quyết định này quá mức dọa người làm cho hắn ngây ngốc không chỉ lâm hiên ngạc nhiên những trưởng lão phân thần kỳ chung quanh cũng xôn xao một mảnh sư huynh huynh nói gì vậy huynh không nói sai chứ Bổn môn chính là tông môn đứng đầu trong nãi long giới này, cho dù trải qua khó khăn chắc trở, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, há có thể quy phục Vân Ẩn tông nho nhỏ kia? Sư huynh, huynh không nên hồ đồ như vậy, cũng khó trách chúng trưởng lão phản ứng gay gắt như vậy, thực sự chuyện này quá mức kinh hãi thế tục. Quả thực đúng như lời bọn họ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, kiếm hồ cung mặc dù liên tiếp bị đả kích, nhưng mà nội tình còn đó, cho dù là không phụ thuộc vào thế lực nào, đệ tử bổn môn cũng có vài chục vạn người, tiểu tử Lâm Hiên này không tầm thường, nhưng mà Vân Ẩn Tông cũng không có khả năng một ngụm nuốt chọn kiếm hồ cung. Nói một cách khác, mặc dù kiếm hồ cung sẽ suy yếu, nhưng mà cũng không tới mức mặc người chém giết, tội gì phải chủ động chịu thua, đi phụ thuộc vào Vân Ẩn Tông nho nhỏ. Theo bọn họ thấy, làm như vậy quả thực là ngu xuẩn không ai bằng, nếu không phải trưởng môn từ trước nay làm cho bọn họ tin phục. Bọn họ cơ hồ cũng sẽ hoài nghi đại sư huynh có phải là gian tế vân ẩn, tông trà trộn vào hay không. Đương nhiên điểm này không có khả năng. Vậy hắn làm ra lựa chọn như vậy càng không thể nào nói rõ được. Trong lúc nhất thời mọi người không thèm quan tâm tới Lâm Hiên, bảy mồm tám miệng bắt đầu phản đối. Nhưng mà ánh mắt Lâm Hiên chớp động không thôi, hắn mơ hồ đoán ra được mục đích đối phương làm vậy. Hừ, đại trí giả ngu, trưởng môn kiếm hồ cung này so với trong tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn một chút. Lấy lui làm tiến, còn không phải sao? Ném quyền chủ động vào trong tay hắn, hiện tại nói ai chiếm tiện nghi rõ ràng còn hơi sớm một ít khóe miệng lâm hiên nở nụ cười vui vẻ mặc cho đối phương náo loạn hắn cũng không thèm để ý tới hắn quyết định để mặc cho đám người này giải quyết người cười tới cuối cùng mới là người thắng chơi tâm cơ coi chừng ngay cả bản thân cũng bị rơi xuống hố được rồi không cần phải nói nữa một hồi náo loạn cũng không có kết quả lão giả tiên phong đạo cốt kia chừng mắt hét lớn hắn vốn có uy vọng cao giờ phút này lại giận dữ những tu sĩ kia cũng không dám tranh luận với hắn nữa cả đám đều ngượng ngùng im miệng nhưng mà trên mặt vẫn tràn ngập vẻ không phục, dù sao việc này không tầm thường. Đại sư huynh nếu như không nói ra một lý do khiến cho bọn họ tin phục, vô luận thế nào, bọn họ cũng không đồng ý. Tuy rằng tu tiên giả là người tình bạc ý mỏng, nhưng mà những người này đã là tu tiên giả cấp bậc phân thần kỳ, ngắn cũng tu hành ở Kiếm Hồ cung chừng hơn vạn năm, đối với môn phái không cần phải nói tới có bao nhiêu cảm tình, trong lúc nhất thời cũng không có ai lui bước. Lâm Hiên thở dài, Kiếm Hồ cung có thể có được địa vị và thực lực như hiện tại, quả thực cũng không phải do vận khí. Nếu như đại trưởng lão Vạn Kiếm tôn giả của đám người này không mất tích, như vậy người thua trong trận chiến ngày hôm nay hơn phân nửa là hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, vẻ mặt Lâm Hiên lại không có chút dị sắc nào, chậm rãi quay đầu, ngữ khí bình thản, mở miệng, "Ngươi muốn nói gì?" "Nguyện làm nguyện chịu, bổn môn lần này thất bại thảm hại, nhưng mà chư vị sư huynh đệ đối với lựa chọn của vãn bối không đồng ý, nếu như tiền bối tin tưởng thì xin tiền bối tạm thời rời đi." Buổi trưa ngày mai lại tới nơi này, Vô luận thế nào vãn bối cũng sẽ cho tiền bối một câu trả lời thuyết phục, không biết tiền bối định như thế nào. Lão giả Tiên Phong Đạo cốt kia cực kỳ thành khẩn nói, đương nhiên, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng bất định. Dù sao đối với Lâm Hiên mà nói, hôm nay cục diện đã nằm trong khống chế của đối phương, mình là thịt cá, người ta là dao thớt, hắn có nguyện ý cứ như vậy rời đi hay không cũng khó nói. Nhưng mà sự thực chứng minh, lo lắng này của hắn hoàn toàn dư thừa, Lâm Hiên đã đoán được mục đích của hắn, há có thể không đồng ý đề nghị này cơ chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một chút khí phách ấy Lâm Hiên vẫn có. Tốt, như lời ngươi nói, Lâm Mỗ sẽ cho các ngươi thời gian một ngày để lựa chọn. Ngày mai, đúng vào khắc này, nếu như còn không đưa ra một kết quả khiến cho Lâm Mỗ thỏa mãn, vậy thì đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lâm Hiên vô cùng hào sảng nói, lời còn chưa dứt, toàn thân nổi lên thanh mang, đã biến thành một đạo lưu quang bay về phía xa. Mấy nhịp thở đã biến mất không còn tung tích, quả nhiên dứt khoát vô cùng, trước sau không có nửa phần do dự, đi rồi. Tên kia thực sự đi rồi sao? Sau đó tiếng xoẹt xoẹt truyền vào trong tai, cả hư không hóa thành từng mảnh từng mảnh. Phá toái hư không. Kể từ đó, trận pháp tự nhiên cũng không còn hữu dụng, Lâm Hiên thành công thoát khốn ra. Phóng mắt nhìn qua, hắn đang ở trong một sơn cốc xanh thẳm, mà quảng trường bát ngát mênh mông kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt Lâm Hiên hiện lên nụ cười, đột nhiên một đám linh quang xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lâm Hiên ngẩng đầu. Đây là một bức họa, dài hơn một trượng, ngũ sắc lưu ly, nhưng mà giờ phút này lại ảm đạm vô cùng, chỉ là vẫn tản mát ra khí tức thái cổ hồng hoang. Chỉ là, thứ khiến cho người ta chú ý nhất chính là nội dung bên trong bức họa kia. Bên trong có những chữ đỏ xanh, vô số thanh kiếm tiên hiển hiện, hiện trong bức họa, dài ngắn không đồng đều, tạo hình khác biệt, khiến cho hắn cảm giác quen thuộc vô cùng, vạn kiếm đồ. Mấy chữ cổ hiển hiện trên bức họa, vàng lóng lánh, khí thế bằng bạc, như rồng bay phượng múa, mà trùng hợp là, mấy chữ này Lâm Hiên cũng nhận biết, vạn kiếm đồ này thực sự là thần bí quỷ dị vô cùng trong mắt lâm hiên hiện lên vẻ mừng rỡ uy lực của vạn kiếm đồ thế nào vừa rồi hắn đã tự mình thể nghiệm qua chu tước hoàn cũng giống như không bằng nó kiếm hồ cung không hổ danh là quái vật khổng lồ xếp hàng đầu nãi long giới không ngờ lại có bảo vật như vậy nhưng mà hiện tại đã là vật trong túi hắn trong lòng lâm hiên vui mừng tự nhiên hắn cũng không có chút khách khí nào tay khẽ vẫy vạn kiếm đồ giống như bị lực lượng thần bí nào dẫn dắt thân ảnh lóe lên đi tới trước mắt lâm hiên lâm hiên thưởng thức bức họa trước mắt quả thực đây không phải là bảo vật bình thường nếu nói thứ duy nhất có tiếc nuối đó chính là linh quang quá mức ảm đạm nhưng mà hiển nhiên chuyện này cũng là bởi vì vừa rồi đấu pháp với hắn chuyện này không có vấn đề gì chỉ cần bảo vật không bị suy giảm tổn thất một ít linh tính theo thời gian trôi qua tự nhiên có thể chậm rãi khôi phục tình cảnh vừa rồi tuy rằng hung hiểm một ít nhưng mà có được thu hoạch như vậy cũng đủ để đền bù lâm hiên cảm thấy mỹ mãn cất kỹ vạn kiếm đồ tục ngữ nói diệt cỏ tận gốc lâm hiên đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy toàn thân nổi lên thanh mang lần nữa bay về phía trước lần này khác với lần trước rõ ràng đã tiến vào khu vực hạch tâm của kiếm hồ cung nhưng mà không còn gặp bao nhiêu ngăn cản nữa trận pháp kia không cần phải nói tới nữa tuy rằng uy lực không tầm thường nhưng mà so với cấm chế vừa rồi thì hoàn toàn không thể nào sánh nổi dùng thực lực của lâm hiên tiện tay có thể phá vỡ về phần ngẫu nhiên gặp phải vài tên tu tiên giả từ phía xa nhìn thấy lâm hiên, căn bản không cần hắn động thủ, tự mình đã chạy trốn tán loạn. giống như tới bước này, cao thấp kiếm hồ cung đã mất đi dũng khí chống cự. rốt cuộc một mảnh hồ nước đập vào trong mắt, ngàn vạn gợn sóng lan tràn, mình mông bát ngát. linh nhãn chi hồ. lâm hiên hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. tục ngữ nói biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, huống chi kiếm hồ cung truyền thừa từ thượng cổ, vốn có linh nhãn chi hồ này căn bản không phải là bí mật gì cả, tự nhiên Lâm Hiên cũng nghe nói qua. Nhưng mà đó chỉ là tin đồn, làm sao bằng tận mắt nhìn thấy được chứ? Kiếm hồ cung này không hổ là tông môn gia tộc đứng hàng đầu nãi long giới, quả nhiên có vô số bảo bối. Linh nhãn chi hồ kia không chỉ có diện tích rộng lớn, mà linh khí phát ra càng dồi dào vô cùng, coi như là linh mạch thượng phẩm cũng không có cách nào so sánh với nó. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cảm thấy thoải mái, vui vẻ vô cùng. Sau đó lại thở dài, quả nhiên là nhân tâm không đủ, rắn mốt nuốt voi, kiếm hồ cung rõ ràng đã có linh nhãn chi hồ lớn tới như vậy, lại còn âm mưu đoạt bảo vật của Vân Ẩn Tông, tự nhiên trêu vào cường địch, quả thực ngu xuẩn không ai bằng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, dù sao tuy rằng tu sĩ kiếm hồ cung nhiều, nhưng mà không ai có thuật biết trước, tự nhiên nằm mơ cũng không ngờ rằng, Lâm Hiên vị trưởng lão mất tích đã lâu của Vân Ẩn, Tông lại xuất hiện trong Vân Ẩn Tông. Nếu không đối phương có thể khinh xuất như hiện tại hay không khó mà nói trước được nhưng mà trong tu tiên giới này không có nếu như, bất kể như thế nào kiếm hồ cung đã trở mặt với Vân Ẩn Tông, Lâm Hiên cũng đã tới tổng đà của đối phương. Cung đã lên dây, tên đã bắn ra không thể thu hồi. Lâm Hiên hiện tại trừ việc dũng cảm tiến lên, cũng không có lựa chọn thứ hai. Nghĩ tới đây, một tia mê man trong mắt Lâm Hiên cũng biết mất. Hôm nay hắn đã đi tới tổng đà của đối phương, tin rằng đòn sát thủ còn lại của kiếm hồ cung cũng không còn nhiều lắm. Nhưng mà trong lòng Lâm Hiên cũng không có bao nhiêu nhẹ nhàng, bởi vì đôi song tu đạo lữ thần bí của Kiếm Hồ cung này vẫn như trước, không thấy tung tích. Lâm Hiên tin rằng, tin tình báo hắn nghe được từ chỗ sư tỷ tuyệt đối không sai. Ngay cả Tiết lão yêu cũng bại trong tay bọn họ, hôm nay hắn làm náo loạn Kiếm Hồ cung tới mức trời long đất lở, vì sao lại không thấy tung tích người này? Lâm Hiên hết sức tò mò, nhưng mà ở sâu trong lòng còn có vài phần cảnh giác. Lâm Hiên tin rằng bọn họ nhất định sẽ không sợ mình. Đường Đường là tu tiên giả cấp bậc độ kiếp kỳ, tại sao lại là người nhát gan sợ phiền phức cơ chứ? cho nên bọn họ chậm chạp không hiện thân lại làm cho lâm hiên có thêm có băn khoăn mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng có trời mới biết hai lão quái vật này trong lòng rốt cuộc có mục đích như thế nào nhưng mà nói thì nói như vậy tâm tình lâm hiên cũng không có bao nhiêu lo lắng binh tới tướng đỡ nước tới đắp từng ngăn so với việc sợ hãi lo lắng như vậy không bằng dứt khoát giải quyết trước tiên chiếm cứ săn bằng tổng đà đối phương ý nghĩ này hiện lên trong đầu lâm hiên thả thần thức ra trên mặt hồ mênh mông có mấy chục hòn đảo nhỏ, linh khí nồng đậm như tô điểm cho linh nhãn chi hồ. Trên đảo có vô số tu tiên giả, động phủ càng nhiều vô số kể, có thể mở động phủ ở nơi này, không cần phải nói, tự nhiên là đệ tử hạch tâm của kiếm hồ cung. Nhưng mà rất nhanh ánh mắt của Lâm Hiên đã nhìn qua một hòn đảo nhỏ trong số đó. Xem qua hòn đảo này cũng không có gì thần kỳ, nhưng mà trên một ngọn núi của hòn đảo này, lại tụ tập gần trăm tu tiên giả phân thần kỳ, nếu chỉ tính riêng phân thần hậu kỳ đã có hơn 10 không cần phải nói tất cả nhất định là chấp sự và trưởng lão của kiếm hồ cung tinh anh của một phái tụ tập ở nơi này chẳng lẽ có âm mưu gì nếu không chẳng lẽ không sợ hắn một mẻ hốt gọn cả đám hay sao trong lòng lâm hiên cũng có vài phần nghi hoặc nhưng mà rất nhanh đã ném ý nghĩ này ra sau đầu cũng không phải là hắn gan lớn không để địch nhân vào trong mắt mà là trước mắt thực sự là cơ hội ngàn năm khó gặp cho dù có âm mưu thì thế nào chứ chỉ cần đem gần trăm tên tu tiên giả cấp bậc phân thần kỳ này diệt trừ kiếm hồ cung cho dù không tan đàn xé nghé thì cũng phải nguyên khí đại thương kể từ đó kiếm hồ cung này còn có tiền vốn gì là địch với vân ẩn tông nữa nguy hiểm luôn có liên quan trực tiếp tới lợi ích lâm hiên nếu như vẫn chỉ là phân thần kỳ tự nhiên không dám tùy tiện tìm tới cửa nhưng mà sau khi tiến giai độ kiếp kỳ thực lực của hắn không tầm thường đối mặt với tình huống như vậy cũng có cam đảm chịu một chút nguy hiểm cầu phú quý trong nguy hiểm lâm hiên không chút do dự toàn thân nổi lên thanh mang bay về phía hòn đảo nhỏ bị hắn tập trung Tuy rằng động tác của Lâm Hiên lưu loát vô cùng, nhưng mà, trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc đối phương có âm mưu quỷ kế thế nào. Dù sao gan lớn là một chuyện, nhưng mà liều lĩnh lại là một hành động của kẻ ngu xuẩn. Lâm Hiên cũng không muốn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, chân đi vào trong cạm bẫy mà đối phương bố trí từ trước. Nhưng mà một màn kế tiếp lại khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Độn quang của Lâm Hiên vô cùng nhanh chóng, thế nhưng trên đường bay tới lại thấy vô số độn quang xuất hiện, hàng trăm đạo lưu quang phóng lên trên không trung những trưởng lão phân thần kỳ kia không ngờ lại chạy trốn tư tán chuyện này lâm hiền nghẹn họng nhìn chân chối cơ hồ cho rằng mình nhìn nhầm một khắc trước hắn còn lo lắng đối phương sắp xếp cấm chế bẫy dập lợi hại nào đó không nói tới cái khác chỉ giống như kiếm trận lúc trước mà hắn gặp phải đừng nhìn lúc ấy hắn dễ dàng phá vỡ trận đó là bởi vì những người bố trí kiếm trận này bất quá cũng chỉ là một ít tu tiên giả động huyền kỳ mà thôi nếu như những người kia tu vi cao hơn một chút ví dụ như đổi lại thành tu sĩ phân thần kỳ như vậy nhất định có thể uy hiếp được hắn. Lời này của Lâm Hiên nói không hoa một chút nào, vốn trong lòng hắn cũng có vài phần cảnh giác, nào biết được cuối cùng lại có loại kết quả này, đối phương không ngờ lại chạy trốn tư tán. Nhưng mà việc tới nước này cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều như vậy. Đối phương chạy trốn tư tán, hắn muốn một mẻ hốt gọn toàn bộ đã không thể, muốn làm như vậy độ khó không nhỏ. Đây là tổng đà của kiếm hồ cung, đối phương nắm thiên thời địa lợi nhân hòa, một khi chạy trốn ra khỏi phạm vi thần thức của bản thân hắn, tùy tiện tìm một nơi trốn hắn muốn tìm được đám người này sẽ vô cùng khó khăn mà đây cũng là chuyện không phải là không thể thần thức của tu sĩ độ kiếp kỳ tuy rằng không tầm thường nhưng mà dưới tác dụng của cấm chế cũng bị làm yếu đi rất nhiều muốn tìm được một tu tiên giả phân thần kỳ lẩn trốn không nói tới như mò kim đáy bể nhưng mà cũng không kém quá nhiều loại tình huống này tự nhiên lâm hiên không muốn nhìn thấy nhưng mà cũng không vì vậy mà lâm hiên rối loạn lúc này lâm hiên không có chút trần trời nào tay phải nâng lên tay áo hất về phía trước. Theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm bắn ra, quang mang màu trắng đại thịnh, nhưng mà khoảng cách vẫn quá xa. Nhưng mà Lâm Hiên làm vậy tự nhiên là có ý định khác. Chỉ thấy hai tay hắn như hồ điệp bay lượn, không ngừng vung vẩy, từng đạo pháp quyết đánh ra từ trên đầu ngón tay. Hợp. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm hợp lại, nhưng mà lần này không có cự kiếm năm màu hiển hiện ra, mà chuyển thành một đạo quang mang chói mắt phóng lên trời đây là một đạo quang mang màu đỏ bay thẳng lên trên trời cao sau đó không ngờ lại biến thành một đầu phượng hoàng giang cánh chiều cao hơn trăm trượng hai cánh mở ra giống như che khuất bầu trời khí thế kia khiến cho người ta sợ hãi tới cực điểm tu sĩ phân thần kỳ phía xa quay đầu lại nhìn trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc thanh thế như vậy chẳng khác nào là thiên phượng trong truyền thuyết hàng lâm ảo giác như vậy chỉ hiện lên trong nháy mắt thì cũng thôi đi đầu phượng hoàng trước mắt tuy rằng không tầm thường nhưng mà so với bách điều chi vương chính thức mà nói vẫn còn kém xa. Nhưng mà cũng không chỉ đơn giản là vật do bảo bối biến hóa. Phượng Hoàng trước mắt tuy rằng không bằng bách điều chi vương, nhưng mà nhìn qua sống động vô cùng. Phẳng phất là vật có linh trí, uy áp phát ra càng không thuộc về tu tiên giả cấp bậc độ kiếp. Phát giác được điểm này, trên mặt mỗi trưởng lão của kiếm hồ cung đều hiện lên vài phần kinh ngạc, tiểu tử họ lâm này so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng mà giờ phút này bọn họ cũng không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Vượng Hoàng trước mắt này tuyệt đối không chỉ có khí thế bàng bạc như vậy, đối phương đem bảo vật biến hóa ra như vậy nhất định là có mục đích khác. Không biết mục tiêu là gì, nhưng mà chạy trốn sớm một chút cũng không sai. Vì vậy những trưởng lão kia miệng bấm pháp quyết hoặc là đem bảo vật ra sử dụng, độn quang càng trở thêm nhanh chóng. Ý định như vậy có lẽ không sai, nhưng mà lại đem tu vị cảnh giới của bọn họ hiển hiện rõ ràng, Lâm Hiên thậm chí không cần tản thần thức ra, cũng có thể đại khái suy đoán ra ai là tu tiên giả phân thần hậu kỳ. Dù sao nếu không phải là người tu luyện độn thuật cao cấp nhất, xét trên mặt bằng chung, tu tiên giả phân thần sơ kỳ, dù thế nào thì tốc độ độn quang cũng không bằng tồn tại hậu kỳ. Tuy rằng không thể vơ đũa cả nắm, nhưng mà đại khái là như vậy. Vì vậy ánh mắt Lâm Hiên thoáng cái rơi vào trên người 10 đạo độn quang nhanh nhất. Tuy rằng thoáng cái xuất ra bí thuật như chân linh hóa kiếm quyết, nhưng mà tự nhiên Lâm Hiên vẫn không có nắm chắc đem toàn bộ gần trăm tu tiên giả phân thần kỳ kia diệt trừ. Nhưng mà diệt trừ hơn 10 tu tiên giả phân thần hậu kỳ Lâm Hiên lại có thể làm được, mà hắn cũng không muốn buông tha cho hơn chục người này. Chỉ cần có thể một mẻ hốt gọn đám tu tiên giả phân thần hậu kỳ này, kiếm hồ cung nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Sách lược mà Lâm Hiên tính toán không được coi là hoàn mỹ, nhưng mà giờ phút này hắn cũng chỉ có thể làm được một bước này mà thôi. Chỉ thấy thân thể hắn lóe lên, đã đi tới trên đầu Phượng Hoàng. Đây cũng không phải là bách điểu chi vương chính thức, mà khí thế giờ phút này cũng lên như diều gặp gió. Lâm Hiên điểm một ngón tay về phía trước, chỉ thấy đầu phượng hoàng kia ngẩng đầu lên, ngẩng cổ hót vang, thanh âm truyền đi trăm dặm. Sau đó hai cánh khẽ vỗ, móng vuốt trực tiếp bổ về một phía trong hư không. Một cỗ lực lượng pháp tắc lan tràn ra. Pháp tắc không gian. Bầu trời thoáng cái biến thành màu xám trắng. Sau đó một vết nứt không gian dài trăm trượng đột nhiên xuất hiện. Phượng Hoàng không nói hai lời, mang theo Lâm Hiên chui vào trong, thân ảnh màu đỏ thoáng cái biến mất. Nhưng mà sau một khắc, cách đó ngoài ngàn dặm, một vị đại hán mặc hắc y toàn thân đang được cương phong bao phủ gấp rút phi độn về phía trước dung mạo người này thô lỗ vô cùng tu vi là phân thần hậu kỳ người này họ ngô từng tranh chấp với cung trang nữ tử chính là một trong những trưởng lão của kiếm hồ cung hắn đã từng không đặt vân ẩn tông vào trong mắt nhưng mà đại thần thông mà lâm hiên bày ra đã triệt để phá hủy lòng tin của hắn tuy rằng không tới mức sợ hãi tới chết nhưng mà đối mặt với cường địch mạnh mẽ như vậy hắn đã sớm không còn dũng khí chiến một trận vì vậy hắn cùng với các sư huynh đệ khác cùng thi triển thần thông hy vọng có thể thoát xa một chút tuy rằng lâm hiên là lão tổ độ kiếp kỳ nhưng mà dù sao chỉ có một người mà không có phân thân tuyệt đại đa số người trong bọn họ vẫn có cơ hội chạy thoát tìm được đường sống trong chỗ chết tốc độ độn quang của tên đại hán này cũng không nói là không tầm thường cũng chỉ có tiêu chuẩn như phân thần hậu kỳ bình thường mà thôi đồng môn sơ kỳ trung kỳ có rất nhiều vốn hắn cho rằng mình có thể tránh được nhưng mà nào biết được bản thân lại cơ duyên xảo hợp trở thành con mồi đầu tiên của lâm hiên xoẹt xoẹt trước đó không có một chút dấu hiệu nào một vết nứt không gian dài trăm trượng hiện lên trên đỉnh đầu hắn sau đó quang mang màu đỏ lóe lên đầu phượng hoàng cực lớn kia hiển hiện trước mắt hắn làm sao có thể đại hán này vừa giận vừa sợ trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi hắn đương nhiên biết tồn tại các bậc độ kiếp kỳ có thể thôi động pháp tắc thiên địa nhưng mà đối phương chỉ là một độ kiếp sơ kỳ mà thôi Tuy rằng không nếm qua thịt heo nhưng cũng nhìn thấy heo chạy. Đại hán này cũng biết, trong cơ hồ tất cả các pháp tắc thiên địa, pháp tắc không gian chính là thứ bài danh hàng đầu, đối phương sao có thể lĩnh ngộ được cơ chứ? Bình tĩnh mà nói, phỏng đoán của hắn cũng không có sai. Thực lực Lâm Hiên mặc dù hơn Sa Tu Tiên Giả cùng giai rất nhiều, nhưng mà cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc không gian, càng đừng nghĩ tới việc sử dụng một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà Chân Linh Hóa Kiếm quyết chính là một trong mấy loại bí thuật lợi hại nhất của mạc nguyệt thiên vu quyết lấy cửu cung tu du kiếm làm cơ sở đem linh huyết thiên phượng biến ảo ra bách điểu tri vương đây không chỉ là hóa hình thuật bình thường mà quả thực có vài phần thần thông giống như phượng hoàng phượng hoàng tự nhiên có thể sử dụng pháp tắc không gian cửu cung tu du kiếm trước mắt biến hóa ra thứ này tuy rằng không thể cải thiện được trình độ nhưng mà chỉ sử dụng một cách đơn giản thì lại không có chút vấn đề nào trên mặt đại hán kia tràn ngập vẻ sợ hãi vẻ ngang ngược càn rỡ trước đó hoàn toàn biến mất duy chỉ còn lại vẻ mặt tái nhợt, tiền bối tha mạng, con sâu cái kiến còn muốn sống tạm bợ, giờ phút này mặt mũi tự nhiên không tính là thứ gì, đại hán kia ngoài kinh sợ ra, nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà cũng không có tác dụng, Lâm Hiên cũng không phải là tu tiên giả thường nhân từ nương tay, sớm biết có ngày hôm nay, trước đó cần gì phải làm vậy, tu tiên giới không có đường hối hận, làm người cũng nên vì hành động của mình mà trả giá. Lâm Hiên nhìn như không thấy, tay phải nâng lên, năm ngón tay khẽ nhúc nhích lập tức có một đạo quang mang màu xanh bắn ra hóa thành mấy đạo kiếm quang trói mắt bắn về phía trước mặt đại hán kia thoáng cái trắng bệch vẻ sợ hãi trong mắt tràn ngập tới mức không thể dùng lời nào để hình dung nhưng mà tự nhiên hắn sẽ không ngồi đó chờ chết hai tay răng ra vỗ vào bên hông một cái lập tức năm sáu lá chắn từ trong túi chữ vật bên hông hắn bay ra không ngừng xoay tròn tầng tầng lớp lớp ngăn cản trước người không hồ là trưởng lão kiếm hồ cung giờ tay nhấc chân là có thể xuất ra nhiều bảo vật phòng ngự như vậy đáng tiếc chỉ là vô dụng mà thôi lâm hiên căn bản không thèm quan tâm mấy đạo kiếm quang kia nối thành một mảnh hung hăng chém tới xoẹt xoẹt tiếng vỡ vụn truyền vào trong tai phòng ngự vốn chắc chắn lúc này lại như tầng giấy mỏng trong khoảnh khắc tan thành mây khói trên mặt đại hán kia hiện lên vẻ sợ hãi khó có thể che giấu tuyệt vọng lui lại sau đó đầu đã bị chém đứt kiếm quang vẫn trói mắt như trước nguyên anh của đại hán này cũng không có cơ hội chạy ra lâm hiên một khi đã động thủ sẽ không cho đối phương cơ hội báo thù gia hỏa cuồng vọng này đã hồn về địa phủ ngay cả một chiêu của lâm hiên cũng không ngăn nổi tu sĩ chung quanh kinh ngạc tới ngây người tuy rằng bọn họ biết rõ lão quái độ kiếp kỳ rất mạnh nhưng mà nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới lại cường đại tới mức độ này song phương cách xa như vậy rõ ràng có hơn ngàn dặm nhưng mà chỉ trong hô hấp đã bị đuổi kịp vừa gặp mặt đã diệt sát tu tiên giả phân thần kỳ tồn tại độ kiếp kỳ được gọi là quái vật cũng không sai. Đáng thương cho tu sĩ kiếm hồ cung bị dọa cho sợ hãi, không ngừng tăng tốc, nhưng mà Lâm Hiên cũng không có chút thương cảm, lùi bước nào, ai bảo ra hỏa ngu xuẩn kia dám tới động thủ trên đầu thái tuế chứ. Diệt sát đại hán mặc hắc y, Lâm Hiên quay đầu tập trung vào một tên tu tiên giả gần hắn. Đó là một lão bà mặt đang tái nhợt, tu vi cũng là phân thần hậu kỳ, cách hắn chỉ chừng hơn 10 dặm. Lần này Lâm Hiên không cần sử dụng pháp tắc không gian, dù sao cho dù có chân linh hóa kiếm quyết tương trợ, nhưng mà kích phát linh huyết thiên phượng thì tiêu hao phát lực cũng không nhỏ. Hơn 10 dặm, đối với loại tu sĩ cảnh giới như Lâm Hiên mà nói, thực sự không tính là thứ gì, căn bản không cần phải làm vậy. Rơi. Lâm Hiên điểm một ngón tay về phía trước, phượng hoàng vẫy đuôi, hơn 10 chiếc lông vũ bắn về phía trước. Chỉ một thoáng, tiếng xe gió vang vọng, hơn 10 chiếc lông vũ kia trong nháy mắt kia biến thành hồng mang đi tới, trước mặt đối phương. Muốn tránh cũng không được, kết cục của đối phương hiển nhiên cũng chỉ có vẫn lạc mà thôi nhưng mà sau một khắc một màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh lão bà này nhìn qua tóc trắng xóa lưng hơi còng một chút nhưng mà động tác của nàng lại giống như một con rắn cũng không biết sử dụng loại pháp thuật không thể tưởng tượng nổi nào mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này lại tránh thoát khỏi hồng mang kia trong khoảnh khắc hai mắt lâm hiên hơi co rút lại hắn đã xem thường anh hùng thiên hạ có thể tiến dai lên phân thần hậu kỳ quả nhiên không có ai có thiên phú và thực lực bình thường nhưng mà chỉ như vậy đã muốn chạy thoát khỏi tay hắn, quả thực quá ngây thơ. Một kích của Lâm Hiên không có hiệu quả, trên mặt hắn không có nửa phần nhụt chí nào, tay áo phất một cái, mọt đạo pháp quyết từ trong tay áo bắn ra. Theo động tác của hắn, tiếng phượng hoàng vang vọng, cánh khẽ vỗ, khắp nơi đều là hỏa diễm cuồn cuộn đang bừng cháy, bao phủ, vây quanh đối phương. Trên mặt lão bà này rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, tả sung hữu đột muốn tránh, nhưng mà không có công dụng rất nhanh đã bị biển hòa diễm nuốt hết ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có vang vọng đã trực tiếp hóa thành cho tàn cả quá trình nói thì phiền phức kỳ thực chỉ có trong chốc lát mà thôi đương nhiên lâm hiên sẽ không vì chém giết hai gã tu tiên giả phân thần hậu kỳ mà cảm thấy mỹ mãn những người còn lại chạy trốn tư tán tuy rằng không thể diệt trừ toàn bộ bọn họ nhưng mà ít ra tồn tại phân thần hậu kỳ một người hắn cũng không muốn buông tha muốn mưu đoạt bảo vật của vân ẩn tông trước tiên phải trả một cái giá lớn khó có thể thừa nhận rồi nói sau hỏa diễm bên này trói mắt vô cùng lâm hiên đã tìm được một mục tiêu mới đó là một tu tiên giả vẻ mặt tái nhợt trên mặt lại có vài cái ngấn hiện lên nhìn qua đã biết rõ người này tu luyện công pháp không tầm thường uy lực hơn phân nửa không tầm thường khoảng cách giữa hắn và lâm hiên ước chừng trăm dặm nói xa không xa nói gần cũng không gần tu vi lâm hiên viễn siêu hắn rất nhiều cho nên cũng không cần sử dụng pháp tắc không gian cách phượng hoàng khẽ vỗ hình thể bỗng nhiên thu nhỏ đi rất nhiều. Mà theo hình thể nhỏ đi, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đuổi tới. Lần này Lâm Hiên không hề có chút khinh thị mảy may và xem thường nào. Cũng không có sử dụng phượng hoàng công kích mà Lâm Hiên trực tiếp đánh ra một quyền. Rất bình thường, không có gì lạ. Một quyền này bắn thẳng về phía trước, nhưng mà lại có uy lực không tầm thường. Không gian chấn động không ngừng, sau đó nguyên khí thiên địa bốn phía chấn động, bắt đầu dung hợp với quyền phong, một quả cầu đường kính chừng hơn một trượng hiển hiện giống như lưu tinh trụy lạc, đánh về phía đối phương. Một quyền này thế tới nhanh chóng, đối phương căn bản muốn tránh cũng không được. Một quyền này tuy rằng Lâm Hiên tiện tay đánh ra, nhưng mà cũng không có lưu thủ, dùng thực lực viễn siêu tu sĩ cùng dai của hắn. Lâm Hiên không tin tên này có thể ngăn cản được một kích của mình. Trong lúc nguy cơ, tu sĩ mặt tái như ợt kia quả nhiên sợ hãi vô cùng, liên tục lùi lại vài bước, hai tay vung vẩy, mấy đạo pháp quyết kỳ diệu hiển hiện, mà những đường ngấn cổ quái kia càng trở nên trói mắt, sau đó không ngờ đối phương thoáng cái bay ngược ra. Những phù văn kia cực kỳ cổ quái, hợp lại ở giữa, không ngờ lại huyễn hóa ra một đầu bọ ngựa cực lớn. Đầu bọ ngựa này toàn thân tràn ngập ngân quang lấp lánh, dài mấy trượng có thừa, nhìn qua uy vũ vô cùng. Đây là cái gì? Dùng kiến thức uyên bác của Lâm Hiên, cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn qua đầu bọ ngựa trước mắt này, có chút tương tự với thuật pháp tướng, nhưng mà cẩn thận quan sát, lại không có chút giống. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu. Oanh! quả cầu kia đã bắn tới đầu bọ ngựa kia cũng nghiêm túc đối kháng hai chân trước cực lớn giống như lưỡi đao hung hăng chém về phía trước tên này mắt thấy không thể trốn không ngờ lại lựa chọn ngạnh kháng chỉ một thoáng linh quang vang vọng uy áp đáng sợ chen trúc lan tràn ra từng đạo cương phong bắn về bốn phía không trung phụ cận bắt đầu vặn vẹo có thể thấy được uy lực một kích này như thế nào thực lực của tồn tại độ kiếp kỳ tự nhiên không tầm thường nhưng mà một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tu tiên giả phân thần kỳ trước mắt kia không ngờ lại đỡ được lâm hiên trợn mắt trên mặt hiện lên vẻ khó tin hắn không có xem thường đối thủ nhưng mà cũng không có nghĩa tới đối phương thực sự có thể ngăn cản được một kích của mình lâm hiên ngoài kinh ngạc ra trong lòng cũng nhịn không được có chút bội phục kiếm hồ cung truyền thừa từ thượng cổ làm tông môn gia tộc xếp hàng đầu nãi long giới thực lực quả thực có chỗ hơn người không nói tới thứ khác tu tiên giả phân thần hậu kỳ bình thường tuyệt đối không thể ngăn cản được một kích tiện tay của hắn dù sao phân thần và độ kiếp kỳ, bề ngoài chỉ thua kém một cấp, thực lực lại không thể so sánh được, chứ đừng nói là bản thân hắn lại có thực lực viễn siêu tu tiên giả cùng giai. Tên tiểu tử trước mắt này chỉ sợ ở trong đám trưởng lão kiếm hồ, cung coi như là người nổi bật, trong lòng lâm hiên thầm nhủ. Nhưng mà cũng không có bất kỳ ý lùi bước nào, thực lực đối phương càng mạnh mẽ, diệt trừ đối phương, tổn thất của kiếm hồ cung tự nhiên cũng càng lớn. Điểm này trong lòng Lâm Hiên hiểu rõ, cho nên hắn căn bản không có nương tay có thể ngăn cản được một quyền của hắn thì thế nào chứ? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, tay áo Lâm Hiên phất một cái, linh quang bắn ra bốn phía, một thanh kiếm tiên màu đỏ bay ra, tuy rằng không phải là bảo vật như Cửu Cung Tu Du kiếm, nhưng mà bảo vật có thể được Lâm Hiên thu vào trong túi, tự nhiên cũng không tầm thường. Lâm Hiên duỗi tay rồi nắm một cái, một kiếm chém về phía trước. Xoẹt xoẹt. Lúc này Lâm Hiên càng không có lưu tình, linh quang như nước đổ từ trên thác xuống linh lực bàng bạc vô cùng làm cho người ta nhìn qua mà giật mình. Kiếm y khôn cùng bao phủ thân thể đối phương vào bên trong. Muốn tránh cũng không được. Hoặc là tiếp công kích này, hoặc là ngoan ngoãn vẫn lạc, trong mắt tên nam tử mặt vàng vọt kia hiện lên vẻ kinh hãi. Sát khí mãnh liệt kia cơ hồ làm cho hắn không thể động đậy, nhưng mà hắn làm sao có thể ngồi chờ chết được cơ chứ? Liều! Một tiếng quát trói tai vang vọng, sau đó chỉ thấy hai tay hắn liên tục vung vẩy, từng chú ngữ cổ xưa từ trong miệng hắn liên tục vang lên theo động tác của hắn khí thế của hắn không ngờ lại tăng trưởng hơn rất nhiều linh lực trên cơ sở vốn có tăng hơn gấp đôi vốn cảnh giới hắn vừa mới chỉ bước vào phân thần hậu kỳ hôm nay lại tương đương với trình độ đỉnh phong khoảng cách so với độ kiếp kỳ cũng chỉ có một bước xa đây là bí thuật gì trong nháy mắt có thể khiến cho tu vi tăng lên nhiều như vậy truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ý nghĩ này hiện lên trong đầu nhưng mà lâm hiên cũng không có ý định tìm hiểu kỹ càng Pháp lực gia tăng gấp đôi thì thế nào? Cho rằng như vậy là có thể chạy thoát được khỏi tay hắn sao? Quá ngây thơ. Một kiếm kia không có chút trì trệ mảy may nào, trong giây lát đã nuốt hết đối phương. Đầu bọ ngựa kia vung vẩy chân trước muốn ngăn cản, nhưng mà lại không có chút tác dụng mảy may nào, quả thực đúng với câu thành ngữ bọ ngựa đấu xe. Trong giây lát, nó lập tức hóa thành hư vô trong kiếm quang, thân thể nguyên anh của tu tiên giả kia cũng nát bấy. Bình tĩnh mà nói, thực lực của tên tu tiên giả này không tầm thường nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là tu tiên giả phân thần kỳ mà thôi nếu như gặp phải lão quái vật độ kiếp sơ kỳ bình thường có lẽ còn có hy vọng đào thoát nhưng mà gặp phải lâm hiên tự nhiên đối phương không có một chút cơ hội nào cả quá trình nói thì phiền phức nhưng mà cũng chỉ trong giây lát mà thôi trong giây lát đã có ba tu tiên giả phân thần hậu kỳ bị lâm hiên diệt trừ các trưởng lão khác của kiếm hồ cung tự nhiên vừa sợ vừa giận không thôi mà tâm tình sợ hãi tự nhiên nhiều hơn trải qua bao nhiêu vất vả tu vi khó khăn lắm mới tới một bước này, ai nguyện ý vẫn lạc chứ. Cả đám đều thi triển ra công phu đáy hòm của mình, muốn thoát thân trở ra, đáng tiếc, tất cả chỉ là phí công. Nhiều người như vậy, phương hướng chạy trốn tất cả không giống nhau, Lâm Hiên quả thực không có thực lực, đem bọn họ diệt trừ từng người một, nhưng mà một khi trở thành mục tiêu của hắn, bị hắn tập trung, muốn đào thoát quả thực muôn vàn khó khăn. Lần này, tu sĩ mà Lâm Hiên chọn lại có khoảng cách khá xa. Đó là một lão giả tiên phong đạo cốt, ước chừng xa hơn ngàn dặm, sở dĩ chọn đối phương làm mục tiêu, cũng không phải là gần đây không có tu tiên giả phân thần hậu kỳ nào khác, mà là lão giả này Lâm Hiên nhận ra. Trước khi tới kiếm hồ cung, sư tỷ từng cung cấp một ít manh mối, đó là một ngọc giản, tin tức bên trong từng có lý giải, tường tận các trưởng lão thanh danh, quan trọng trong kiếm hồ cung. Hai gã tân tấn thái thượng trưởng lão không có tình báo rõ ràng, nhưng mà đại danh của lão giả này như sấm đánh bên tai. Hơn vạn năm trước người này đã là trưởng lão kiếm hồ cung thực lực siêu phàm thoát tục, trải qua nhiều năm tu hành như vậy có thể nói, người này đã là nhân vật một chân bước vào cảnh giới độ kiếp kỳ. Lão quái sống vạn năm so với hắn chỉ giống như đom đóm tranh phát sáng với ánh trăng, nực cười vô cùng, tên này nếu như một mực tu hành, lại thêm có một chút cơ duyên xảo hợp, có lẽ có khả năng tiến giai lên độ kiếp kỳ. Càng hiếm thấy là thực lực của tên này không phải tầm thường, hơn nữa quản lý môn phái cũng không tầm thường, nói có dũng có mưu, cũng tuyệt đối không quá đáng. Tầm quan trọng của tên này với Kiếm Hồ cung không cần phải nói. Vốn một trong những mục tiêu lần này Lâm Hiên tới đây là diệt trừ tên này, chỉ cần diệt trừ đối phương, Kiếm Hồ cung sẽ tự mình rối loạn. Hôm nay vận khí không tệ, gặp đối phương ở đây, về tình về lý, tự nhiên Lâm Hiên sẽ không bỏ qua, trước tiên chém giết đối phương rồi nói sau. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Lâm Hiên không chút do dự nào đánh ra một đạo pháp quyết, Cửu cung tu du kiếm trong chốc lát biến thành Phượng Hoàng, lại một lần nữa sử dụng pháp tắc không gian lặp lại động tác vừa rồi, Phượng Hoàng phá Toái hư không, đem Lâm Hiên chui vào trong vết nứt không gian, vượt qua khoảng cách hơn ngàn dặm, phóng tới bên cạnh lão giả kia. khác với ba tu tiên giả phân thần hậu kỳ vừa rồi bị Lâm Hiên giết chết, vị trưởng lão kiếm hồ cung này khi cảm thấy được Lâm Hiên hiện thân, trong mắt tuy rằng cũng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng mà rất nhanh đã chấn định lại. hắn cũng không có nói gì, hiện tại dùng tình cảnh của đối phương, dù có mở miệng cũng chỉ là dư thừa. Tay áo phất lên một cái kim quang lập lòe lão giả tiên phong đạo cốt kia không ngờ lại động thủ trước một cái bút màu vàng hiển hiện trên mặt lâm hiên tràn ngập vẻ kinh ngạc cũng khó trách hắn kinh ngạc kiếm hồ cung nghĩa cũng như tên lấy kiếm làm chủ cho dù không phải là kiếm tu nhưng bảo vật sử dụng hơn phân nửa cũng lấy kiếm tiên làm chủ tại sao người trước mắt này lại tu hành công giáp nho ra phải biết rằng đối phương không phải là trưởng lão bình thường mà là trưởng môn nhưng mà lâm hiên kinh ngạc thì kinh ngạc Động tác trên tay không chậm trễ một chút nào. Phượng hoàng dưới chân Lâm Hiên khẽ vỗ, tiếng kêu vang vọng, một đạo quang mang màu đỏ hiển hiện ra, không ngừng bay xung quanh, lại là một thanh cửu cung tu du kiếm bị Lâm Hiên tế ra, không nhanh không chậm bổ về phía đỉnh đầu đối phương. Lão giả này có danh khí lớn như vậy, Lâm Hiên cũng không dám có một chút khinh địch nào. Vừa ra tay là lập tức dùng toàn lực, thậm chí không tiếc dùng bảo vật bổn mạng, uy lực của một chiêu này bằng bạc đối phương nếu là lão quái vật cấp bậc độ kiếp kỳ, tự nhiên có thể ngăn lại, nhưng mà chỉ là phân thần kỳ, dưới tình huống hắn dùng toàn lực, tuyệt đối không thể nào địch lại được. Điểm này trong lòng Lâm Hiên hiểu rõ. Lão giả tiên phong đạo cốt kia lúc này không dám có chút lãnh đạm nào, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Kiếm quang muôn hình vạn trạng do cửu cung tu du kiếm huyễn hóa ra, muốn bổ đối phương thành hai nửa, thế nhưng đột nhiên lại có một đạo lưu quang từ bên ngoài bay tới, quang mang màu đỏ lóe lên, tiếng va chạm vang vọng, cửu cung tu du kiếm lại bị ngăn cản. Biến cố ý ngoài ý muốn này tới không có chút dấu hiệu nào, nhưng mà hai mắt Lâm Hiên hơi co rút lại, cường địch đã tới. Lâm Hiên không dám có chút lãnh đạm mảy may nào. Thậm chí ngay cả mục tiêu mà hắn tập trung trước kia cũng không thèm để ý tới, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy không gian chấn động, hai đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Một nam một nữ, nam tử bên trái tuổi chừng ba mươi mấy, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự tuổi tác tuy rằng hơn lớn một chút, nhưng mà phong cách lại giống như là công tử thế gia. Về phần nữ tử bên trái thì tuổi tác ít hơn một chút, chỉ có hai mươi mấy tuổi, dung nhan tú lệ, một thân cung trang trắng như tuyết, phong độ, tư thái bất phàm. Linh áp trên thân hai người đều nội liễm, nhưng mà Lâm Hiên liếc mắt đã nhìn ra cảnh giới của bọn họ. Tu tiên giả độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa lại là sơ kỳ đỉnh phong, đã cùng nhau tới nơi này, thân phận của đối phương tự nhiên không cần phải nói. Không cần phải nói hai người này chính là đôi song tu đạo lữ thần bí của kiếm hồ cung truyền thuyết bọn họ am hiểu thuật vây công ngay cả tiết lão yêu của hắc phong cốc cũng ăn thiệt thòi trong tay bọn họ không ít từ khi đại hỷ của nãi long chân nhân vạn kiếm tôn giả biến mất một cách khó hiểu kiếm hồ cung ở trong trạng thái bấp bênh chính vì hai người này xuất hiện mới khiến cho kiếm hồ cung biến nguy thành an thực lực bọn họ tự nhiên không cần phải nói đây cũng là đại địch duy nhất mà lần này tới đây lâm hiên phải kiêng kỵ đoạn đường này tới đây lâm hiên thế như trẻ tre đem kiếm hồ cung quấy tới trời long đất lở ngay cả bảo vật truyền thừa của đối phương là vạn kiếm đồ cũng trở thành vật trong tay hắn nhưng mà đối với đôi song tu đạo lữ thần bí này lâm hiên cơ hồ cũng hoài nghi truyền thuyết về bọn họ là hư ảo không ngờ hết lần này tới lần khác vào giờ khắc cuối cùng này hai người lại hiện thân lâm hiên thở dài hiển nhiên đây là cường địch khó có thể đối phó nhưng mà bất quá trong lòng hắn lại không có chút sợ hãi mảy may nào nếu như có thể chém giết hai người này cũng không tồi như vậy phân tranh giữa vân ẩn tông và kiếm hồ cung cũng chấm dứt ai là người thắng lợi cuối cùng cũng không cần phải nói nhiều ý nghĩ này hiện lên trong đầu vẻ mặt lâm hiên vẫn bình tĩnh vô cùng nhưng mà ở chỗ sâu trong mắt lại tuôn ra sát cơ âm trầm quay đầu chậm rãi dò xét hai con mồi khó chơi trước mắt cùng lúc đó các trưởng lão phân thần kỳ của kiếm hồ cung cũng phát hiện biến cố bên này trái ngược với vẻ mặt long trọng của lâm hiên đám người này lại vui mừng không thôi sao có thể không hoan hỉ được chứ đã có ba người vẫn lạc nhưng mà không sao có thể ngăn cản được lâm hiên một hồi bọn họ đều giống như chuột chạy qua đường nói ăn bữa nay lo bữa mai cũng không đủ hai vị sư thúc xuất hiện tuy rằng không biết thắng bại thế nào nhưng mà trước mắt cũng có thể bảo trụ mạng nhỏ của bọn họ cảm giác sống sót sau tai nạn cũng không kém mà vẻ mặt một nam một nữ kia lại khó coi tới tình trạng tột đỉnh bọn họ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới bọn họ bất quá chỉ bế quan tu luyện bí thuật một chút đợi khi xuất quan bổn môn lại biến thành bộ dáng này một nước đi không cẩn thận thua cả bàn cờ hai người đều vừa sợ vừa giận kiếm hồ cung và vân ẩn tông trở mặt hai người bọn họ là thái thượng trưởng lão sao lại không rõ tuy rằng một mực không có ra tay nhưng mà cũng ngầm đồng ý nếu không chỉ là tu sĩ phân thần kỳ trong tông môn sao lại dám to gan như vậy dám vượt quyền hai người bọn họ tự tiện làm chủ mà sở dĩ hai người ngầm đồng ý cũng là vì có cân nhắc của bản thân thứ nhất linh nhan chi hồ mà vân ẩn tông phát hiện ra thực sự không tầm thường Diện tích tuy rằng không thể nào so sánh với bổn môn, nhưng mà trình độ đậm đặc của linh khí lại có thể đạt tới trình độ linh khí tinh hóa. Có hiệu quả giống như là tiên sơn động phủ, phóng mắt khắp linh giới cũng là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không biết thì cũng bỏ đi. Nhưng mà một khi biết được, cơ hội bày ra trước mắt như vậy, nào có đạo lý nào bỏ qua được chứ? Chỉ cần đạt được linh nhãn chi hồ này, tu vi hai người bọn họ có khả năng tiến thêm một bước, dù sao tu hành ở nơi linh khí nồng đậm như vậy, không cần phải nói nhất định sẽ có hiệu quả gấp rưỡi cho nên bảo vật này bọn họ nhất định phải có được tính toán duy nhất sai lầm là không ngờ vân ẩn tông lại khó chơi tới tình trạng như vậy điểm này thực sự vượt quá dự đoán trước đó của hai người kỳ thực nói nghiêm túc cũng không thể trách được hai người này khinh địch như vậy những năm qua mặc dù vân ẩn tông thanh danh đại thịnh nhưng mà so với kiếm hồ cung dù sao cũng chỉ là nhà quê gặp thành phố mà thôi thực lực hai tông vốn không cùng một đẳng cấp bất quá muốn từ chỗ vân ẩn tông đoạt lấy bảo vật, mặc dù có thanh danh xấu là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng mà thì sao chứ? Tu tiên giới vốn là cường giả vi tôn. Thực lực vân ẩn tông tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng mà tu sĩ tổng phái cũng không có khả năng không hiểu đạo lý đó. Nếu như bọn họ thông minh, nên chủ động giao ra linh nhãn chi hồ kia, kể từ đó có thể bớt can qua, thậm chí còn gặp họa đắc phúc, từ bổn môn nhận được chút chỗ tốt và thiện ý, tính toán của hai người không tệ từ lúc vừa mới bắt đầu bọn họ coi vân ẩn tông như thịt cá nằm trên thớt lại nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới lại xuất hiện một người như lâm hiên tục ngữ nói người làm thịt cá ta làm dao thớt nhưng mà bởi vì lâm hiên xuất hiện nhân vật thợ săn và con mồi bỗng nhiên lại đổi vị trí vân ẩn tông tự nhiên sẽ không mặc người chém giết thậm chí là đào khách thành chủ tiểu tử họ lâm này càng kỳ quái hơn một người dám xông tới tổng đà tông môn quả thực không coi kiếm hồ cung là gì mà hắn ta lại làm được lịch đại tổ sư bổn môn tổn hao vô số tâm huyết đem tổng đà tạo thành đầm rồng, ham hổ, thế nhưng tiểu tử họ lâm này không ngờ lại vượt qua. Bất kể là trận pháp cũng tốt, cấm chế cũng vậy, lại thêm 10 vạn tu tiên giả ở đây, cũng không có một ai có thể ngăn cản được đối phương. Cứ như vậy thông suốt không chút trở ngại, giết tới khu vực hạch tâm của bổn môn. Gần trăm tu tiên giả phân thần kỳ, chỉ có thể chạy tán loạn, bị hắn đuổi cho giống như chuột chạy qua đường. Mất mặt như vậy, chẳng khác nào là làm cho kiếm hồ cung mất mặt từ thượng cổ tới nay loại chuyện này chưa từng gặp qua đại sư huynh mặc dù mất tích nhưng mà tự nhiên còn hai người bọn họ tọa trấn tổng đà há có thể để cho người ngoài khinh bạc như vậy nghĩ tới đây vẻ mặt hai người bất thiện vô cùng tiểu tử họ lâm này đã lớn gan như vậy hôm nay sẽ chém chết đối phương ở chỗ này mà trưởng lão phân thần kỳ của kiếm hồ cung cũng dừng bước lại có hai vị sư thúc làm chủ tự nhiên bọn họ không cần phải chạy trốn tứ tán nữa tuy rằng cấp bậc độ kiếp chiến đấu bọn họ chưa hẳn đã có tư cách chen vào nhưng mà ở bên cạnh phụ trợ một chút vẫn không có chút vấn đề nào thứ nhất có thể quan sát thứ hai bọn họ cũng hận lâm hiên thấu xương có cơ hội diệt trừ hắn những người này tự nhiên không ngại giúp hai vị sư thúc một phần lực chỉ trong chốc lát lâm hiên đã bị vây quanh nhưng mà trên mặt lâm hiên lại không có chút sợ hãi nào chỉ là cấp bậc phân thần kỳ thì tính là gì chứ con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến số lượng cho dù có nhiều hơn nữa thì có thể làm gì được hắn. Duy nhất làm cho Lâm Hiên có chút cố kỵ, cũng chỉ có hai gã tu tiên giả cùng dai với hắn mà thôi. Nhưng mà chỉ là cố kỵ mà thôi, cũng không có chút sợ hãi mảy may nào. Tuy rằng từ manh mối mà hắn nhận được, cũng biết hai người này dễ chọc, am hiểu thuật vây công, nhưng mà Lâm Hiên đâu phải là tu tiên giả bình thường. Tóm lại từ góc độ nào cũng thấy, cơ hội thắng của hắn vẫn khá lớn. Chỉ cần diệt sát hai gia hỏa này, quyền quyết định không nằm trong tay kiếm hồ cung nữa xung đột với Vân Ẩn Tông cũng có thể chấm dứt. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, lệ khí toàn thân Lâm Hiên tràn ra, ánh mắt càng thêm lạnh lẽ. Thấy Lâm Hiên không có ý đồ chạy trốn, hai gia hỏa kia cũng thở dài một hơi, kia người bọn họ đương nhiên hận Lâm Hiên thấu xương. Nhưng mà cũng hiểu rõ, thực lực tu sĩ độ kiếp kỳ vô cùng đáng sợ. Chỉ là hai người cũng tự tin, đánh bại Lâm Hiên không khó, nhưng mà nếu như đối phương muốn quay đầu bỏ chạy, muốn ngăn cản lại không có 10 phần nắm chắc. Tên này không ngờ lại to gan lớn mật, lại muốn ở lại chiến với hai người bọn họ một trận, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Trời tạo nghiệt còn có thể sống, tự ngây nghiệt không thể sống. Lần này, nếu như không thể đưa tiểu tử này đi âm tào địa phủ, chính bọn họ hắn cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Tốt, tốt, tiểu gia hỏa, một lát nữa ta sẽ khiến cho ngươi đau đớn." Nam tử kia cười lớn một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên đối với thực lực mình tin tưởng mười phần. Nữ tử kia tuy rằng không nói gì, nhưng mà trong mắt cũng có sát khí chớp động. Lâm Hiên cười mà không nói, khoát tay một cái, Cửu cung tu du kiếm trong chốc lát ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Dưới thân kiếm Lâm Mỗ không chém kẻ vô danh, hai vị đạo hữu, các ngươi có thể đem danh tính mình nói ra với Lâm Mỗ rồi đó. Lâm Hiên cũng có chút tò mò, đôi song tu đạo lữ này quá mức thần bí, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Tin tình báo về bọn họ ít tới mức thương cảm, ngay cả tên bọn họ cũng không ai rõ ràng chuyện này đối với lão quái vật cấp bậc độ kiếp kỳ mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tục ngữ nói biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, tuy rằng chỉ biết tên tuổi bọn họ một chút, cũng không có trợ giúp gì đối với trận chiến này, nhưng mà xuất phát từ hiếu kỳ, Lâm Hiên cũng nên hỏi một câu. Hừ, người sắp chết cũng xứng biết tên chúng ta hay sao? Không bằng các hạ mang theo một bụng nghi vấn, đi âm tào địa phủ đi. Thế nào? Tiếng cười lạnh của nữ tử mặc cung trang kia truyền vào trong tai, thanh âm, ngư khí đều có hận ý mười phần với Lâm Hiên. Ồ, trên mặt Lâm Hiên hiện lên vài phần ngoài ý muốn, ngay cả tên tuổi đối phương cũng không chịu nói, quá keo kiệt. Nhưng mà thì sao chứ? Chuyện này cũng không ảnh hưởng tới kết quả thắng bại, muốn tiễn Lâm Mỗ đi âm tào địa phủ thì cũng phải có thực lực đó rồi hãy nói. Không bằng để Lâm Mỗ tiễn phu phụ nhị vị đi hoàng tuần địa phủ, được chứ? Lâm Hiên vốn không định tranh thủ miệng lưỡi, nhưng mà đối phương đã mở miệng trào phúng như vậy, đương nhiên hắn cũng không ngoan ngoãn đứng im, tự nhiên phải trả lời mỉa mai lại một phen ngươi hai người kia giận dữ nam tử kia phất tay áo một cái một đạo hỏa diễm từ trong tay áo hắn bay vút ra đồng thời trợn mắt hét lớn tiểu tử lớn mật không ngờ lại dám trêu chọc ta không biết sống chết như vậy ta sẽ rút hồn luyện phách ngươi làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong lời còn chưa dứt đạo hỏa diễm kia đã hóa thành một thanh kiếm tiên hung hăng bổ lên trên đỉnh đầu lâm hiên kiếm thế sắc bén nhưng mà không thể nói là đánh lén chỉ là một chiêu tràn ngập sát cơ mà thôi nắm chắc thời cơ vô cùng xảo diệu trong lúc nhất thời lâm hiên cảm giác mình bị một cỗ kiếm y vô cùng sắc bén bao phủ bất luận trốn theo phương hướng nào cũng không có công dụng người trong nghề khẽ vươn tay đã biết thật giả lâm hiên từ khi bước vào con đường tiên đạo tới nay còn chưa bao giờ gặp được kiếm tu lợi hại như vậy quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ mình đạp vào con giường tu tiên đi tới một bước này tuy rằng vô cùng nhấp nhô nhưng mà tu tiên giả bước vào cảnh giới độ kiếp kỳ, ai mà không phải như thế cơ chứ? Lão quái vật cảnh giới này không ai sẽ sơ sẩy, mỗi một người bọn họ đều có chỗ hơn người, phải dùng hết toàn lực ứng phó. Ý nghĩ này giống như tia chớp xẹt qua trong đầu, ánh mắt Lâm Hiên cũng bắt đầu trở nên kiên định. Không đúng, không chỉ là kiên định mà thôi, còn lợi hại vô cùng. Một kiếm của đối phương tuy rằng sắc bén, nhưng mà thì sao chứ? Một kích này chẳng lẽ có thể uy hiếp được hắn sao? Lâm Hiên hơi bấm tay, Cửu cung tu du kiếm trong chốc lát hóa thành một đạo quang mang màu bạc, như nhanh như chậm, chém về phía đạo hỏa diễm màu đỏ kia. Oanh! Một tiếng vang vọng thật lớn xuất hiện, hai đạo kiếm quang hung hăng va chạm trên không trung. Tại thời khắc này, ánh mắt trời ảm đạm, trên bầu trời có một đám hỏa diễm nóng bỏng xuất hiện. Nhiệt độ tăng vọt, hiển nhiên quang mang màu đỏ đã vượt qua quang mang màu bạc của Lâm Hiên, tu tiên giả kiếm hồ cung đứng ngoài quan sát vui mừng quá đỗi. Sư thúc thần công vô địch, uy trấn linh giới. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô vang vọng, nhưng mà chỉ mấy hơi thở sau, tiếng hoan hô kia lập tức dừng lại. Không có hắn, quang mang màu bạc vốn đã ảm đạm vô cùng đột nhiên lại tỏa sáng, quang mang đại thịnh, mặc dù không có hoàn toàn áp chế hỏa diễm đang cháy bừng bừng kia, nhưng mà song phương lại có xu thế rằng co. Bất phân thắng bại, công kích gần như đánh lén kia không ngờ lại không có hiệu quả, bị Lâm Hiên nhẹ nhàng ngăn cản. Nam tử thần bí kia ngẩn ngơ, vẻ mặt không có quá nhiều ngoài ý muốn tuy rằng hắn tự cho mình là nhân vật rất cao, nhưng mà cũng không có nghĩ mình sẽ dùng một kích này chém giết tu tiên giả cùng dai. Vẻ mặt Lâm Hiên thản nhiên vô cùng. Tên này rất mạnh, nhưng mà chỉ bằng vào loại trình độ này đã muốn đánh bại hắn, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Lâm Hiên cũng không phải là tu tiên giả bị đánh không hoàn thủ, hắn đang chuẩn bị thi triển bí thuật. Tục ngữ nói, nếu đã đến mà không tiếp đón thì thất lễ. Dùng tính cách của Lâm Hiên, loại tình huống này sao hắn có thể yếu thế được, đương nhiên phải dùng toàn lực cho đối phương một chút giáo huấn mới được. Nếu không, quả thực phải xin lỗi mình một phen. Dưới chân hắn, Phượng Hoàng khẽ vỗ, lực lượng hỏa diễm hiển hiện, dùng hỏa khắc hỏa. Thần thông đối phương tu luyện hiển nhiên là hỏa thuộc tính, đã như vậy, thì để cho đối phương biết một chút về uy năng của thần điều hỏa thuộc tính. Nhưng mà đúng lúc này cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng Lâm Hiên, phẳng phất như có nguy hiểm gì đó xuất hiện ở chỗ này. Cho dù trước đó không có nửa phần dấu hiệu nào, nhưng mà trong lúc nhất thời trong lòng Lâm Hiên có thắt lại, thực lực tới cấp độ như hắn đối với cảm giác này tự nhiên không dám lơ đãng không dám chủ quan chỉ là cảm giác nguy hiểm này rốt cuộc là tới từ nơi nào lâm hiên thả thần thức ra không có chút phát hiện mảy may nào ánh mắt đảo qua rất nhanh đã rơi vào trên người một tu sĩ độ kiếp kỳ khác nữ tử mặc cung trang trắng như tuyết kia vẫn như trước đứng ở bên cạnh nam tử mặc áo bò xanh trên mặt không có nửa phần hỉ nộ ái ố nào chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này thờ ơ lạnh nhạt hai người bọn họ là song tu đạo lữ am hiểu thuật vây công tin tình báo có liên quan tới bọn họ tuy rằng không nhiều lắm nhưng mà có một điểm có thể khẳng định khi đối mặt với địch nhân bọn họ mặc kệ nhân số đối phương như thế nào nhất định đều sẽ vây công lần này sao lại có ngoại lệ cơ chứ hắn là đại địch mà kiếm hồ cung có lẽ nên thống khoái diệt trừ một chút hắn đã quấy tổng đà của đối phương tới long trời lở đất bọn họ hận không thể rút hồn luyện phách hắn dưới loại tình huống này nữ tử này há có thể khoanh tay đứng nhìn cho được ý nghĩ này hiện lên trong đầu với một tốc độ ánh sáng, Lâm Hiên đã mơ hồ biết rõ được cảm giác nguy hiểm kia tới từ đâu. Nhưng mà biết rõ thì thế nào chứ? Hiện tại mới kịp phản ứng thì đã quá muộn. Sau lưng Lâm Hiên hơn trượng, không khí vốn yên tĩnh vô cùng, lúc này lại giống như một mặt hồ nhỏ bị quăng cục đá vào, từng vòng gợn khóc nhộn nhạo lan tràn ra chung quanh. Như hoa trong gương, trăng trong nước, ở giữa gợn sóng kia hiện lên một dung nhao mỹ mạo, như hoa như ngọc. Ngũ quan, mặt mày, cùng với nữ tử cung trang kia giống như đúc, trong tay nàng nắm một thanh kiếm tiên linh quang ngập tràn sau đó đánh ra một kiếm hung hăng đâm về sau lưng lâm hiên thời cơ góc độ đều tính toán vô cùng đúng một kiếm này nếu như bị đâm trúng trái tim của lâm hiên sẽ bị xuyên thủng thương thế như vậy mặc dù đối với tu tiên giả cũng có thể nói là trí mạng tuy rằng không tới mức vẫn lạc nhưng mà thân thể huyết nhục bị trọng thương thì khó tránh khỏi người này thật độc ác giống như là một đầu độc xà vậy mà đối với đôi song tu đạo lữ này Tuy rằng am hiểu thuật vây công, nhưng mà ai nói bọn họ cùng công kích cơ chứ? Vừa rồi nam tử kia hấp dẫn lực chú ý của hắn, nữ tử này lại thừa cơ đánh lén. Không thể không nói, pháp thuật nàng huyền diệu vô cùng, rốt cuộc làm sao lại tới gần được mình, Lâm Hiên không có một chút phát giác nào. Mà một kiếm kia lại đem khí cơ của hắn hoàn toàn khó lại, một cỗ lực lượng pháp tắc lan tràn, uy lực chưa nói tới bằng bạc, nhưng mà lại đủ để phát ra hiệu quả quấy nhiễu. Có một chút lực pháp tắc tương trợ, một kiếm này của hắn nắm chắc 10 phần cho dù Lâm Hiên muốn dùng Phượng Hoàng xé rách hư không chạy thoát, cũng không có chút cơ hội nào. Một kiếm này tuyệt đối có hiệu quả tuyệt sát 10 phần. Nữ tử này tin tưởng 10 phần. Tục Ngữ nói, đấu trí không đấu lực, đánh lén vĩnh viễn so với chính diện đánh tan đối thủ còn nhẹ nhàng hơn. Cả quá trình động tác mau lẹ, đấu pháp dường như mới chỉ bắt đầu lại sắp chấm dứt. Tuy rằng nguyên anh của tu sĩ độ kiếp kỳ cứng cỏi vô cùng, nhưng mà một khi thân thể vẫn lạc, chỉ là một nguyên anh có tư cách gì đối mặt với hai tu sĩ cùng giai chứ? lâm hiên có thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm nhận được nguy cơ trên mặt hắn cũng hiện lên một tia tuyệt vọng phía trước nam tử mặc áo bò xanh kia cười cười lại không có phát hiện ra sau vẻ mặt tuyệt vọng của lâm hiên còn có đôi mắt lập lòe tỏa sáng ở chỗ sâu trong đáy mắt có hiên lên vẻ rào hoạt người tính toán người này thì cũng bị tính toán lại không tới thời khắc cuối cùng há có thể phán đoán sinh tử một cách nhẹ nhàng như vậy lập tức thanh kiếm tiên kia đâm tới cách lâm hiên còn có nửa xích thì đột nhiên ngừng lại trên mặt nữ tử kia tràn ngập vẻ kinh ngạc, một đám tuyết trắng xuyên từ sau lưng nàng mà ra, thời cơ, góc độ cũng vô cùng đúng lúc. Khục khục khục. Trên mặt nữ nhân này tràn ngập vẻ khó tin, địch nhân rõ ràng chỉ có một, mà tại sao lại có kẻ đánh lén nàng? Mà sao lại giống như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau như vậy? Điều này sao có thể chứ? Trừ kinh ngạc ra vẫn là kinh ngạc, nhưng mà nàng không có thời gian cảm thụ quá nhiều. Lực lượng như dòng suối nhỏ, không ngừng từ trong thân thể nàng chảy ra, sói mòn ra trái tim bị đao khí đánh nát thành bột phấn, hiển nhiên thân thể đã hỏng. Phanh! Tiếng bạo liệt vang vọng, một đạo nguyên anh hiển hiện. Nguyên anh kia cao hơn tất, ngũ quan mặt mày tương tự với nữ tử cung trang kia vô cùng, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, nhưng mà vẻ không thể tưởng tượng nổi còn nhiều hơn. Tại sao lại có kết quả như vậy? Hao tổn tâm cơ, thiết hạ bố cục tuyệt sát như vậy, kết quả thợ săn lại biến thành con mồi, địch nhân rõ ràng chỉ có một, nhưng mà rốt cuộc là ai ở phía sau đánh lén nàng? Hiện tại thời gian quý giá vô cùng, theo lý nguyên anh có lẽ nên mau chóng rời khỏi địa phương nguy hiểm này thế nhưng một khi trong lòng có nghi hoặc thì nó sẽ giống như độc xà nếu như không thể hóa giải nghi hoặc này cho dù lúc này có thể giữ lấy tính mạng đào thoát thành công về sau cũng sẽ có tâm ma mà có tâm ma này tu vi đừng mong tinh tiến thêm một chút đỉnh nào cân nhắc lợi và hại trong chuyện này nguyên anh kia suy nghĩ một hồi nàng dùng tốc độ cực nhanh quay đầu lại muốn nhìn rõ ngọn nguồn nhưng mà cảnh tượng lọt vào trong nàng lại làm cho nàng quá sợ hãi hai lâm hiên hiển hiện ngũ quan mặt mày đều giống nhau tới cực điểm dáng người cũng cao như vậy chỉ có điểm khác biệt duy nhất đó chính là màu da lâm hiên đứng sau lưng nàng màu da rõ ràng đen hơn nhiều thuật hóa thân tiếng nghiến răng nghiến lợi của nguyên anh kia truyền vào trong tai chuyện tới nước này làm sao nàng không biết mình đã lọt vào trong mai phục cơ chứ vốn bẫy dập mà hai người nàng bố trí xuống đã vô cùng kín đáo nhưng mà không ngờ đối phương lại giảo hoạt vô cùng tương kế tự kế đưa nàng vào trong cạm bẫy trong lòng nàng vừa giận vừa sợ, tràn ngập oán độc, nhưng mà nàng hiểu, bây giờ không phải là thời khắc hành động theo cảm tính. Thân thể nàng đã vẫn lạc, chỉ là một thân thể nguyên anh tuyệt đối không đánh lại được tiểu gia hỏa này. Tục ngữ nói núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, đợi tu vi nàng khôi phục, trung quy sẽ có biện pháp báo thù một kiếm này. Cân nhắc lợi hại bất quá chỉ trong giây lát mà thôi. Trong lòng Nguyên Anh đã có quyết định, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, tiêu tán tại chỗ. Đây là một bí thuật bảo vệ tính mạng của nàng độ huyền diệu, thâm ảo của nó tự nhiên vượt xa thuấn di, dù sao cũng là độ kiếp kỳ, nguyên anh đã tới tình trạng vô cùng cứng cỏi, vượt xa tu sĩ bình thường có thể so sánh. Nhưng mà ý nghĩ của nàng không sai, nhưng mà Lâm Hiên Há có thể để cho nàng như ý cơ chứ. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, đạo lý này trong lòng Lâm Hiên hiểu rõ. Đương nhiên không phải vì sợ hãi, nhưng mà đối với tu tiên giả mà nói, có thêm một địch nhân trung quy là chuyện không hề có lợi. Nếu như đã vạch mặt thì không cần để cho đối phương còn sống làm gì cả sát ý hiện lên trong mắt lâm hiên hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ thậm chí không còn làm ra bất kỳ động tác nào chỉ phát ra một đạo thần niệm đã nghe thấy tiếng kêu vang vọng phượng hoàng dưới chân kêu một cái khẽ vỗ cánh một cỗ lực lượng pháp tắc cuồn cuộn tràn ra pháp tắc không gian trong phạm vi trăm dặm đều bị bao phủ quét qua cả hư không nhộn nhạo lâm hiên không biết thứ nguyên anh kia thi triển là bí thuật bảo vệ tính mạng gì nhưng mà đã muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn nhất định có ngàn vạn liên quan với pháp tắc không gian Điểm này tuyệt đối không có gì nghi ngờ. Dù sao đối phương cũng là độ kiếp kỳ. Tuy rằng chỉ là tu tiên giả độ kiếp sơ kỳ, không có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng mà chỉ vèn vẹn một ít thuật không gian ra gia lông, dựa vào tu vi cường đại, muốn thi triển tự nhiên không phải là việc khó khăn gì. Nếu như đổi lại là một đối thủ khác, Nguyên Anh nàng có lẽ có thể chạy thoát được. Nhưng mà Phượng Hoàng vốn có sở trường là pháp tắc không gian. Tuy rằng là thứ cửu cung tu du kiếm biến hóa ra, cũng không phải là bách điều chi vương chính thức, nhưng mà dựa vào linh huyết của chân phượng thi triển ra pháp tắc không gian, vượt xa chút lĩnh ngộ ra lông về pháp tắc không gian của nữ tử này là chuyện bình thường. Nói một cách khác, muốn bài trừ bí thuật của nàng, căn bản không có bao nhiêu khó khăn. Quả nhiên, lực lượng pháp tắc lan tràn ra, nguyên anh kia cũng lào đảo hiện hình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ kinh hoàng, tự nhiên nàng không có ý chờ chết, hai tay nắm chặt, muốn tránh đi. Thế nhưng sau một khắc, vẻ mặt nàng khẩn trương vô cùng không khí chung quanh trở nên trứng lại, giống như là tường đồng vách sắt. Không cần phải nói, đây cũng là hiệu quả của pháp tắc không gian. Vốn, thủ đoạn như vậy không đủ để vây khốn một tu tiên giả độ kiếp sơ kỳ, nhưng mà giờ phút này nàng đâu có thời gian chỉ hoãn như vậy. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh dây lát, có trói buộc trong dây lát này, đã đủ để Lâm Hiên diệt sát nàng một ngàn lần. Cánh phượng hoàng khẽ vỗ, khắp không trung đều là hỏa diễm, trong dây lát đã nuốt trọn nguyên anh nàng. Sư huynh, cứu muội khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh thoáng cái trắng bệch tiếng y nha nha truyền vào trong tai nhưng mà lại lớn tiếng hét ẩm lên tuy rằng làm vậy trước mắt đám đệ tử hậu bối có chút mất mặt nhưng mà so với cái mạng nhỏ của mình thì mất mặt thì có đáng gì cơ chứ nữ tử này kinh hoàng tới cực điểm lại phát hiện ra giờ phút này mình không thể làm được gì lâm hiên tương kế tự kế tuy rằng phát huy ra hiệu quả hóa mục nát thành thần kỳ nhưng mà đường đường là tu sĩ độ kiếp kỳ phản ứng sao lại chậm được chứ tuy rằng đấu lực đấu trí bọn họ thua lâm hiên một bậc nhưng ngó mắt nhìn thấy ái thê mình vãn lạc hắn sao có thể ngẩn người được chứ nói nghiến răng nghiến lợi cũng không đủ cho nên nguyên anh của nữ tử kia kêu cứu chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện nam tử mặc áo bào xanh kia đã dừng vẻ mặt giữ tợn bổ nhào qua làm sao hắn có thể để cho ái thê mình vẫn lạc được chứ cho nên phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng nhưng mà động tác của lâm hiên há lại chậm đây thân thể lóe lên đã ngăn cản trước người đối phương so với đối phương còn nhanh hơn một chút Sở dĩ như vậy vì Lâm Hiên thi triển ra thuật thuấn di, cửu cung tú du kiếm biến hóa ra phượng hoàng, sử dụng pháp tắc không gian, đối với chủ nhân như hắn tự nhiên không thể nào không có chút ảnh hưởng nào. Xuất phát sau mà tới trước, ngăn cản trước người đối phương. Mà sau lưng hắn không xa, nguyên anh kia đã sắp bị hỏa diễm bừng bừng nuốt hết. Mở ra, nam tử mặc áo bào xanh kia há có thể ngồi nhìn coi như không thấy, hắn trợn mặt hết lớn, tiên kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay phải, linh quang bắn ra tứ phía đồng thời hung hăng chém ra một kiếm. Một kiếm này khí thế bằng bạc, ẩn chứa linh lực càng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên, mắt thấy tình thế đạo lữ nguy cấp, tên này đã có ý định liều mạng. Uy lực của một kiếm này quả thực không tầm thường, mà lựa chọn của hắn lúc này cũng rất ngu xuẩn. Nhưng mà Lâm Hiên lại không có chút ý định tránh đi nào. Hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất để đánh bại đối phương, cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, nào có đạo lý lùi bước. Đối phương cho dù có phẫn nộ thì cũng chỉ là tu tiên giả độ kiếp sơ kỳ đỉnh cứng trói cứng dùng pháp lực thâm hậu của lâm hiên chẳng lẽ hắn còn sợ đối phương sao mắt thấy một kiếm kia bắn về phía mình lâm hiên không có ý định lui bước một chút nào đương nhiên hắn cũng không ngu ngốc tới mức tay không tắc sắt đón đầu công kích phẫn nộ của đối phương mà hắn tế ra một kiện bảo vật một vòng tròn màu đỏ hiển hiện lên trong khoảnh khắc đã bành trướng lớn bằng một căn phòng chu tước hoàn này tuy rằng không phải là tiên thiên chi bảo nhưng mà uy lực tuyệt đối không kém hơn vạn kiếm đồ dùng để đối phó một tu tiên giả độ kiếp sơ kỳ nói đại tài tiểu dụng cũng không đủ hai tay lâm hiên như hồ điệp bay múa liên tục vung vẩy từng đạo pháp quyết rót vào trong chu tước hoàn tiếng kêu vang vọng một đầu tiên cầm hiển hiện ra chu tước hai cánh khẽ vỗ cũng là hỏa diễm ngập trời hợp lại chính giữa một thanh cự kiếm tràn ngập hỏa diễm hiển hiện hung hăng chém về phía đỉnh đầu nam tử mặc áo bò xanh kia linh quang đan vào nhau tiếng va chạm vang vọng hai thanh tiên kiếm hung hăng va chạm vào nhau ở trên không trung một thanh là bảo vật thiên truy bách luyện, một thanh khác lại tới từ linh hỏa do Chu Tước thao túng, cương phong thổi qua, linh quang không ngừng lập lòe, hỏa diễm cũng chợt mạnh chợt yếu, mang theo dư âm ảnh hưởng khiến cho lòng người run sợ, nhưng mà lại ngang sức ngang tài. Người trong nghề khẽ vươn tay là biết mạnh hay yếu. Nam tử mặc áo bào xanh kia đánh ra một kích giận dữ, dùng hết pháp lực bình sinh, Lâm Hiên lại tiêu sái nhẹ nhàng, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt vô cùng. Nhìn như bất phân thắng bại, kỳ thực đã phân ra cao thấp sắc mặt nam tử kia lo lắng vô cùng hắn dùng hết toàn lực cũng không thể đột phá phòng ngự của lâm hiên như vậy hắn sao có thể cứu được đạo lữ của mình đây trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên quyết nhưng mà đã không còn kịp tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong tai nguyên anh của nữ tử kia đã bị biển hỏa diễm khôn cùng nuốt hết lâm hiên không phải là tu tiên giả tàn nhẫn hiếu sát nhưng mà đối với địch nhân hắn không bao giờ có lòng dạ đàn bà đám người này ngấp nghé bảo vật của bổn tông vậy thì cũng nên có giác ngộ vẫn lạc bị hủy diệt Lòng tham gây họa, làm người cũng nên vì hành vi của mình mà trả giá thật nhiều. Sư huynh, cứu muội. Tiếng kêu thê lương của nguyên anh kia truyền vào trong tai. Thần thông của tu sĩ độ kiếp kỳ không tầm thường, nhưng mà chỉ là một thân thể nguyên anh, làm sao có thể ngăn cản được hỏa diễm của phượng hoàng đây? Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, rốt cuộc cũng lặng lẽ hóa thành hư vô. Nguyên anh của nữ nhân này đã triệt để tan thành mây khói, phóng mắt khắp tam giới cũng không còn hồn phách của nàng nữa. Xa xa, tu sĩ của kiếm hồ cung vẻ mặt sám quét, cơ hồ không thể tin được một màn xảy ra trước mắt. Bọn họ vốn cho rằng hai vị sư thúc ra tay hàng ma, tiểu tử lâm hiên này sẽ không còn hung hăng càn quấy được nữa, cũng khó trách bọn họ tin tưởng mười phần như vậy. Dù sao ngay cả tiết lão yêu của Hắc Phong Cốc, cũng ăn thiệt thòi không ít trong tay hai vị sư thúc, chống lại một tiểu tử độ kiếp sơ kỳ có gì phải lo lắng cơ chứ. Người có ý nghĩ này có không ít. Dù sao nếu cân nhắc theo lẽ thường mà nói, suy đoán như vậy không có sơ hở gì nhưng mà ý nghĩ dù không sai nhưng mà sự thực lại không có tốt đẹp như vậy chuyện trong tu tiên giới này ai nói rõ được chứ chỉ là một đám tu tiên giả phân thần kỳ đâu có thể nhận thức được sự khủng bố của lâm hiên song phương giao thủ trong chốc lát đôi song tu đạo lữ thần bí này trộm gà không được mà còn mất nắm gạo coi như đã rơi vào trong cạm bẫy của lâm hiên nữ tử kia không chỉ có thân thể vẫn lạc mà hiện tại ngay cả nguyên anh cũng tan thành mây khói loại kết quả này so với mong muốn trước kia quả thực kém xa vạn dặm Thấy sư thúc cấp bậc độ kiếp kỳ cũng có kết quả như vậy, trong lòng bọn họ run sợ tới cực điểm, không biết nên làm gì vào lúc này. Hoang mang, lo sợ, chẳng lẽ Kiếm Hồ cung gặp phải nguy cơ thực sự không có cách nào giải trừ sao? Sớm biết như vậy lúc trước cần gì phải làm thế? Nếu như lúc trước bọn họ biết sẽ có kết quả này, dù nói thế nào bọn họ cũng sẽ không đi mưu đồ linh nhãn chi hồ của Kiếm Hồ cung. Đáng tiếc tu tiên giới mặc dù có vô số bảo vật, nhưng mà cũng không có thuốc nào gọi là hối hận, bây giờ nói những chuyện này đã không còn tác dụng nhưng mà chuyện cũng không có như vậy mà kết thúc, chấm dứt. Nữ tử kia thần hồn câu diện, nhưng mà kiếm hồ cung còn một thái thượng trưởng lão cấp bậc độ kiếp, kỳ đang đứng ở đó, trên mặt tràn ngập vẻ oán độc, hận không thể ăn tươi nuốt sống lâm hiên. Thù giết cha, mối hận đoạt vợ, tuy rằng dùng vào tình huống này có chút không thích hợp, nhưng mà để hình dung cửu hận của hắn với lâm hiên vào giờ phút này lại phù hợp. Tiểu gia hỏa, ta muốn rút hồn luyện phách ngươi. Tiếng nghiến răng nghiến lợi truyền vào trong tai, oán niệm bên trong khó có thể dùng lời để hình dung. Hừ, ngươi làm được sao? Uy hiếp như vậy tự nhiên Lâm Hiên sẽ không đặt vào trong mắt, cho dù trong lòng đối phương có quyết tâm và dũng khí thế nào, một khi thực lực không đủ, bất quá chỉ là lớn lối một hồi mà thôi. Tu tiên giới dù sao cũng là nơi dùng thực lực để nói chuyện, nếu như hai phu thê bọn họ liên thủ, trong lòng Lâm Hiên còn có vài phần cố kỵ, nhưng mà hiện tại nữ tử kia đã vẫn lạc trong tay hắn, khả năng liên thủ đã bị loại bỏ, chỉ còn lại một gã tu tiên giả cùng giai, dùng thực lực của Lâm Hiên, hắn sao có thể sợ hãi đây? hắn đã ở thế bất bại rồi. Trên mặt Lâm Hiên lạnh nhạt vô cùng, nhưng mà tay cũng không có nhàn rỗi. Tuy rằng hắn không tin một tu tiên giả cùng dai có thực lực khiêu chiến mình, nhưng mà chuyện ngu xuẩn như thả hổ về rừng, hắn cũng sẽ không đi làm. Tật! Lâm Hiên điểm một ngón tay về phía trước. Tiếng chim hót vang vọng, Phượng Hoàng và Chu Tức cùng nhau hót lên. Cánh khẽ vỗ, sóng nhiệt cuồn cuộn lan tràn tới. Hai loại hỏa diễm thuộc tính bất đồng, nhanh chóng giao hòa vào với nhau, hỏa diễm thiêu đốt bừng bừng, huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm tiên chém về phía đối phương phượng hoàng niết bàn chu tước cũng am hiểu thao túng hỏa diễm lúc này hai đại tiên cầm liên thủ huyễn hóa ra kiếm tiên uy lực tự nhiên không tầm thường lâm hiền tự tin dù là tu tiên giả độ kiếp sơ kỳ cũng không dám tự tin đối kháng trực tiếp với hắn còn nếu như đối phương yếu thế tránh lui vậy thì công kích kế tiếp của hắn sẽ giống như biển gầm sóng cả vậy không ngớt không ngừng Liên Miên chém về phía đối phương, một khi không dồn đối phương vào chỗ chết, tuyệt đối sẽ không chấm dứt, thậm chí Lâm Hiên còn đã tính toán tốt bước tiếp theo. Nhưng mà một màn ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện, tên kia không ngờ lại không có trốn, cũng không có tế ra bảo vật phòng ngự gì. Lâm Hiên cũng không khỏi kinh ngạc, đừng nói là một tu tiên giả độ kiếp sơ kỳ, coi như là lão quái vật hậu kỳ như vạn kiếm tôn giả, tay không tấc sắt, không tránh không né, cũng không dám xem thường một chiêu này của hắn, đối phương đang điên sao? đáp án đương nhiên là không. Mắt thấy, hàng ngàn kiếm tiên bằng hỏa diễm bay tới trước mắt, quang mang lóe lên, linh nhãn chi hồ dưới chân nam tử mặc áo bò xanh kia cuồn cuộn, sóng gió ngập trời, hóa thành từng đạo thủy tiễn, bắn về phía những thanh kiếm tiên bằng hỏa diễm kia bên trong những đạo thủy tiễn kia ẩn chứa linh khí dồi dào, tuy rằng uy lực so với hỏa diễm còn hơn kém hơn một chút, nhưng mà số lượng lại vô số, trong khoảnh khắc, nước lửa tương giao, tiếng sưu sưu vang vọng, Phượng Hoàng và Chu Tức liên thủ lại bị ngăn cản hai mắt lâm hiên hơi co rút lại trên mặt hiện lên vẻ giật mình đối phương không ngờ lại có thể thao túng linh nhãn chi hồ này như vậy so với trong tưởng tượng của hắn còn khó chơi hơn nhiều nhưng mà thì sao chứ cho dù có được linh địa này tương trợ đối phương vẫn như trước không có nửa phần thắng nào trên mặt lâm hiên khôi phục lại vẻ bình thản đối phương làm vậy bất quá chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi nhưng mà lần này lâm hiên lại nghĩ mọi chuyện quá đơn giản tục ngữ nói một nước đi không cẩn thận thua cả bàn cờ một kích này của Lâm Hiên vô dụng, chuẩn bị ở phía sau của hắn tự nhiên cũng không thể nào dùng nổi. Chỉ thấy nam tử mặc áo bào xanh kia hét lớn một tiếng, hai tay liên tục vung vẩy, đánh ra một đạo pháp quyết kỳ quái, sau đó thân thể hắn dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi bành trướng lên. Trong khoảnh khắc biến thành cự nhân cao ngàn trượng, nói đỉnh thiên lập địa có chút quá mức, nhưng mà thân thể to lớn nguy nga cũng không kém một ngọn núi nhỏ là bao. Cự đại thuật, hai mắt lâm hiên có rút lại, trong lòng lại hiện lên vẻ nghi hoặc cự đại thuật cũng không có gì là kỳ lạ nhưng mà có thể biến lớn tới tình trạng như vậy cũng có thể nói là kinh hãi thế tục hiển nhiên thần thông này đã được đối phương tu luyện tới xuất thần nhập hóa chỉ là tu tiên giả đấu pháp cũng không phải càng lớn càng có tác dụng hắn biến hóa thành cự nhân thì có thể làm gì được chứ trong lòng lâm hiên nghi hoặc nhưng mà đối phương làm như vậy nhất định là có mục đích của bản thân điểm này hắn có thể xác định không chút nghi ngờ nào tuy rằng nhất thời nhìn không thấu quỷ kế của đối phương nhưng mà cũng không có đạo lý nào mặc kệ, để cho đối phương thong dong thi triển pháp thuật. Đã không rõ ràng, vậy thì cũng không cần phải để cho đối phương thi pháp. Tật, Lâm Hiên điểm một ngón tay về phía trước. Theo động tác của hắn, tiếng chim kêu truyền vào trong tay, hỏa diễm ngập trời bừng bừng giống như là cá voi hút nước chui vào trong phượng hoàng. Đầu phượng hoàng kia lần nữa bành trướng, lớn chừng trăm trượng, hai cánh mở ra, khí thế kia càng khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Tuy rằng so với cự nhân ngàn trượng đối phương biến hóa ra vẫn có tranh lệch không nhỏ, nhưng mà đối phương có thân thể khổng lồ như vậy, lại trở thành cái đích ngắm vô cùng tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, thân thể lóe lên, đã chuyển qua một bên, bề ngoài của đầu phượng hoàng kia đột nhiên có hỏa diễm phừng phừng nhảy múa. Muôn hình vạn trạng, giống như là lưu tinh rơi xuống đất, hung hăng đánh về phía trước. Một kích này uy lực càng không gì sánh nổi, cũng không phải là thứ mà đối phương thao túng linh nhãn chi hồ là có thể đỡ được. Tuy rằng Lâm Hiên không nghĩ tới việc có thể miểu sát đối phương tại chỗ, nhưng mà mặc kệ đối phương có hoa chiêu hoặc là mục đích gì, lần này có lẽ Lâm Hiên cũng có thể ngăn cản. Lâm Hiên tin tưởng mười phần, nhưng mà sau một khắc, hắn lại trợn mắt. Một tiếng giống to truyền vào trong tai, cự nhân kia không tránh không né mà lại tế ra một tấm phù. Một tấm linh phù nhỏ chừng bằng bàn tay. Bề ngoài có kim mang sáng chói lập lòe, không ngừng có phù văn nhỏ bằng hạt gạo hiện lên trên bề mặt linh phù sau đó không gió tự cháy hóa thành một đoàn hỏa diễm màu vàng một cỗ lực lượng pháp tắc lan tràn ra không đúng không phải là một cỗ hẳn là vài loại lực lượng pháp tắc bất đồng dung hợp lẫn nhau nhưng mà lại tới trình độ hoàn mỹ nếu không cũng sẽ không khiến cho hắn có ảo giác như vậy khiến cho hắn cho rằng chỉ có một loại lực lượng pháp tắc đây là phù lực gì không ngờ lại có thể dẫn động pháp tắc thiên địa không đúng vừa rồi hắn còn nhìn thấy rõ ràng phù kia dường như còn thiếu một góc nói một cách khác, chỉ là một tấm tàn phù. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, vẻ mặt Lâm Hiên càng thêm hoảng sợ, hắn cũng coi như là người có kiến thức uyên bác. Nhưng mà tấm phù lục có phẩm dai như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Cả quá trình nói thì dài dòng, nhưng mà kỳ thực cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Sau đó chỉ thấy hỏa diễm màu vàng kia hóa thành một mảnh màn sáng, bảo vệ cự nhân kia. Pháp thuật phòng ngự. Lâm Hiên thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt khi đối phương tế ra tấm phù lục kia, ở sâu trong lòng hắn cảm thấy tim đập nhanh một hồi, hiển nhiên phẩm cấp của thứ này đã có thể uy hiếp được hắn. Cũng may chỉ dùng để phòng ngự, nếu như là công kích thì không ổn, quả thực có khả năng lật thuyền trong mương ở kiếm hồ cung này. Trong lòng Lâm Hiên cảnh giác vô cùng, đầu phượng hoàng kia không có cách nào trần chờ, giống như lưu tinh trụy lạc, hung hăng nện về phía màn sáng kia. Không có tiếng nổ mạnh, nhìn như bùn trôi vào biển, không có một chút gợn sóng nào, đầu phượng hoàng mà cửu cung tu du, kiếm huyễn hóa ra không ngờ lại bị ngăn cản ở bên ngoài hơn nữa lại rất nhẹ nhàng bị ngăn cản ở bên ngoài làm sao có thể vẻ mặt lâm hiên biến đổi tuy rằng hắn nhìn ra phù lục này bất phàm nhưng mà cũng chưa từng nghĩ tới sẽ khó chơi như vậy đáng giận lâm hiên ngoài kinh hãi ra cũng không có buông tha cho đối phương phù lục cho dù mạnh mẽ thế nào cũng có cực hạn hắn không tin thứ này thực sự có thể ngăn cản hắn tật cánh phượng hoàng khẽ vỗ lông vũ hóa thành lợi kiếm sắc bén giống như gió táp mưa xa bắn về phía màn sáng bên ngoài cự nhân kia. Từng đạo kim quang nhộn nhạo, giống như là hòn đá ném vào trong hồ nhỏ, màn sáng màu vàng kia rốt cuộc cũng chậm rãi lay động. Trong lòng Lâm Hiên vui vẻ, đồng thời thở dài một hơi, nhưng mà ngẫm lại cũng không có gì là kỳ lạ. Hôm nay hắn đã là độ kiếp kỳ, uy lực của chân linh hóa kiếm quyết mạnh mẽ vô cùng, lại dùng cửu cung tu du kiếm diễn hóa ra thiên phượng công kích, coi như là phù của tiên giới cũng có thể làm dung chuyển nhiều lắm chỉ tiêu hao thêm một chút thời gian mà thôi. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, ngón tay Lâm Hiên điểm về phía trước một cái, linh quang trên Chu Tước Hoàn đại thịnh, thần điều được diễn hóa ra từ Chu Tước Hoàn cũng xông lên. Phượng Hoàng, Chu Tước, hai đại tiên cầm liên tiếp xông lên, dùng chảo, dùng miệng, các loại thủ đoạn không ngừng được thi triển ra, màn sáng màu vàng càng ngày càng lay động kịch liệt. Cả quá trình nói thì dài dòng, nhưng mà kỳ thực cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Nam tử mặc áo bào xanh kia kinh hãi vô cùng, Phù lục này chính là bảo vật truyền thừa của bổn môn, truyền thuyết có nói chính là thứ lưu truyền từ tiên giới sau thời thượng cổ tới nay. Tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng mà sự cường đại của tấm phù lục này hắn cũng biết, đáng tiếc chỉ dùng để phòng ngự, nếu như là công kích, hắn có nắm chắc tuyệt đối có thể diệt sát cường địch trước mắt. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, hắn đã luyện hóa linh nhãn chi hồ này, cũng có thể tự tay báo thù cho ái thê của mình. Công kích của Chu Tước và Phượng Hoàng tuy rằng mạnh mẽ, ác liệt, nhưng mà muốn loại bỏ tấm linh phủ trước mắt cũng không phải trong lúc nhất thời là có thể làm được. Thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng mà đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, cự nhân kia không trần chờ nữa, miệng hét lớn một tiếng, tiếng xương cốt lách cách truyền vào trong tai. Đầu hắn lần nữa dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi bành trướng, vốn đã biến thành cự nhân ngàn trượng đầu của hắn đã lớn không thể tưởng tượng lại được. Giờ phút này dựa trên cơ sở vốn có lại bành trướng gấp mấy lần có thừa, nhưng mà cũng chỉ có đầu lâu bành trướng mà thôi thân thể vẫn là thân thể trước đó, không có bành trướng. Tỷ lệ nhìn qua buồn cười vô cùng. Đúng vậy, buồn cười, nhưng mà khuôn mặt hắn vạn vẹo, vừa buồn cười lại có thêm vài phần dữ tợn. Nhưng mà đối phương làm như vậy chắc chắc sẽ không chỉ có như vậy. Hai mắt Lâm Hiên hơi co lại, còn chưa kịp có động tác nào khác, một tiếng rít gào rung trời truyền vào trong tai. Tên nam tử mặc áo bò xanh kia đã mở cái miệng lớn đỏ lòm ra. Răng nanh lộ ra ngoài, một cỗ lệ khí tràn ra. Giống, những nơi sóng âm đi qua, ngay cả tu sĩ phân thần kỳ ở gần cũng cảm nhận được thống khổ, ở khóe miệng thậm chí còn có máu tươi tràn ra, hiển nhiên uy của một giống này đã làm chấn thương lục phủ ngũ tạng bọn họ. Đương nhiên Lâm Hiên sẽ không bất lực như vậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là trong lòng lại có thêm vài phần nghi hoặc, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cái hồ nhỏ vốn bình tĩnh bên dưới đột nhiên có sóng to gió lớn ngập trời cuồn cuộn, sóng hóa thành một cột nước khổng lồ chừng hơn 10 trượng bay lên trời không đúng, không phải là bay lên trời, mà là bị cự nhân kia hút vào trong mồm. Giống như là cá voi hút nước vậy. Nhưng mà nước này không khỏi quá nhiều. Thể tích của cự nhân kia giờ phút này đã vượt xa cá voi trên biển ở địa cầu bình thường, chỉ là hắn ta uống nước trong hồ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trong lòng Lâm Hiên ngày càng có nhiều nghi hoặc, nhưng mà thể tích của cột nước kia ngày càng lớn, ban đầu chỉ hơn 10 trượng mà thôi, rất nhanh đã khoách trương hơn gấp đôi, cuối cùng còn lớn tới trăm trượng. Linh nhãn chi hồ kia tuy rằng rộng lớn, nhưng mà dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chậm rãi nhỏ dần, cứ theo đà này chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ khô cạn. Sư thúc, không được. Lâm Hiên đang kinh ngạc thì đột nhiên lão giả tiên phong đạo cốt kia đột nhiên biến sắc, mở miệng ngăn cản sư thúc mình. Chỉ thấy vẻ mặt vị trưởng môn kiếm hồ cung này tràn ngập hoảng sợ, vừa rồi mặc dù bị Lâm Hiên đẩy vào trong tuyệt cảnh hắn, cũng không có kinh hoàng như lúc này. Đúng vậy, là thất kinh. Có gì mà không thể cơ chứ? Đáp lại hắn là một tiếng giống lớn như sấm sét, chấn cho màng nhĩ người ta đau đớn. Nhưng mà cự nhân kia mặc dù mở miệng đáp lại, nhưng mà tốc độ thôn phệ nước trong hồ phía dưới không có vì vậy mà bị ảnh hưởng, tốc độ vẫn nhanh chóng vô cùng. Sắc mặt lão giả kia càng thêm khó coi. Kiếm hồ cung có thể trở thành tông môn đứng đầu trong nãi long, giới đương nhiên là do kết quả của lịch đại tổ sư kiếm hồ cung cố gắng, nhưng mà cũng không thể bỏ qua công lao của linh nhãn chi hồ này, có thể nói là bảo vật chấn phái của bổn môn. Mà sư thúc bây giờ lại hủy diệt linh nhãn chi hồ này, Nói khi sư Diệt Tổ cũng không đủ, không có bảo vật này, cho dù hôm nay Kiếm Hồ Cung có thể đả bại cường địch thì Kiếm Hồ Cung cũng khó tránh khỏi suy sụp. Thân là trưởng môn, hắn há có thể không biết nặng nhẹ trong chuyện này, cho nên hắn mới đau khổ khuyên bảo không thôi. Nhưng mà nam tử mặc áo bào xanh đâu có biết nặng nhẹ trong lòng, hắn và thê tử yêu thương mặn nồng đã lâu, không chỉ là song tu đạo lữ, mà từ nhỏ đã quen biết, là Thanh Mai trúc mã, từ nhỏ vô tư, cùng nhau được sư tôn nhìn chúng, đưa tới Kiếm Hồ Cung này vô số năm tháng khổ tu cảm tình lại càng thâm hậu sau khi kết thành song tu đạo lữ càng phu sướng phụ tùy cùng nhau tu tiên cùng nhau tìm kiếm duyên phận trường sinh kia tu luyện tới độ kiếp kỳ rất khó nhưng mà chỉ có bước vào độ kiếp hậu kỳ bọn họ mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau nhưng mà mộng ước vốn tốt đẹp này lại bị lâm hiên phá vỡ ái thê đã hồn về địa phủ nếu như vậy hắn trường sinh bất lão cũng không có ý nghĩa gì nữa ý niệm duy nhất còn lại trong đầu hắn chính là trả thù đem người trước mắt rút hồn luyện phách hắn đã có ý chết trong đầu, ngay cả tính mạng bản thân cũng không để ý, kiếm hồ cung có thể bởi vậy mà suy sụp hay không hắn cũng không đặt ở trong lòng. Trưởng môn kiếm hồ cung nói hắn khi sư diệt tổ, bình tĩnh mà nói, cũng không có chút khoa trương nào, nhưng mà thì sao chứ? Coi như là vào cửu u địa phủ, hắn cũng phải báo thù cho ái thê trước rồi nói sau. Cự nhân tiếp tục động tác vừa rồi, không có chút đáp lại lời khẩn cầu của trưởng môn kiếm hồ, cung hiển nhiên hắn đã có sát tâm, một khi đưa ra quyết định này, cho dù có chín đầu trâu kéo cũng đừng mơ tưởng kéo hắn lại. Đáng giận, lời khuyên bảo không có hiệu quả, trên mặt lão giả tiên phong đạo cốt kia hiện lên tia phân vân, nhưng mà rất nhanh đã bị vẻ kiên quyết thay thế, trừng mắt hét lớn, đệ tử kiếm hồ cung nghe lệnh, người này khi sư diệt tổ, theo ta công kích, diệt sát hắn ở chỗ này, lão giả này còn chưa dứt lời, tay áo phất một cái, kim quang lập lòe, đã tế một cây bút lông màu vàng ra, mùi hương tỏa ra bốn phía, không ngừng đâm về phía trước thoăn thoán không ngừng, một hàng văn tự cổ xưa đập vào trong mắt, sau đó hóa thành đao kiếm, bắn về phía nam tử mặc áo bò xanh. Kết quả như vậy cũng khiến cho Lâm Hiên há hốc mồm nhìn chân chối, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, một lời không hợp, trưởng môn kiếm hồ cung lại có thể trở mặt thành thù với thái thượng trưởng lão, trong tông môn. Chuyện như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận là ai nói cho hắn nghe hắn cũng tuyệt đối không tin tưởng. Mà những tu sĩ phân thần kỳ khác trong kiếm hồ, cung nhìn thấy một màn này ngoài kinh ngạc ra, Vẻ mặt không có một chút mờ mịt nào. Trưởng môn sư huynh không chỉ có thực lực xuất chúng, mà phẩm tính làm người của sư huynh từ trước tới nay bọn họ đều bội phục không thôi. Thế nhưng địch nhân hiện tại lại là Thái thượng trưởng lão tông môn, chúng tu sĩ tự nhiên không biết nên làm gì mới tốt. Tuy rằng cự nhân kia muốn hủy diệt linh nhãn chi hồ, bọn họ cũng nhìn ra đầy đủ tiền căn hậu quả của việc này. Là Thái thượng trưởng lão sai, thế nhưng thì sao chứ? Tu tiên giới cường giả vi tôn, cho bọn họ thêm một lá gan, nào dám làm khó tồn tại độ kiếp kỳ ai cũng không thể đưa ra lựa chọn loại tình huống này bọn họ cũng chỉ có thể không đếm xỉa tới mà thôi nhưng mà chuyện còn chưa xong phượng hoàng chu tức dùng chảo mỏ xé rách màn sáng màn sáng màu vàng càng lúc càng mờ nhạt lay động càng ngày càng kịch liệt hiển nhiên cách lúc bị nghiền nát không còn xa thế nhưng tốc độ nước trong hồ bị hút cũng càng lúc càng nhanh lâm hiên nhíu mày trong quá trình này hắn cũng từng nghĩ biện pháp ngăn cản chỉ là tất cả chỉ là vô dụng mà thôi thậm chí ngay cả làm giảm tốc độ thu nạp nước trong hồ của đối phương cũng không thể, đây đã trở thành chuyện xa ngoài tầm với của hắn. Cứ như vậy, nửa thời gian uống cạn chung trà đi qua, cả Linh Nhãn chi hồ đã gần như khô cạn. Lâm Hiên nhướng mày, đánh ra một đạo pháp quyết, cánh phượng hoàng, chu tước khẽ vỗ, trở lại trước người hắn. Đem hết toàn lực vẫn không có cách nào ngăn cản, đã như vậy Lâm Hiên cũng không làm chuyện vô nghĩa nữa. Nhìn phản ứng của đối phương một chút rồi định đoạt, hiện tại chỉ cần yên tĩnh một chút là được lấy tĩnh chế động, có lẽ là một lựa chọn cực kỳ cao minh. Kỳ thực mục đích của đối phương, Lâm Hiên đã mơ hồ suy đoán ra, thôn vệ linh nhãn chi hồ, mục đích cuối cùng là muốn thu nạp linh khí bên trong. Chỉ là cách làm như vậy quá không hợp thói thường. Trước mắt cũng không phải là linh nhãn phổ thông, mà là linh nhãn chi hồ, bất luận là diện tích hay là nồng độ linh khí, phóng mắt khắp linh giới đều là tồn tại số một. Linh khí ẩn chứa bên trong bất luận là số lượng hay là chất lượng đều vượt xa linh mạch cực phẩm bình thường rất nhiều. Nếu không cũng không có tư cách trở thành bảo vật trấn cung của Kiếm Hồ cung. Một hơi nuốt vào linh vật như vậy, đối phương không sợ kinh mạch của bản thân mình vỡ tan sao? Tên này quả thực điên rồi. Lâm Hiên thở dài, đã thấy cự nhân kia hít sâu một hơi, kỳ thực cho dù đã hóa thân trở thành cự nhân khổng lồ cao hơn ngàn trượng, nhưng mà so với linh nhãn chi hồ này mà nói, bất quá không đáng kể, thế nhưng hắn uống nhiều nước trong linh nhãn chi hồ như vậy, bụng lại không có chút biến hóa mảy may nào, hiển nhiên đã thi triển một loại bí thuật không tầm thường nào đó đúng như lâm hiên phỏng đoán nuốt vào bảo vật có linh khí nồng đậm như vậy kinh mạch toàn thân hắn đã không chịu nổi trên người có chút tơ máu hiện lên rất nhanh đã biến thành một huyết nhân vẻ mặt cũng tràn ngập thống khổ nhìn qua vô cùng dữ tợn và đáng sợ oanh hắn bước ra một bước cả mặt đất run rẩy không phải là bởi vì hắn trở thành cự nhân mà như vậy mà là bởi vì linh lực toàn thân hắn đã tăng vọt tới tình trạng không thể nào tưởng tượng nổi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha